Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 49. Boris ma đạo sư tuy rằng nhân phẩm thấp kém, có thể giàu gì cũng là vị quang minh ma đạo sư, trên tay bản lĩnh thật sự vẫn có chút. Xem hắn thuấn phát ra ma pháp sau, đâm một cái tròng trắng mắt quang sở quanh quẩn theo trường kiếm, liền hướng về Trần Phi chém xuống. Nhất thời vô luận là Ekerna lão bá tước, hay là Brisbane, đều sắc mặt thay đổi. Bởi vì bọn họ đều cảm giác một kiếm này nếu là hướng bọn họ chém tới, vậy bọn họ khẳng định chết. Mà đây cũng chính là xích lõa khỏa thân thực lực sai biệt. Oanh! Trần Phi gặp Boris mà đạo sư lại dám trực tiếp như vậy tự xuất thủ, không kiêng nể gì cả, nhất thời liền nhìn không được con ngươi trầm xuống, từ trong cơ thể bắn tóe ra một cực kỳ cường thế, nóng rực làm cho diễm quang. Đương nhiên trong nháy mắt diễm quang phóng lên cao lúc, cũng đã có 9 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí lặng yên không hơi thở ngưng hình, tốc độ kia còn sắp tới cực hạn. Lấy Trần Phi hiện nay luyện khí ngũ trọng đỉnh tu vi, coi như không phải là toàn lực xuất thủ, có thể tại đây Boris ma đạo sư trước mặt cũng còn là cũng đủ kinh hãi. Mà quang minh kiếm ma pháp cũng bị tam dương chân hỏa kiếm khí trong nháy mắt nghiền nát. Ngươi, ngươi, đó là cái gì? Boris ma đạo sư gặp Trần Phi cư nhiên chính mình thực lực như vậy, ngay tức khắc sợ đến sắc mặt đều trắng trắng. Hắn mặc dù tự phụ có thể so sánh huyết tộc công tước đỉnh cường giả lợi hại hơn, có thể vậy cũng cận chỉ là bởi vì tiên thiên khắc chế a. Trên thực tế, bọn họ quang minh ma pháp sư đang đối mặt trừ huyết tộc bên ngoài cường giả lúc, đều là bị vây hoàn cảnh xấu. Bởi vì vậy ma pháp sư gần người cận chiến năng lực đều rất yếu. Ma pháp lá chắn. Nghĩ đến đây, Boris ma đạo sư vội vã sắc mặt hốt hoảng lui về phía sau, lại cho mình chống lên một tầng ma pháp vòng bảo hộ, còn từ trong quần áo nhanh chóng móc ra một chương hội đầy ma pháp ký hiệu trang giấy. Đem bóp nát, lúc này mới lại thần sắc kiêng kỵ nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói ngươi đến cùng là ai. Hiển nhiên hắn hiện tại cũng không dám giống như nữa trước nhỏ như vậy nhìn Trần Phi. Ta là ai, nói ngươi cũng không biết, thế nào, đánh không lại chuẩn bị gọi người. Chú ý tới cử động của đối phương, rõ ràng cho thấy ở truyền tin xin giúp đỡ, Trần Phi không khỏi sắc mặt có chút tự tiếu phi thiếu lên. Xem ra người này là chuẩn bị tìm người đi đối phó hắn. Sẽ là ai chứ, Dumbledore Barton. Mà hắn lời này vừa ra, nhất thời thiếu chút nữa đem Ekerna lão bá tước dọa cho được chân mềm, trên mặt thần sắc trong nháy mắt có chút trắng bệch lên. Có thể để cho đường đường quang minh ma đạo sư đều gửi thư tín nhờ giúp đỡ người, còn có thể là ai? Chỉ có thể là Barton gia tộc người mạnh nhất Dumbledore Barton. Hết, xong, cái này xong. Nếu Dumbledore đại ma truyền tới, ai có thể đỡ nổi a? Hanh. Mà đang nghe Trần Phi một ngụm liền kêu phá mình mờ ám, Boris ma đạo sư nhất thời cảm giác có chút mất mặt, ánh mắt cũng một chút âm trầm, lãnh xuống tới, hướng người bên cạnh phất tay nói cùng tiến lên. Nhất thời hắn người phía sau liền mắt lộ ra hung quang xông tới, hướng Trần Phi lướt đi. Bọn họ đều là Boris ma đạo sư người theo đuổi, hoặc ba tần gia tộc quang minh hộ vệ. Mà ở trong những người kia, người mạnh nhất thậm chí đều đạt tới A cộng cấp. Nhiều người như vậy vây bắt đầu sợ rằng liên S cấp cường giả đều sẽ có không nhỏ áp lực. Giết, vây đi lên người trong có ba người trong tay còn cầm vũ khí, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, hướng về Trần Phi đầu chém tới. Mà ở ba người này trong bất ngờ có hai người nhất thời A cộng cấp bậc cường giả. Như vậy, ba người bọn họ dẫn đầu hướng Trần Phi vây giết bắt đầu, và lại trong đó có hai cái đều là A cộng cấp cường giả, trận kia trưởng tự nhiên còn là cực kỳ dọa người. Chí ít coi như là chính mình huyết tộc hầu tước thực lực Brisbane ở nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được trái tim mạnh run lên, hoảng loạn quát to lên Trần tiên sinh, cẩn thận. Ai, nhưng ngay khi hắn thanh hô to vừa dứt dưới, mọi người bên tai lại đột nhiên quỷ dị nghe được một tiếng than nhẹ. Mà sau đó, lại là một tiếng bình tĩnh đến làm người ta sởn tóc gáy nhàn nhạt thanh viêm chỉ. Nhất thời phần phật diễm sóng thăng chức dựng lên. Tại nơi Ekerna lão bá tước thậm chí Brisbane đều có chút trợn tròn trong ánh mắt của, đem ba chuôi vây giết mà đến vũ khí trực tiếp định ở giữa không trung. Không chỉ có như vậy, bọn họ trong tầm nhìn còn rõ ràng nhìn thấy ba đạo lớn bằng ngón cái, xích hồng sắc quang trụ chợt lóe lên, xuyên thủng tập sát mà đến ba người thân thể. Sau đó ba người kia tựu thẳng tắp ngã xuống đất lên. Lại không bất luận cái gì tiếng động. Cái này... Ekerna lão bá tước không khỏi mạnh run run dưới miệng, hơn nữa ngày đều không có thể phản ứng kịp. Bất quá đến lúc này, hắn tựa hồ rốt cục có chút hiểu,
vì sao mà Brisbane sẽ nói Trần Phi là bọn hắn Brett gia tộc khách nhân tôn quý nhất. Hai đại A cộng cấp bậc cường giả vây giết, chỉ sợ cũng xem như là này tôn quý, cường đại S cấp cường giả, cũng phải coi trọng một chút đi. Nhưng bây giờ Trần Phi lại cư nhiên tiện tay toàn bộ giết. Đây nên được có nhiều thực lực cường đại, mới có khả năng làm được. Nghĩ đến đây, Ekana lão bá tước càng nhìn không được cả người run run, lại nhìn không được hướng Brisbane nói bố, Brisbane, cái này Trần tiên sinh đến tột cùng là lai lịch gì? Lai lịch gì? Brisbane nghe vậy do dự một chút, cuối cùng vẫn không dám chưa Trần Phi bày mưu đặt kế, liền đem hắn căn bản tiết lộ ra ngoài. Chỉ có thể có lệ nói Ekana lão bá tước, dù thế nào ngươi chỉ cần biết Trần tiên sinh, là chúng ta Brett gia tộc khách nhân tôn quý nhất, cái này được rồi. Ngươi, mà Boris ma đạo sư tuy rằng cũng bị Trần Phi chiêu thức ấy lại đang dọa nhảy, có thể hắn nhưng vẫn là rất nhanh thì khôi phục lại, hướng Trần Phi cười nhạt xem ra ngươi quả thật có chút bản lĩnh. Bất quá các ngươi người Đông Phương, cư nhiên cũng dám đến chúng ta người phương Tây trên địa bàn kiêu ngạo, thật cho là chúng ta phương Tây hắc ám thế giới không ai, ta Boris giết không được ngươi. Vậy nếu không ngươi thử xem, Trần Phi nhếch miệng, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt trào phúng cùng cười nhạt. Chính là một cái S cấp, cũng muốn giết hắn. Thật đúng là gió lớn không sợ lóe đầu lưỡi. Muốn chết. Boris ma đạo sư đã hiểu Trần Phi ngôn ngữ trong tiếng châm chọc cùng khinh miệt, nhất thời trên mặt hiện ra dữ tợn, chấn nộ vẻ, từ mang theo người gói trong lấy ra một ma pháp trượng, hướng về phía Trần Phi lại đọc tiếp động chú ngữ lên ta vi cho ngươi vi sự ngu xuẩn của mình mà cảm thấy vạn phần hối hận. A cộng cấp quang minh ma pháp, quang minh thẩm phán. Nhất thời giữa không trung thật giống như có nồng nặc quang minh lực lượng hình thành phong bạo, một tầng như đại hải sóng dữ vậy, hướng về Trần Phi đấu đá mà đến. Trận kia trưởng nhất thời làm xa xa người vây xem giật nảy mình. Từ một vị quang minh ma đạo sư tự mình thi triển ra A cộng cấp quang minh ma pháp, đây quả thật là không phải là đùa giỡn. Thực sự quá kinh người, thật là đáng sợ. U long. Giống. Có thể nhưng vào lúc này, mọi người bên tai lại không hiểu xuất hiện cực kỳ điếc tai ù long thanh. Thậm chí theo sát mà còn có một đạo chấn sát lòng người thú giống vang dội đến, một cái khoa trương hỏa diễm đại xà tùy theo xuất hiện, hừng hực thiêu đốt, lại làm cho cảm giác dị thường lạnh như băng cũng dựng thẳng con ngươi khiến ở đây tất cả mọi người cả người phát lạnh, sắc mặt trắng bệch, cả người thẳng run run. Sau đó chỉ thấy ngọn lửa kia đại xà mạnh ngửa đầu vừa kêu, sau lại một đuôi ba trực tiếp vẫy tại nơi cuồng tập mà đến quang minh phong bạo trên, đem một đuôi ba đập ra. Vì thế mà đã bị ma pháp phản vệ Boris ma đạo sư trong khoảnh khắc cái cổ một phồng, sắc mặt đỏ lên, cuồng ra thổ huyết. Nhưng này còn chưa phải là để cho người giật mình. Để cho người giật mình đều là ngọn lửa kia đại xà ở một đuôi ba cặn bả, quang minh thẩm phán, sau, lại còn có làm người ta kinh hãi lực lượng, lại hướng theo Boris ma đạo sư cuồng dũng tới, diễm sóng ngập trời. Ngươi muốn làm gì, ngươi có biết hay không ta là ai? Boris ma đạo sư gặp hỏa diễm đại xà lại còn khí thế hung hăng hướng mình đánh tới, nhất thời mặt mũi trắng bệch, sắc lệ nội cha nói. Ngươi là ai? Trần Phi tự tiếu phi tiếu nói. Giữa không trung đánh úp về phía Boris ma đạo sư hỏa diễm đại xà tốc độ chậm mấy phần. Ta Boris thế nhưng ba tần gia tộc ma đạo sư. Hơn nữa chúng ta ba tần gia tộc Dumbledore đại ma truyền cũng ở nơi này tòa thành trong, ngươi nếu là dám thương tổn được ta một chút, ngày hôm nay ngươi đều chớ nghĩ sống theo từ nơi này lớp Strickland gia tộc tòa thành trong đi ra ngoài. Chúng ta ba tần gia tộc hội yếu mạng của ngươi. Boris ma đạo sư gặp Trần Phi nguyện ý ngừng tay, còn tưởng rằng hắn sợ, lập tức nghĩnh đầu nói. Nhưng ngay khi tiếp, hắn lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại cư nhiên nói như vậy, híp mắt, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu muốn mạng của ta. Vậy được rồi, đã như vậy, nếu không ta tự thử trước một chút. Trước muốn mạng của ngươi, thế nào? Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trầm xuống, lau một cái băng lãnh hơi lạnh thấu xương chợt lóe lên. Giống. Phảng phất là cảm giác được chủ nhân lúc này nội tâm hàn ý, từ chín chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ thành hỏa diễm đại xà lại ở gầm hét lên, cả người nóng hỏa diễm lăn lộn, diễm sóng chấn động thăng thiên. Ngay cả giữa không trung đều lại nghĩ tới đinh tai nhức óc ù long thanh. Ngọn lửa kia đại xà thân thể cao lớn theo thì có hướng phía Boris ma đạo sư nghiền đi. Ngươi dám, Boris ma đạo sư cả người đều nhanh choáng váng, vẻ mặt trắng bệch,
không nghĩ tới Trần Phi lá gan lại lớn đến loại trình độ này, đây là thật muốn giết hắn. Không chỉ là hắn, Ekena lão bá tước, Brisbane, Đỗ Lệ Vi chờ người vây xem đều thiếu chút nữa bị một màn này sợ ngốc sợ ngây người, miệng mở lớn hợp không hơn. Không có biện pháp, quang minh ma đạo sư đó là cái gì nhóm cường giả. Coi như là tại bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới, cũng tuyệt đối là nhất đẳng một. Nhưng bây giờ, cái loại này cường giả lại cư nhiên ở Trần Phi trong tay, liên phản kháng lực lượng cũng không có. Cái này, điều này sao có thể? Hơn nữa cái này còn chưa phải là trọng điểm vâng, người Đông Phương thật dám đem Boris ma đạo sư giết chết. Phải biết rằng ba tần gia tộc người mạnh nhất, Dumbledore đại ma truyền ở nơi này tòa thành nội, nếu là vị kia tự mình tới rồi. Hắn lẽ nào sẽ không sợ chết sao? Oanh! Mà nhưng vào lúc này, viễn phương truyền đến cực đáng sợ quang minh ma pháp năng lượng. Trong nháy mắt tất cả mọi người biến sắc, hướng phương hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn chói mắt quang hoa từ xa như vậy chỗ tốc độ bay mau tới rồi, từng tầng một mạnh mẽ quang minh lực lượng giống như gào rít giận dữ sóng biển vậy, tràn ngập ở giữa không trung, bẻ gãy nghiền nát, quang minh thần thánh. Mà lực lượng kia mang tất cả trôi qua khu vực, thậm chí ngay cả phía dưới vật kiến trúc đều nhanh sụp. Mà lúc này, quang minh lực lượng hậu phương mọi người rốt cục chật vật thấy rõ ràng, có ba nam tử, mỗi người trên người tản ra khủng bố khí tức. Trong đó lấy một vị kim văn biên ma pháp bào trên người lão giả phát ra khí tức, tối làm cho. Bất ngờ đạt tới SS cấp bậc. Mà trừ hắn ra, hai người khác cũng có S cấp bậc. T, là ba tần gia tộc Dumbledore, quang minh đại ma truyền. Còn có hắn hai vị kia thánh kỵ sĩ người theo đuổi, toàn bộ chính mình S cộng cấp đỉnh thực lực. Mà mọi người tại đây ở nhìn thấy ba người kia đến, nhất thời nhìn không được tất cả đều thân thể run rẩy, trên mặt thần sắc quá sợ hãi. Kinh hô xuất khẩu. Dumbledore ba tần, là Hy Lạp ba tần gia tộc cường đại nhất quang minh ma đạo sư, chính mình quang minh đại ma truyền thực lực. Hắn hai vị kia thánh kỵ sĩ người theo đuổi cũng đồng dạng không phải là đơn giản mặt hàng, tất cả đều chính mình S cộng đỉnh thực lực. So với kia Boris không biết lợi hại bao nhiêu, loại này tổ hợp, nếu là thật xuất động nói, chỉ sợ cũng xem như là hơi yếu một chút mafia gia tộc đều có thể trực tiếp bị diệt rơi, tỉ như Italia thánh La Lan gia tộc. Mà bây giờ, bọn họ lại tất cả đều xuất hiện ở nơi này, ai ngăn được. Dumbledore thúc thúc, các ngươi rốt cuộc đã tới. Mau đưa tiểu tử này làm thịt. Nga, không, ta muốn đem hắn bắt lại, mang về chúng ta ba tần gia tộc. Ta muốn để cho bọn họ biết lại dám đắc tội ta Boris, dám can đảm mạo phạm chúng ta ba tần gia tộc, sẽ có thế nào bi thảm, tuyệt vọng hạ trang. Boris ma đạo sư ở nhìn thấy ba người kia đến, cũng ngay tức khắc hướng nhìn thấy cứu tinh vậy. Trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, dữ tợn, vặn vẹo trên khuôn mặt hiện ra cuồng ngạo cười nhạt, còn có không gì sánh được châm chọc cùng khinh miệt độ cung. Nguyên lai ba tần gia tộc người mạnh nhất, Dumbledore đại ma truyền, cư nhiên cùng hắn có liên hệ máu mủ, là thúc thúc của hắn. Trách không được hắn dám ở cái này lớp Strickland gia tộc thành dưới đất bảo nội đều lớn lối như thế, nguyên lai là có hậu trường A. Ngươi gọi cái dám. Có thể nhưng vào lúc này... Vẻ mặt ngạo mạn cùng châm chọc cười nhạt Boris ma đạo sư lại bỗng nhiên bên tai truyền đến một đạo khiến kỳ rung động hét lớn. Sau đó chỉ thấy khắp bầu trời diễm sóng kinh hãi, từ chín chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ thành hỏa diễm đại xà rất đáng sợ, làm người ta kinh hãi thế hướng phía Boris ma đạo sư tự giữa không trung rơi xuống, hừng hực thiêu đốt miệng to như chậu máu nuốt vào. Ngươi dám! Nhất thời Boris ma đạo sư còn có hắn những người đeo đuổi kia ở trong chớp nhoáng này câu đều trên mặt nổi lên vạn phần hoảng sợ màu sắc, cả người đều nhanh sụi lơ xuống phía dưới, không khí lực. Hiển nhiên, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Trần Phi lại dám như vậy gan lớn. Làm cho bọn họ ba tần gia tộc Dumbledore đại ma truyền đại nhân, còn có hai vị kia S cộng cấp đỉnh thánh kỵ sĩ đại nhân mặt mà, còn dám hướng bọn họ hạ sát thủ. Tiểu tạp chủng này lẽ nào điên rồi sao? Đáng chết! Vì sao biết như vậy a? Giống. Mắt lộ ra vạn phần hoảng sợ vẻ Boris ma đạo sư đám người xoay người muốn chạy trốn, có thể bọn họ lại làm sao có thể chạy thoát. Hầu như tiếp theo sát trong nháy mắt, bọn họ tất cả mọi người thân hình tựu đều bị ngọn lửa kia đại xà bao phủ. Mỗi người trên người mặt thật giống như tìm lửa vậy, thừa nhận thật lớn thống khổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục, thậm chí hơi yếu người đều đã trực tiếp hóa thành than cốc ngã xuống đất lên. Một màn này khiến ở đây tất cả mọi người chân mềm nhũn,
sắc mặt trắng bệch. Cũng may là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không muốn quá sát nhân, nếu không, những tên kia bây giờ còn có thể đủ có hô hấp. Nhưng dù vậy, Trần Phi tay này cũng dưới không tính là nhẹ, bởi vì hãy cùng người phương Tây coi thường bọn họ người Đông Phương là giống nhau, hắn kỳ thực cũng không quen nhìn những. Này ngoại quốc lão, không để ý tới từ, vì vậy tự nhiên cũng không cần lưu thủ. Người thật to gan, làm cho ta Dumbledore mặt mà, cũng còn dám lớn lối như vậy. Mà đang ở ngọn lửa kia đại xà đem Boris mà đạo sư đám người, oanh, thành sau khi trọng thương, một đạo gầm lên từ xa đến gần như thiên thần vậy uống đoạn mà đến. Cùng lúc đó, hầu như cũng trong lúc đó hai thanh lấp lánh chói mắt quang minh ma pháp năng lượng thánh trùy xuất hiện, thật giống như chính mình quang minh thần thẩm phán lực lượng, trầm trọng nếu núi, ùng ùng đinh tai nhức óc vậy liền hướng về Trần Phi đầu nện xuống đến. Mà đem thánh trùy chủ nhân không là người khác, chính là lúc này đi theo Dumbledore cùng xuất hiện thánh kỵ sĩ. Hai người bọn họ tất cả chính mình S cộng cấp đỉnh thực lực, và lại hôm nay còn là nhất tề toàn lực xuất thủ, loại trình độ đó, cái loại này uy thế, chỉ sợ cũng coi là chân tránh SS cấp cường giả đều biết cảm giác uy hiếp cùng áp lực. Tìm, mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi trong con ngươi không khỏi xẹt qua lau một cái nhàn nhạt sát khí. Hắn vốn là có chút nhìn không quen những, này ngoại quốc lão, bây giờ còn muốn giết hắn, đây không phải là muốn chết. Siêu, siêu. Thế mà hắn thanh quát lạnh cũng còn chưa phun ra chữ thứ hai, viễn phương lại đột nhiên bắt đầu khởi động đến làm cho năng lượng ba động, một tảng lớn huyết hồng, sình sịch không gì sánh được, cảm động cảm giác đầu đều phải ngất vậy, mờ mịt. Thật giống như dưới màn đêm không tiếng động gào rít giận dữ biển sâu hít thở không thông thế giới. Từ màu máu đỏ năng lượng trong một tả một hữu nổ bắn ra ra lưỡng đạo đỏ sậm xích quang, nhìn kỹ, một đạo là hiện đầy đỏ sậm nói lắp máu giả kim loại móng vuốt. Một đạo khác lại nghĩ đến huyết sắc đám mây sóng xung kích tương tự kỳ quái năng lượng vật thể. Long, long. Liên tiếp lưỡng đạo đinh tai nhức óc nổ, ám hồng sắc máu giả kim loại móng vuốt cùng với huyết sắc đám mây đụng vào hai thanh thánh chủy dưới. Nhất thời phương viên mấy thước nội đại địa đều tốt giống như vì thế kịch liệt chiến giật mình. Xa xa phòng ốc có chút sập. Mà đang ở dưới mấy giây sau. Khắp bầu trời chấn động làm cho huyết quang cùng với quang minh ma pháp nguyên tố rốt cục dần dần bắt đầu biến mất. Làm giữa không trung một tảng lớn chói mắt quang hoa tán đi sau, hai thanh thánh khí không biết khi nào đã bị đánh bay, trở lại thánh kỵ sĩ trong tay. Ám hồng sắc máu giả kim loại móng cùng huyết sắc đám mây cũng là đồng dạng, về tới hai lão giả trong tay. Chỉ thấy huyết sắc đám mây lần linh lợi vòng vo chuyển, liền ở sương mù mê man huyết quang trong, hóa thành một hắc sắc thủ trạc. Mà tay kia vòng tay trên tràn ngập kinh người huyết năng, xì xì như hắc ám lôi điện. Brett gia tộc thánh khí, huyết long móng. Lớp Strickland gia tộc thánh khí, hắc ám thủ trạc. Lý ngang lớp Strickland công tước, ngươi là muốn quản ta Dumbledore nhàn sự. Mà tự sau đó một khắc mọi người bên tai vang lên Dumbledore âm u, tràn đầy âm lãnh sát khí thanh âm. Hắn mâu quang lạnh lạnh nhìn chăm chú vào lúc này tới rồi ngăn cản hắn hai vị lão giả một trong số đó. Ta không phải là ý tứ này. Được xưng là, Lý ngang lớp Strickland công tước, lão giả hơi biến sắc mặt thay đổi, sau lại cố tự chấn định xuống tới, lạnh lùng nói Dumbledore đại ma truyền, các ngươi nếu tại đây đánh, chúng ta đây lớp Strickland gia tộc tòa thành này bảo sợ rằng cũng phải suy sụp rơi. Vì vậy các ngươi nếu thật muốn đánh, tự đi ra bên ngoài đi. Hiển nhiên cái này lớp Strickland gia tộc Lý ngang công tước rất kiêng kỵ Dumbledore, mặc dù là ở gia tộc bọn họ tòa thành nội đánh nhau. Cũng không dám dở mặt, chỉ là để cho bọn họ đi ra ngoài đánh mà thôi. Không có biện pháp, quang minh ma pháp quả thực đối với bọn họ huyết tộc quá khắc chế. Vì vậy nếu không có chưa có trở về toàn chỗ trống, nếu không bọn họ là thật không nguyện cùng cái này quang minh đại ma truyền dở mặt. Đến mức Trần Phi, lại dám trêu chọc Dumbledore lão già kia, hay là trước sống sót rồi hãy nói. Hanh! Nghe thế, Dumbledore lãnh hừ lạnh một tiếng. Sau đó lạnh lạnh không gì sánh được, làm người ta rung động con ngươi lạnh lùng rơi xuống Trần Phi trên người, nhếch miệng tràn ngập sát khí nói tiểu tử, ngươi nghe được. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kỳ hướng thung lũng đi ra ngoài. Nơi đó có rộng lớn hơn khu vực, có thể để cho hắn yên tâm tay sát nhân. Trần tiên sinh, mà nhưng vào lúc này, một vị khác tới rồi ngăn cản thánh kỵ sĩ lão giả cũng đi tới Trần Phi phía sau. Hắn cả người run rẩy. Nhất là tay nắm giữ ám hồng sắc máu giả kim loại móng cùng nơi, vẫn còn tí tách xuống phía dưới chảy máu.
Lấy tu vi của hắn, đường đường huyết tộc công tước tầng thứ tột cùng, trong tay còn cầm bọn họ Gret gia tộc thánh khí huyết long móng, đều lại còn thành như vậy. Bởi vậy đủ để ánh sáng mắt thường nhìn thấy được minh ma pháp đối với bọn họ huyết tộc khắc chế, có bao nhiêu nghiêm trọng, nhiều đáng sợ. Oviedo nguyên lão, Brisbane hướng kỳ cung kính nói. Oviedo tiên sinh, xin chào. Trần Phi cũng hướng hắn chào hỏi. Lão giả kia chính là Brett gia tộc năm đại nguyên lão một trong Oviedo Brett, huyết tộc công tước đỉnh thực lực. Bọn họ trước từng ở Italia gặp một lần, mà lần này hắn là sớm đến bên này, vì vậy không cùng Brisbane cùng nhau đi trước cùng Trần Phi hội hợp. Nhưng bây giờ, bọn họ thế nào cùng Dumbledore lão giả kia xung đột lên? Hiển nhiên, coi như là Brett gia tộc năm đại nguyên lão một trong Oviedo, cũng đúng Dumbledore cái loại này lão giả kia kiêng kỵ mạc thâm. Nhất là lão già kia còn là vị quang minh đại ma truyền. Quang minh ma pháp thiên gam bọn họ huyết tộc. Nghĩ đến đây, hắn liền không khỏi sắc mặt có chút hỏng bét, ánh mắt cũng có vẻ bối rối hiện lên. Sau đó chỉ thấy kỳ thấp giọng nói Brisbane, Trần tiên sinh, các ngươi thế nào? Oviedo, đừng tưởng rằng ngày hôm nay chuyện này có thể cứ tính như vậy. Tiểu tử kia phải chết, phía sau ngươi những người đó cũng hết thảy phải chết, các ngươi Brett gia tộc nếu muốn vì bọn họ xuất đầu. Tự thử xem, hanh. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, đã ở đi ra phía ngoài Dumbledore đại ma truyền thanh âm lạnh lẽo lại truyền trở về, tràn đầy xích lõa khỏa thân sát khí. Dumbledore ngươi, nhất thời Oviedo sắc mặt có chút thay đổi, coi như là quang minh ma pháp thiên gam bọn họ huyết tộc, có thể hắn Dumbledore cũng có chút quá bừa bãi, quá coi thường bọn họ Gret gia tộc đi. Không phải là cái quang minh đại ma truyền sao? Chẳng lẽ hắn cho là bọn họ Brett gia tộc không có huyết tộc đại công tước đỉnh cường giả? Có thể nhưng vào lúc này một tay lại đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn. Lại là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu hai mắt hơi híp, nhẹ giọng cười nói, chuyện này giao cho ta tự mình xử lý được rồi. Sau đó, chỉ thấy kỳ hai tay lưng ở sau ót, ưu tai du tai theo Dumbledore đại ma truyền bước chân của đi ra đến thung lũng bên ngoài. Nghe vậy thấy thế, Oviedo công tước sắc mặt chấn định rất nhiều. Tuy nói Dumbledore là quang minh đại ma truyền, nhưng Trần Phi cũng từng đem cùng cấp bậc truyền kỳ sát thủ đao phong sách giết đi a. Vì vậy phiền toái duy nhất nói, phải là Dumbledore lưỡng thánh kỵ sĩ người theo đuổi, hai đại S cộng cấp bậc cường giả. Cư nhiên thật dám cùng đi ra, người lá gan quả thực thật lớn, trách không được dám ở ta Dumbledore trước mặt nháo sự. Bất quá, người nếu cho rằng chỉ ngươi vừa rồi chút thực lực, liền có thể ở ta Dumbledore trong tay bảo trụ mệnh. Vậy sợ rằng quá ngây thơ rồi. Thung lũng ngoại, Dumbledore già nua con ngươi lạnh lạnh nhìn Trần Phi, đột nhiên nở nụ cười, tràn ngập sát ý nở nụ cười ta thừa nhận thực lực ngươi cũng không tệ lắm. Có thể ngươi đừng quên, ta Dumbledore là có người theo đuổi. Oanh! Ngay hắn câu này tràn đầy làm trò ngược lãnh ý ngôn ngữ thanh vừa hạ xuống, theo phía sau hắn, hai đại S cộng cấp đỉnh cường giả thánh kỵ sĩ đã bất ngờ giơ tay lên trong thánh trùy. Toàn thân tràn ngập ra làm cho chói mắt quang minh năng lượng, dường như gào rít giận dữ kinh đảo hãi lãng vậy, thậm chí đem đêm tối đều đốt sáng lên. Một tiểu khu vực nội trực tiếp thành ban ngày. Động thủ, giết hắn. Dumbledore lại mở miệng lần nữa, lần này trực tiếp hạ lệnh sát nhân. Rất vinh hạnh vì ngài phục vụ, tôn kính Dumbledore đại ma truyền tiên sinh. Hai đại S cộng cấp đỉnh thánh kỵ sĩ miệng đồng thanh uống, trong thanh âm tràn đầy thần thánh. Sau đó tự thấy bọn họ lưỡng động, cả người năng lượng cuộn trào mãnh liệt, xì xì nếu lôi điện vậy, một tả một hữu giơ thánh chủy hướng Trần Phi vây giết đi. Nhất thời quang minh lực lượng như kinh đào vậy trào hiện ra, đắp quá bán vô ích, đến mức, không khí đều phảng phất sắp bị trưng khô vậy. Cũng khiến cách đó không xa mọi người nhất nhất lộ ra sợ hãi vẻ. Nhất là này huyết tộc, tại đây đáng sợ quang minh lực lượng uy áp dưới, coi như là Oviedo cái loại này huyết tộc công tước đỉnh. Cũng không khỏi cả người cơ căng lên, sau đó đủ số đầu tất cả đều là mồ hôi, khớp hàm cắn, thân thể phát sinh cạc cạc thanh âm, như là cực kỳ thống khổ. Không có biện pháp, đây là huyết tộc thiên thân cao cùng quang minh ma pháp sư trong lúc đó khoảng cách, chênh lệch. Quang minh ma pháp đúng bên trong cơ thể của bọn họ, huyết năng, khắc chế hiệu quả quá rõ ràng. Hai người các ngươi có đúng hay không cũng đem ta trở thành là huyết tộc. Có thể thấy tình cảnh này. Trần Phi lại dù cho trên mặt thần sắc chút nào xúc động hoặc hoảng loạn, cũng không có. Chỉ thấy kỳ lạnh lùng uống thanh, sau đó lau một cái đất khói mù màu vàng từ ống tay áo của hắn trong bay ra, hình thành một đạo thuật lớn nhỏ bàn tay đúng hai đại thánh kỵ sĩ nhất tề ép xuống.
Huyền thạch kính mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp khí, có thể ở Trần Phi cái này gần nhất mấy tháng hàng đêm, ngao luyện, trong, cũng bắt đầu dần dần có tiến hơn một bước, tiến hóa tới trung phẩm pháp khí xu thế. Chớ nói chi là hắn tu vi bây giờ thực lực so với trước mới luyện chế ra huyền thạch kính lúc, không biết tinh tiến bao nhiêu. Vì vậy hôm nay coi như là hắn chưa toàn lực ứng phó, kỳ huyền thạch kính triển hiện ra uy lực cũng khiến hai đại thánh kỵ sĩ hoảng sợ lên. U long. Huyền thạch kính hóa thành bàn tay trải qua địa phương, rậm rạp vang lên đinh tai nhức óc nổ vang. Làm người ta kinh hãi. Cái này còn chưa phải là kinh người nhất. Kinh người nhất vâng, làm huyền thạch kính sở hóa thành bàn tay cùng hai đại thánh kỵ sĩ trong tay giơ lên cao thánh chủy đánh sau, người sau trong khoảnh khắc lại mặt ngoài trực tiếp vỡ vụn lên. Từng mảnh thánh đập nhỏ phiến hóa thành bột mịn tiêu tán đi ra ngoài, bàn tay kia lại lần nữa xuống phía dưới đè một cái. Phốc suy, phốc suy. Nhất thời, ngay vây xem mọi người sợ hãi trong ánh mắt, hai đại đủ chính mình S cộng cấp đỉnh thực lực thánh kỵ sĩ cả người chợt run lên, sau đó bạo nhưng mà thổ huyết bay rớt ra ngoài, giơ lên cao thánh chủy hai hoặc một tay hết thảy bị phế rơi. Tiên huyết nhiễm đỏ thổ địa, một màn này trực tiếp khiến mọi người tại đây sợ ngây người. Cái này, ta, Brisbane miệng lớn lên thật to, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng cùng bất khả tư nghị vẻ, thật lâu miệng cũng không từng khép lại. Tuy nói hắn biết truyền kỳ sát thủ đao phong sách là chết ở Trần Phi trên tay, nhưng này. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Ừng ực. Không chỉ là hắn, Ekana lão bá tước cùng với Đỗ Lệ Vi cũng giống như vậy. Bọn họ sắc mặt dại ra nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt chấn động. Đến lúc này bọn họ rốt cục có chút lý giải Brisbane trước câu nói kia. Liên lão Brett công tước đại nhân đều phải cho Trần Tiên Sinh mặt mũi. Như thế thực lực khủng bố, có thể không cho sao? Bảo vật, đây là Đông Phương Hoa Hạ này thần tiên trong truyền thuyết, có bảo vật, trong tay ngươi mặt sao có thể sử dụng như vậy vật chân quý. Ngươi đến tột cùng là ai? Mà khi hai đại thánh kỵ sĩ trực tiếp bị Trần Phi trấn áp thành trọng thương, thậm chí đã bất tỉnh đi lúc. Cách đó không xa trên mặt mang cuồng ngạo cùng châm chọc cười nhạt Dumbledore đại ma truyền, hắn lúc này trên mặt thần sắc trực tiếp dường như thấy quỷ vậy thay đổi. Sau đó chỉ thấy kỳ giơ chân, lui về phía sau thét to. Đến rồi hắn loại này cấp bậc phương Tây cường giả, coi như là trong tay không có khả năng có cổ hoa hạ luyện khí sĩ để lại pháp khí, nhưng là khẳng định biết, thậm chí cùng đã từng quen biết. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói, đối phương cổ hoa hạ, thần tiên, sở lưu lại bảo vật, thậm chí so với bọn hắn phương Tây thế giới thánh khí còn khủng bố. Vì vậy hắn hiện tại làm sao có thể không hoảng hốt. Thần tiên, được rồi, chúng ta cổ hoa hạ luyện khí sĩ đối với các ngươi mà nói, quả thực cùng thần tiên không có gì khác nhau. Ngươi cũng đi thử một chút đi. Nghe vậy Trần Phi hoạt kê cười cười, sau lại theo tay vung lên, huyền thạch kính liền trong nháy mắt hóa thành một đạo thổ hoàng sắc khói xanh tốc độ bay mau hướng Dumbledore chạy trốn. Mà đang ở cái này, lùi, quá trình ở giữa, thổ hoàng sắc khói xanh lần này lại biến thành một cái mơ mơ hồ hồ bùn chảy đại xà, hướng Dumbledore ù ù điếc tai tựu ép xuống. Audio điện tử võ tấn bền. Từ cái này huyền thạch kính bị hắn luyện chế ra đến sau, hắn cũng một ngày cũng không chuyên cần lướt qua đối với cái pháp khí điều khiển cô đọng, vì vậy đến bây giờ, hắn đối với pháp khí điều khiển thành thạo trình độ đã đến một loại rất trình độ kinh người. Mà lúc này huyền thạch kính uy năng cũng bị phát huy tới cực hạn, khiến Dumbledore trong nháy mắt sắc mặt đều trắng, có dũng khí hít thở không thông ảo giác khiến trong cơ thể hắn máu tốc độ chảy từ từ đang thay đổi chậm. Ngươi, sao, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Không, mà ở cảm giác được huyền thạch kính trong nháy mắt hóa thành bùn chảy đại xa, kỳ uy thế lại nhượng hắn có dũng khí không cách nào chống lại cảm giác vô lực, nhất thời chỉ thấy kỳ lần thứ hai sắc mặt trắng bệch lên. Mắt lộ ra cực kỳ khủng hoảng vẻ. Hắn hiện tại coi như là lại ngu xuẩn, cũng khẳng định minh bạch mình là nhắc tới thép tấm. Đáng chết, phải biết rằng hắn còn quản cái gì cháu trai Boris à. Lại không biết sống chết trêu chọc đến cường giả loại này, cho bọn hắn ba tần gia tộc rước lấy như vậy thiên đại phiền phức, quả thực đáng chết. S cấp quang minh ma pháp, quang mang cánh chim thủ hộ. S cấp quang minh ma pháp, thần thánh thương súng tài quyết. Nhưng bây giờ cũng không phải hắn có thể suy nghĩ vơ vẩn, thất thần thời gian, chỉ thấy kỳ mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cấp tốc từ rộng lớn tay ống tay áo lấy ra một khối quả đấm lớn nhỏ, lấp lánh chói mắt quang hoa bạch sắc tảng đá, đem nắm ở lòng bàn tay trong, như là ở lấy trong đó khổng lồ quang minh lực,
niệm động chú ngữ, lấy đã biết suốt đời tốc độ nhanh nhất thi triển ra hai đại S cấp quang minh ma pháp. Nhất thời làm mắt người đều phải mù rơi chói mắt bạch quang phảng phất là trên bầu trời hạ, sau đó trong thoáng chốc từ Dumbledore phía sau, Fox suy cấp tốc triển khai một đôi to lớn cánh chim màu trắng, đưa hắn thủ hộ ở trong đó. Tràng diện rất là huyền huyễn. Không chỉ có như vậy, còn có một khác cổ đồng dạng làm người ta cảm thấy rung động quang minh lực, từ Dumbledore niệm động chú ngữ trong, mỗi chữ mỗi câu, một cái âm tiết hiện ra làm cho lực lượng. Ở giữa không trung mấy nội ngưng tụ thành một thanh đáng sợ quang minh trường thương, thân thương chu vi phát xích bạch quang, vô số so với ngón cái còn nhỏ bạch sắc viên cầu vòng quanh bay múa, mặt trên còn phảng phất là có điện xà vũ điệu, nhượng ra đầu tê dại. Đây là quang minh đại ma truyền thực lực. Mặc dù tốt như là mượn cái gì ngoại lực, nhưng là quả thực rất kinh người. Có thể ở nhìn thấy một màn này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu, nhưng ngay cả sắc mặt đều chút nào không thay đổi một chút, chỉ là lại tiện tay dơ, vì vậy trong cơ thể linh khí tựa như cùng gào rít giận dữ kinh đào vậy ở phàm thai mắt thường không thấy được bên trong không gian dương lên. Sau đó chỉ thấy linh khí lấy nghe rợn cả người tốc độ, quán chú tiến nhập huyền thạch kính bản thể nội. Oanh! Huyền thạch kính sở hóa thành bùn chảy đại xà phát ra khí tức càng dọa người rồi, thậm chí ngay cả hai đại S cấp quang minh ma pháp sở phát ra uy thế đều triệt để áp đắp xuống phía dưới. Một giây kế tiếp, đang lúc mọi người kinh hãi, rung động mâu quang trong, bạch sắc viên cầu vần quanh đáng sợ trường thương trực tiếp bị từ mũi nhọn bắt đầu phá hủy, sau một giây càng trực tiếp hỏng mất. Mà cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất là bùn chảy đại xà lại còn có thể dư lực không nghỉ, tiếp tục hướng Dumbledore áp đi. Phanh. Huyền thạch kính sở hóa thành bùn chảy đại xà một đuôi ba hung hăng vẫy tại nơi song bạch sắc thật lớn cánh chim mặt trên, người sau nhất thời trực tiếp mãnh liệt run rẩy, thiếu chút xíu nữa sẽ trực tiếp đổ nát rơi. Mà điều này cũng làm cho đã cả người là máu, chật vật không ngớt Dumbledore thiếu chút nữa điên rồi, bị dọa đến trực tiếp cầu xin tha thứ không nên, van cầu ngươi không nên. Ta nguyện ý trả giá thật lớn đến chuộc đồ tính mạng của ta, van cầu ngài. Tôn quý Đông Phương cường giả, không nên. Tuy nói hắn hiện tại loại hành vi này cùng cử động sẽ thật to mất hết hắn bộ mặt. Có thể ở sợ hãi tử vong cùng uy hiếp dưới, hắn cũng đừng không trước trạch. Trả giá thật lớn chuộc đồ tánh mạng của ngươi, có thể hay không đừng cho ta nói những lời nhảm nhí này. Ta Trần Phi muốn là muốn ngươi hoặc là các ngươi ba tần gia tộc vật gì vậy, đây còn không phải là như lấy đồ trong túi vậy giản đơn. Lẽ nào ta nghĩ cầm, bằng ngươi còn ngăn được. Mà ở nhìn thấy đối phương cầu xin tha thứ, đối phương trực tiếp nhếch miệng lên ra lau một cái khinh thường cười nhạt. Đồng thời hắn còn có chút tiểu hưng phấn. Vừa vặn hắn vốn đang ở nắm lấy đấu giá hội ma pháp kim tệ chuyện này, không nghĩ tới bây giờ thì có người ngoan ngoãn đưa tới cửa, ngược lại cũng tốt vô cùng. Không phải là, ta, ngài, mà đang nghe Trần Phi lời này, Dumbledore có chút luống cuống. Bởi vì hắn biết Trần Phi quả thực nói không sai. Đối phương nếu coi trọng hắn vật gì vậy, tiện tay muốn là được, hắn Dumbledore dám không để cho. Vì vậy hắn hiện tại hình như thật không có tư cách đàm điều kiện. Nhưng này nếu, không nói chuyện, nói, lại nên làm cái gì bây giờ? Luôn không khả năng thật để cho hắn ngốc đứng ở đó chờ chết đi. Được rồi, lại nói tiếp ta và các ngươi kỳ thực cũng không có gì thiên đại ân oán, chỉ là nếu ngươi ngày hôm nay mạo phạm đến trên đầu ta. Tử tội có thể miễn. Mang vạ khó khăn tha, ngươi cùng bọn họ lưỡng đều tự đoạn một tay đi, nhưng vào lúc này Trần Phi nhàn nhạt đem uống đoạn, lại lạnh lùng nói. Bọn họ gian quả thực cũng không có gì quá lớn ân oán, vì vậy hắn cũng không muốn tùy tiện làm cái thí giết người. Chỉ là tử tội có thể miễn, mang vạ khó khăn tha. Tự đoạn một tay, vâng, Phốc suy. Mà Dumbledore đại ma truyền đang nghe Trần Phi nói, mà ngay cả dư thừa do dự cũng không có. Trực tiếp đã đem tay trái của mình cánh tay chém, xì một tiếng. Đúng đến rồi hắn loại trình độ này đại ma truyền mà nói, cánh tay chém, chỉ cần không phải hoàn toàn bị phá hủy, đều có thể đủ đón về, vì vậy còn do dự cái gì. Sau đó lại thấy kỳ nhanh chóng thi triển ra lưỡng đạo ma pháp, một tả một hữu lưỡng đạo chói mắt quang minh kiếm chém ra, lại đem rơi vào ngất hai đại thánh kỵ sĩ tay trái cũng cho chém, cái này mới dừng lại, run rẩy nhìn phía Trần Phi Tôn, tôn kính đại nhân. Người xem. Mà ở nhìn thấy một màn này, cách đó không xa đông đảo song bị hù được ánh mắt kinh hãi chủ nhân, đều vào lúc này nhìn không được tiểu bắp chân đều mềm nhũn, phía sau lưng tâm lạnh cả người,
toàn thân căn bản khó có thể tụ tập được lực lượng đến. Không có biện pháp, đường đường Hy Lạp ba tần gia tộc người mạnh nhất Dumbledore đại ma truyền, còn có hắn hai vị kia người theo đuổi, hai đại S cộng cấp đỉnh thánh kỵ sĩ, đây tuyệt đối là bọn họ phương Tây hắc ám thế giới tiếng vang đương đương chính là nhân vật, nhưng còn bây giờ thì sao? Cứ như vậy trong nháy, lại bị Trần Phi toàn bộ một cái không sót dưới đều đánh bại. Hơn nữa còn là lấy cái loại này hoàn toàn nghiền ép tư thái. Nếu không phải thực lực nghiền ép, nếu không phải thực lực sai biệt đi đến làm người ta tuyệt vọng, Dumbledore đại ma truyền sẽ cầu xin tha thứ. Sẽ tự mình đem cánh tay mình chém. Làm sao có thể? Các người ba tần gia tộc lần này dẫn theo bao nhiêu ma pháp kim tệ, tới tham gia cái này lớp Strickland trong gia tộc đấu giá hội. Thế mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại không thấy cái loại này nhiều người sợ hãi biểu tình, một bên phất tay đem huyền thạch kính chiêu trở về, một bên lại hướng về Dumbledore thản nhiên nói. Giống. Huyền thạch kính sở hóa thành bùn chảy đại xà ngửa đầu đại khiếu một tiếng, khổng lồ thân thể liền run lên, nhanh như chớp một lần nữa biến thành huyền thạch kính bản thể, tung bay hồi Trần Phi trong tay. Trần Phi theo đã đem huyền thạch kính thu vào. Ma pháp kim tệ. Mà Dumbledore đại ma truyền đang nghe Trần Phi nói trước sửng sốt, sau đó lập tức chiến nguy phản ứng lại, lắp bắp nói tôn kính đại nhân, chúng ta lần này tổng cộng dẫn theo 12,000 mai ma pháp kim tệ đến. Ngài nếu cảm giác hứng thú nói, ta ngay tức khắc trở lại cầm, đưa cho ngài đến. Ma pháp kim tệ một quả thì có 2-3 lớn chừng ngón cái, 12,000 mai đó chính là bao nhiêu? Đương nhiên không có khả năng tùy thời đều mang ở trên người. Vậy ngươi bây giờ có thể lăn, nhớ kỹ, về sau nhìn thấy chúng ta đông phương người đàng hoàng một chút, nói cách khác, không có thể như vậy từng đều giống như ta tốt như vậy nói. Nghe vậy Trần Phi trực tiếp giống như đuổi con ruồi vậy phất phất tay, thuận miệng không nhịn được nói. Vâng, ta hiện tại ngay tức khắc tự lăn. Dumbledore đại ma truyền như được đại xá, một bên tiếp tục run rẩy theo, một bên làm cho ôm lấy hai đại ngất thánh kỵ sĩ tự lăn. Hiển nhiên hắn hiện tại tuyệt không nguyện sẽ ở cái này nhiều đợi một giây. Hô, đối phó. Mà ở nhìn thấy ba tần gia tộc những người đó tè ra quần rút lui, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vỗ tay một cái, lại khóe miệng rốt cục liệt ra lau một cái mỉm cười thân thiện, hướng về cách đó không xa Brisbane, Oviedo đám người ngoắc nói này, ta nói các ngươi. Đều đánh xong, còn đứng ở xa như vậy làm gì? Đều đến đây đi. À, Nga, vâng. Tôn kính Trần tiên sinh. Mà Oviedo công tước, Ekena lão bá tước đám người ở nghe được Trần Phi nói, rốt cục lắp bắp hỏi như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh, sau đó nhìn lẫn nhau, đều từ trong mắt đối phương gặp được nồng nặc bất khả tư nghị cùng thật sâu sợ hãi. Nhất là Brisbane, càng giống như mới nhập ngũ tân binh đản tử gặp được cực kỳ đẳng cấp cao thủ trưởng vậy, mắt cũng không còn dám nâng lên, tay cũng không biết đã qua chưa để xuống, toàn thân băng bó thẳng tắp. Không có biện pháp, có một số việc mà nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy vậy lại là một chuyện khác. Hy Lạp ba tần gia tộc người mạnh nhất, Dumbledore ba tần, đây chính là quang minh đại ma truyền. Nếu luận kỳ thực tế sức chiến đấu, chỉ sợ cũng liên bọn họ huyết tộc đại công tước đỉnh cường giả cũng chỉ là bị ép cúi đầu, là cái này phương Tây hắc ám thế giới chân chính đầu sỏ. Nhưng bây giờ, đây coi là cái gì? Như vậy cường đại một vị đại ma truyền. Thậm chí còn liên đới hai đại S cộng cấp đỉnh thánh kỵ sĩ, bây giờ lại bị Trần Phi như vậy dễ dàng thêm tùy ý đánh bại. Nếu là kỳ thật trong lòng có chút sát ý, chỉ sợ bọn họ hiện tại đều đã chết. Cái này, trong lòng bọn họ mặt chấn động chân thực khó có thể bình tĩnh trở lại. Một đám tim đập không ngớt, thở hổn hển, liên ngẩng đầu nhìn kỹ Trần Phi khuôn mặt dũng khí cũng không có. Hoàn toàn là bị uy hiếp đến rồi. Chỉ có Oviedo công tước chỉ sợ là chấn định nhất cái kia, chỉ thấy kỳ nhìn Trần Phi nhếch miệng mỉm cười khuôn mặt tươi cười, trong ánh mắt kính nể cùng cảm thán đều là chợt lóe lên, sau chân thực không nhịn được nói không hổ là Trần tiên sinh ngài a, liên Dumbledore như vậy quang minh đại ma truyền đều hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Cái này nếu truyền đi, không biết bao nhiêu người sẽ không có biện pháp tin tưởng. Chắc là các ngươi đúng trong lòng của hắn bóng ma quá. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa không cười cười, lại bĩu môi nói quang minh ma pháp khắc chế các ngươi huyết tộc, nhưng lại không thể chế ta. Hơn nữa, cũng đừng quên đao phong sách cũng chết ở trên tay ta, ta xem bọn hắn lưỡng thực lực cũng không kém nhiều. Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nghe được Trần Phi theo như lời nói,
Oviedo công tước hình như nghĩ cũng có chút đạo lý, theo lắc đầu hít than thở này chết tiệt quang minh năng lượng quả thực đối với chúng ta huyết tộc khắc chế quá sâu, trừ phi là có thể đột phá đến trong truyền thuyết huyết tộc thân vương cảnh giới. Huyết tộc thân vương, Trần Phi hơi sửng sờ, trong miệng có nghi hoặc thanh. Chính là SSS cấp bậc cường giả. Oviedo công tước nói rằng chúng ta huyết tộc S cấp cường giả được xưng là công tước, SS cường giả được xưng là đại công tước. Mà trong truyền thuyết SSS cường giả, tắc được xưng là thân vương. Truyền thuyết chỉ có đến rồi truyền thuyết kia cảnh giới, chúng ta huyết tộc mới có thể không hề e ngại quang minh năng lượng. Chỉ tiếc ta đời này đều sợ rằng không đạt được. Nói đến đây hắn lại nhìn không được sắc mặt buồn bã lên. Không có gì không thể nào. Nếu là liên nghĩ lá gan cũng không có, vậy quả thực thực sự không thể nào. Trần Phi lại không đồng ý hắn lời kia, mặt không biểu tình thản nhiên nói. Bọn họ người như thế, quý giá nhất, vật chân quý nhất chính là dục vọng. Nếu là liên dục vọng cũng không có, muốn cũng không dám muốn, sống còn có cái gì dùng. Mà đang nghe Trần Phi bình thản mấy chữ, nói mấy câu, Oviedo công tước cũng không từ mạnh cả người run lên. Nhưng cũng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đột nhiên như là cảm giác được cái gì, mắt Phi hơi híp, ngẩng đầu nhìn phía viễn phương. Các ngươi đi trước đi. Sau đó chỉ thấy Kỳ khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười yếu ớt độ cung, theo sát mà mở miệng nói. Chúng ta đi trước, vậy ngài, nghe vậy Brisbane nhất thời sửng sốt. Lẽ nào ta còn có thể đi đã đánh mất ha? Các ngươi đi vào trước đi, nhớ kỹ đi cầm đi bỗng nhiên gia tộc ma pháp kim tệ muốn tới, ta như thế này đi tòa thành nội tìm các ngươi. Trần Phi vừa cười vừa nói. Thế nhưng, Brisbane còn muốn nói điều gì? Lại bị một bên Oviedo công tước trực tiếp uống chặt đứt được rồi, Trần Tiên Sinh có chuyện của mình, người nói như vậy làm gì? Trần Tiên Sinh chúng ta đây tự đi vào trước, lớp Strickland gia tộc chuyên môn cho chúng ta các đại gia tộc, thế lực chuẩn bị chỗ ở, đến lúc đó ngài chỉ cần hỏi một chút lớp Strickland gia tộc người hầu, liền có thể tìm được chúng ta. Chúng ta đây tự cáo từ trước, sau đó chỉ thấy Kỳ hướng về Trần Phi hơi khom người, mang theo Brisbane đám người đi. Hô! Tựa hồ lại có phiền phức tới a. Mà ở nhìn thấy Oviedo công tước đám người sau khi rời đi, Trần Phi lại ngẩng đầu nhìn một cái hướng khác bầu trời, khóe miệng Vi ôm lấy, sắc mặt tự tiếu phi tiếu nỉ non. Sau đó chỉ thấy Kỳ, siêu, một tiếng chạy trốn ra ngoài, trở thành một đạo hắc ảnh, ở màn đêm bao phủ dưới bên trái nhảy bên phải nhảy cấp tốc hiểm không hướng thung lũng ở chỗ sâu trong. Cũng chính là vào lúc này, Percy đại hạp gốc, lớp Strickland gia tộc thành dưới đất bảo ngay phía trên trong trời đêm, một đạo dường như hắc sắc như sao rơi quang điểm lóe ra trở thành thập tự tinh. Sau đó quang điểm ở trên trời di động tới, lại Trần Phi không có vào đại hạp gốc chỗ sâu phương hướng. Loạn thạch đá lởm chởm Percy đại hạp gốc ở chỗ sâu trong, u ám thông đạo bị hai bên thẳng đứng ngàn nhận cao vót thạch bích vật che chắn theo, tia sáng chiếu không tiến đến, bên trong hắc ám cũng ở đây dưới màn đêm ra không được. Vì vậy có vẻ dị thường vắng vẻ cùng băng lãnh, nếu đổi lại là người thường lúc này đến nơi này, sợ rằng sẽ bị hù được bước chân đều mãi bất động. Nhưng vào lúc này, thẳng đứng ngàn nhận thung lũng ta điểm cao nhất, u sâm sâm màn đêm bao phủ dưới, một chính mình đông phương mặt tuổi nhỏ người lỗi lạc mà đứng, ánh mắt lại nhìn đỉnh đầu ngay phía trên. Một mờ tối quang điểm chính thẳng tắp phủ lao xuống, càng lúc càng lớn, càng ngày càng thấy rõ. Phanh! Sau cùng! Hồn ám quang điểm ở hơi híp trong tròng mắt từ từ trở thành một người cao tả hữu bóng đen hung hăng rơi ở trước mặt hắn cách đó không xa, mấy thước ngoại khu vực. Trong khoảnh khắc nhấc lên một tầng to lớn sóng xung kích cùng bụi mù. Mà khi bụi mù từ từ tán đi sau, Trần Phi con người hơi rụt một cái. Chỉ thấy một người mặc ám kim sắc tây trang khô lục soát lão nhân, chính diện mang quỷ dị, sấm nhân nụ cười xuất hiện ở bụi mù khu vực ngay chính giữa. Hắn tựa hồ thực sự đã rất già. Trên đầu như cỏ dại vậy tóc bất quá hơn 10 cây, thi thưa thất sơ, không khỏe mạnh sắc mặt tái nhợt khuôn mặt trên chất đống rất nặng nếp uốn. Mà cái này còn không sẽ tối làm người sợ hãi chính là hắn lúc này phía sau hai bên dọc theo người ra ngoài, dường như ác ma vậy máu đỏ cánh chim, cửa hàng tản ra đến. Ít nhất, có 4-5 thước dài, hơn 2 thước cao, cực lớn đến mấy ngày liền trống không màn đêm cùng ánh trăng đều che lại, góc cạnh rõ ràng. Dữ tợn không gì sánh được, làm người ta nghĩ khủng bố âm trầm. Sau đó, phía sau hắn dữ tợn không gì sánh được, dường như ác ma cánh chim phát sinh phốc suy thanh, chậm rãi ngọa nguậy,
từ từ, lui, trở về trong cơ thể hắn. Ai, người đã già, tùy tiện đi ra đi một chút đều nghĩ rất mệt. Khô Lục Soát lão nhân rốt cục nói chuyện, một đôi thâm thúy, lạnh lạnh huyết hồng con ngươi hơi híp rơi vào Trần Phi trên mặt, còng lưng nở nụ cười, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, tên của ta là Howard Love Strickland, vì vậy ngươi có thể gọi ta lão Howard. Luôn có điểm lão, bất quá muốn nói mệt, liền như người vậy tùy tiện đi một chút, đều cảm thấy mệt, vậy các ngươi huyết tộc những người khác còn muốn không muốn sống. Lão Howard, thân vương các hạ, Trần Phi cũng đồng dạng híp mắt lên, ngữ tốc chậm dần, sau lại đột nhiên vung lên, cười nói. Thân vương A, trước Oviedo vừa mới cùng hắn nhắc tới, hiện tại tự nhô ra như thế một cái. Trách không được cái này lớp Strickland gia tộc cùng Brett gia tộc đều là mafia đại một trong những gia tộc, lại rõ ràng muốn cường thế hơn một ít. Nguyên lai là bởi vì có còn sống huyết tộc thân vương ở A. Nếu là ngươi, muốn như vậy xưng hô ta, ta đương nhiên cũng sẽ không chú ý. Bất quá thanh niên nhân ngươi có đúng hay không cần tự giới thiệu mình một chút. Bởi vì nói không chừng nhà ngươi mặt trưởng bối, hãy cùng ta nhận thức, khụ. Lão Howard một bên chiến vì theo hướng Trần Phi đến gần rồi mấy phần, một bên ý có hàm ý nhếch miệng cười nói. Bọn họ huyết tộc là trên địa cầu này có thể sống lâu nhất loài, tự nhiên kỳ kinh lịch cùng kiến thức đều rất nhiều. Có tư cách nói ra nói như vậy. Thần bí kia hoa hạ trên đất, sợ rằng ngoại trừ không thuộc về địa cầu bên kia thế giới, cái khác còn lưu ở địa cầu này lão gia này, hắn hẳn là đều biết đi. Đến rồi hắn từng tuổi này cùng thực lực, kỳ thực lực đều không sai biệt lắm đứng ở cái này trên đất tột cùng nhất, còn có thể có bí mật gì không biết. U Sâm, trong trẻo nhưng lạnh lùng màn đêm ánh trăng dưới, một đông phương mặt thanh niên nhân thản nhiên mà đứng, mà ở trước mặt hắn vẫn còn có vị thoạt nhìn rất già Khô Lục Soát lão nhân, hơi híp con người có vẻ cực kỳ màu đỏ tươi, một tia máu tanh khí tức từ hắn giả yếu trong cơ thể phiêu tán ra, ánh sấn chứ hắn không bình thường huyết sắc khuôn mặt nhợt nhạt tà cười, làm cho cảm thấy âm trầm khủng bố. Nhà ta mặt trưởng bối. Được rồi, ta gọi là Trần Phi, sư phụ ta là Minh Đạo Xuyên. Lão Howard nếu hỏi, Trần Phi ngược lại cũng không giấu giếm, trực tiếp nói. Minh Đạo Xuyên. Mà đang nghe Trần Phi trong miệng tên kia tự, lão Howard âm điệu hơi không được tự nhiên lại lặp lại một tiếng, liền màu đỏ tươi, thâm thúy con ngươi tinh mang lóe lóe, như là từ trong đầu tìm được rồi đối ứng đông phương hoa hạ cường giả thân ảnh, sau đó hơi híp mắt nở nụ cười, nói ta biết hắn. Trước vài chục năm ta còn cùng hắn gặp mặt một lần. Phải. Trần Phi không thể đưa không cười cười, còn nói thêm lão Howard tiên sinh, ngươi truy ta truy đến nơi này, tự chỉ là muốn cùng như ta vậy tùy tiện tâm sự. Đó là đương nhiên cũng không phải. Nghe vậy lão Howard màu đỏ tươi, thâm thúy con ngươi nhợt nhạt thấu lộ ra một tia u sâm màu sắc trang nhã, sau đó tự từ trong cơ thể hắn chậm rãi bật làm bắn ra làm người ta hít thở không thông uy áp, cực kỳ máu tanh. Cực kỳ mê man, cũng cho người cảm giác cực kỳ áp lực, thật giống như hư vô gian có lau một cái tiên huyết nước lũ mãn đi ra vậy, khiến cái này lạnh lẽo màn đêm ánh trăng cũng hơi trở nên có chút vặn vẹo, tràng cảnh làm cho. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta đông tây phương thế giới từ trước đến nay đều nước giếng không phạm nước sông, tương hỗ cũng rất tôn trọng đối phương, có thể thanh niên nhân ngươi mới vừa hành vi. Có đúng hay không hơi có chút quá giới. Hắn con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi. Chậm rãi âm trầm cười nói. Hắn lời này tự nhiên đã nói rất rõ ràng. Cái này phương Tây, có thể là bọn hắn người phương Tây địa bàn, một mình ngươi người Đông Phương, đến vui đùa một chút cũng thì xong rồi, hiện tại lại còn dám tại bọn hắn người phương Tây trên địa bàn nháo sự, đưa bọn họ phương Tây hắc ám thế giới cường giả đả thương, đây không phải là coi thường bọn họ những lão gia hỏa này, là cái gì? Vì vậy hắn mới sẽ chọn ở vào thời điểm này xuất hiện, dù sao nếu là bỏ mặc. Nhìn như không thấy nói, truyền đi, vậy còn không được truyền thành hắn lão Howard sợ ai, không một điểm tính tình, đến lúc đó hắn mặt mũi để nơi nào. Quá giới, ta cũng không như vậy nghĩ, nếu không phải những tên kia trước tới tìm ta phiền phức, ta tại sao muốn theo chân bọn họ dây dưa tính toán. Bất quá nếu các hạ ngươi nói như vậy, xem ra là muốn vì bọn họ xuất đầu đi. Nói đến đây, Trần Phi hơi híp dáng tươi cười mạnh một bên. Lau một cái nhàn nhạt lãnh ý sau đó bay lả tả đi ra, đáp lại tiếng vang triệt trong không khí đã như vậy, các hạ ngươi tự xuất thủ thử xem. Tuy nói cái này lão Howard chính là trong truyền thuyết huyết tộc thân vương cường giả, tương đương với SSS cấp. Có thể hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện nay thân là luyện khí ngũ trọng đỉnh,
lại chẳng lẽ còn biết sợ hắn sao? Hơn nữa tựa hồ lấy hắn hiện nay tu vi cùng thực lực, không cái SSS đỉnh hoặc cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh, hoàn hảo giống như thật không đủ xem đi. Vì vậy, ha ha, đây là một loại cao chót vót, cũng là tự nhiên mà vậy chảy lộ ra ngoài bá khí. Khiến lão Howard, thân vương, đều sắc mặt hơi đổi một chút. Thanh niên nhân, xem ra ngươi thật giống như đúng thực lực của chính ngươi rất tự tin. Vậy được rồi. Lão Howard chân mày lạnh lẽo hiên liễu hiên, kỳ ánh mắt nhãn thần trong nháy mắt thay đổi được đến như ác ma trong truyền thuyết vậy, tràn đầy màu đỏ tươi, không gì sánh được đáng sợ cùng âm trầm, tập trung vào Trần Phi, chậm rãi nói rằng lúc đầu ta vẫn chỉ là muốn cho ngươi nói lời xin lỗi. Được rồi, có thể ngươi đã bây giờ đối với thực lực của ngươi có lòng tin như vậy. Vậy được rồi, ta lão đầu tử này tựu chơi với ngươi chơi. Bất quá, cũng đừng hối hận nga. Đối với Trần Phi thực lực, có thể đem một quang minh đại ma truyền còn có hai đại S cộng cấp thánh kỵ sĩ đều đánh bại dễ dàng, hắn thấy, vậy khẳng định ít nhất là ở SS cộng cấp đỉnh phong. Vô luận là ở Đông Tây phương thế giới, đều tuyệt đối coi là thuộc về đầu sỏ vậy tồn tại. Nhưng này khi hắn lão Howard trước mặt lại vẫn còn có chút thiếu xem. Bởi vì hắn từ lúc nửa đời kỳ trước đây, cũng đã bước vào, trở thành trong truyền thuyết huyết tộc thân vương cường giả. Hối hận, con người của ta làm việc từ không hối hận. Sớm nghe nói huyết tộc thân vương là trên địa cầu này cường đại nhất huyết tộc cảnh giới, nếu hôm nay gặp được, để ta biết một chút về. Mà đang nghe lão Howard nói, Trần Phi nhẹ giọng cười cười, chưa từng có chút thoái nhượng. Trước không nói hắn mình chính là cái tuyệt không dễ dàng chịu thua cùng cúi đầu xương cứng, tự nói đối phương, đường đường trong truyền thuyết huyết tộc thân vương. Chỉ là nói, chỉ sợ là nói không thông. Oanh! Làm kỳ ngôn ngữ thanh vừa dứt dưới lúc, bàn tay hắn nhẹ mang, chỉ thấy lau một cái chìm hồn, bùn chảy, cho giỏi tự chính mình linh tính nửa năm từ hắn ống tay áo chảy ra, hội tụ ở bàn tay của hắn trong, sau cùng trở thành một mặt cũ kỹ pha tạp tảng đá cái gương. Kỳ biểu mặt lại tràn ngập khiếp người ba động cùng quang huy, khiến lão Howard cũng không từ hơi sắc mặt đổi đổi. Hiển nhiên hòn đá kia cái gương không phải là khác, chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu sở thân thủ luyện chế hạ phẩm pháp khí huyền thạch kính. Lấy hắn hiện nay tu vi cùng thực lực, nếu toàn lực bộc phát ra trong cơ thể 18 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí hoa, vị miễn có chút khi dễ người. Bởi vì, này chân thực có chút khi dễ người. Vì vậy hắn hiện vào thời khắc này thẳng thắn lại đem huyền thạch kính đem ra. Dưới phẩm pháp khí cực hạn mà nói, chính là, một cái huyết tộc thân vương, hẳn là đỡ không được đi. Dựa theo các người người Đông Phương nói mà nói, đây cũng là cái gọi pháp khí đi. Lão Howard máu tanh, thâm thúy con người nhìn chằm chằm huyền phù ở Trần Phi trong tay huyền thạch kính, nếp uốn chồng chất già nua trên khuôn mặt, có chút quỷ dị cùng kinh dị nổi lên lau một cái vẻ ngưng trọng. Bởi vì khi hắn huyền thạch kính trên, lúc này sở phát ra ba động, thậm chí ngay cả hắn, đều là đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. Nhưng này cũng không phải là hắn lần đầu tiên tiếp xúc được người Đông Phương bảo vật, pháp khí, nhưng đây cũng là hắn cảm giác được áp lực cùng nguy hiểm dày nhất nặng một lần. Chẳng lẽ tiểu tử này trong tay pháp khí, so với trước hắn đã gặp qua đều phải cường, đều lợi hại hơn. Trách không được ngươi nắm chắc khí dám cùng ta nói như vậy nói. Lão Howard theo nói nhỏ lên, chợt chỉ thấy kỳ lại cũng không chút nào chậm trễ lên, cả người run lên, cốt cách hắt xì run lên, trong nháy mắt liền có một đáng sợ mùi máu tanh còn có ác ma vậy giữ tợn cánh chim từ trong cơ thể hắn hiện lên đi ra. Theo đáng sợ kia mùi máu tanh tràn ngập tới kỳ toàn thân, hắn nguyên vốn phải là khô lục xoát tay trưởng, lúc này chẳng biết lúc nào lại quỷ dị biến thành một cặp móng lên, tràn ngập u sâm sâm, thực chất vậy hắc mang, làm cho cảm giác thập phần đáng sợ. Càng là cường đại huyết tộc, thân thể của bọn họ liền càng là làm cho cùng khủng bố. Điểm này cũng vào lúc này khiến Trần Phi trong lòng có chứng thực. Hai móng, coi như là Trần Phi hiện tại thấy cũng có chút trong lòng tê tê, nếu là thật bị đánh phải một chút, khẳng định không ít thụ, bởi vậy có thể thấy được huyết tộc tu luyện lộ số sợ rằng theo chân bọn họ cổ hoa hạ, vu, là không sai biệt lắm. Đồng dạng là theo đuổi thân thể cường đại, đồng dạng là theo đuổi thân thể bất tử. Cũng không biết cái này lưỡng chủng lộ số, ai mạnh ai yếu. Mà đúng lúc này, lão Howard tựa hồ đã hoàn thành lột xác, cả người thật giống như biến thành một ác ma, giữ tợn cánh chim đắp lên ánh trăng, sắc mặt u sâm sâm, nhìn chằm chằm Trần Phi, cười nói thanh niên nhân, người nghĩ ta động thủ trước, cũng là ngươi tới trước. Hiển nhiên hắn bây giờ còn là lực lượng của chính mình tràn đầy tự tin, cho rằng chỉ cần hắn xuất thủ trước,
Trần Phi tự khẳng định, không có cơ hội. Người động thủ trước hay là ta tới trước? Nghe vậy Trần Phi nao nao, sau đó nghe rõ lời kia ý tứ, không khỏi khóe miệng ngoéo. Một cái, nhãn thần ở chỗ sâu trong hiện ra lau một cái làm trò ngược nhìn đối phương, nói ta nghĩ cái này hình như cũng không có gì khác nhau đi. Đúng vậy, hắn thấy, hắn xuất thủ trước cùng sau xuất thủ, có cái gì khác nhau chớ? Không đều là cứng rắn. Chẳng lẽ lão con rơi thật đúng là cho là mình đã ăn chắc hắn? Ha ha! Không có gì khác nhau. Lão hao ớt nghe vậy sắc mặt một chút tự âm lạnh xuống. Oanh! Theo sát mà, phảng phất làm người ta kinh hãi mùi máu tanh bộc phát ra, sau đó chỉ thấy lão hao ớt mạnh dẫm một cái, sở chạm đến chỗ chu vi, mặt đất đều mắt thường có thể thấy được ra nẻ lên. Sau đó chỉ thấy kỳ thân ảnh mạnh hóa thành một đạo ám hồng sắc cầu vồng, bạo xạ ra. Một cặp móng thẳng tắp hướng về Trần Phi đầu xé đến, uy thế làm cho tới cực điểm. Nguyên bản ngay từ đầu hắn là không muốn quá bản thân sẽ như vậy tức giận, nhưng ai biết Trần Phi hiện tại ở trước mặt hắn lại dám nói như vậy, phách lối như vậy. Rõ ràng cũng liền chỉ là SS cộng mà thôi, lại lặp đi lặp lại nhiều lần khi hắn cái này đường đường huyết tộc thân vương cường giả trước mặt, cho thấy hắn cái tầng thứ kia cùng đẳng cấp không tư cách triển hiện tư thái. Cái này làm sao không làm hắn lão Howard không kiềm hãm được tức giận, trong lòng nổi giận. Thanh niên nhân nên có người tuổi trẻ hình dạng, ai, xem ra vẫn phải là hơi chút giáo huấn một chút, mới hiểu được bản thân có bao nhiêu cân lượng nặng, mới biết được thành thật cúi đầu. Thương, mà tự sau đó một khắc, vắng vẻ, u sâm thung lũng trên, chợt vang lên một đạo làm người ta màng tai chấn động, động chiến leng keng thanh. Quả thực không biết khi nào, lão Howard thân ảnh. Không ngờ xuất hiện ở Trần Phi đứng thân khu vực ngay phía trên. Như ác ma vậy ám hồng sắc giữ tợn cánh chim che ở ánh trăng, ánh sấn chứ lão hao uất già nua trên khuôn mặt lạnh lẽo cười, lau một cái năm ngón tay hàn quang chợt xé rách xuống tới, là của hắn móng vuốt. Đây là trong truyền thuyết huyết tộc thân vương đáng sợ lực lượng, không chỉ có tốc độ nhanh đến khó có thể tin, đủ để xé rách cực kỳ độ cứng lữ hợp kim lợi chảo mới là bọn hắn cường đại nhất, tối làm cho vũ khí. Tự lão Howard hiện tại một chảo này, sợ rằng liên tầm thường SS cộng đỉnh cường giả đều rất khó ngăn trở. Vì vậy hiển nhiên hắn lần này là không lưu tình. Có thể tiếp, một giây kế tiếp phát sinh chuyện này lại làm hắn lão Howard già nua trên khuôn mặt thần sắc mạnh biến đổi. Thậm chí hiện ra lau một cái bất khả tư nghị cùng quỷ dị sợ hãi. Phanh! Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại bàn tay Trần trực tiếp đưa hắn một chảo này cản lại. Khiến trong không khí trong khoảnh khắc bạo tạc hết giận sóng. Hơn nữa không chỉ có như vậy, sau đó một giây kế tiếp hắn nhãn thần còn mạnh hơn ngoan lệ lên, biến trưởng thành quyền, cơ thể một băng bó, từ trên xuống dưới chém nện xuống đến, nhắm ngay lão Howard đích thực xương bả vai. Người sau nhất thời làm bộ vừa đỡ. Phanh! Hắn lại không nghĩ rằng Trần Phi một quyền này lực đạo lớn kinh người, cư nhiên giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy hung hăng đập rơi. Chém nện ở song trưởng của hắn trên, khiến cả người hắn thân thể đều rung lên một cái thật mạnh, một không bình thường hồng nhuận nảy lên hai bên gương mặt, há mồm đó là phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có như vậy, hắn còn theo sát mà giơ chân lên hung hăng dẫm một cái, nhất thời mặt đất ùng ùng ít nói sụp đổ ra một tòa ba thước đường kính khoan hố sâu, đen như mực, tản ra làm người ta sởn tóc gáy hiên vụ. Tí tách, từng đạo thanh âm như vậy xuất hiện ở vắng vẻ, u lãnh thung lũng trên. Cái loại này bầu không khí, cái loại cảm giác này, sợ rằng có thể trực tiếp khiến người thường hít thở không thông, khó có thể hô hấp. Ngươi, mà lão Howard kinh ngạc quét mắt chuyển đến đau vai, chói mắt huyết sắc hạ xuống, làm hắn con ngươi cũng không từ rụt một cái, sau đó môi run lên, nhưng có chút nói không nên lời nói. Hiển nhiên hắn quả thực không nghĩ tới, Trần Phi dĩ nhiên có thể chính mình như vậy thực lực kinh người. Chỉ là một lần giao phong, liền trực tiếp đả thương hắn. Tối trọng yếu là đối phương vẫn chỉ là dùng quả đấm. Nếu hắn ở vừa rồi một khắc kia, còn vận dụng lúc này chính huyền lơ lửng trên không trung cầm cái gương nói. Lão Howard bỗng thân thể run rẩy, chợt sắc mặt có chút phức tạp nhìn chằm chằm Trần Phi, thanh âm có chút u lãnh cùng khàn giọng nói không nghĩ tới, ta lão gia hỏa này dĩ nhiên nhìn lầm. Ta bây giờ là không phải là hẳn là cảm ơn ngươi không đối với ta hạ sát thủ, hạ thủ lưu tình. Tuy nói hắn cùng với Trần Phi trong lúc đó giao thủ, cũng chỉ có vừa rồi mấy giây, hơn nữa hắn cũng chưa cầm suất toàn lực, có thể hắn lại cũng đã có chút biết được. Trước mắt cái này người Đông Phương,
tựa hồ rất vướng tay chân, liền hắn lão Howard cũng không biết có thể hay không đánh thắng được. Nghe vậy Trần Phi không trả lời, chỉ là khóe miệng vi ôm lấy cười cười, sau đó không coi ai ra gì vậy chỉ điểm một chút tại nơi huyền thạch kính lên. Nhất thời, người sau rất nhỏ run lên, một đáng sợ ba động cũng theo đó từ kính trong cơ thể tán phát ra rồi, nhượng hắn lão Howard mạnh con người rụt một cái, lưng đều tựa hồ một chút có chút lạnh. Sau đó, sắc mặt hắn phức tạp liếm liếm môi của mình. Hắn biết, Trần Phi tuy rằng không trả lời trước hắn nói, nhưng lại cũng dùng hành động để chứng minh rồi vấn đề này. Nếu đối phương vừa rồi thật có giết hắn lão Howard tâm, vậy hắn bây giờ kết cục. Chỉ sợ cũng sẽ có một ít không lớn vậy. Không hổ là Đông Phương thần bí nhất phiến thổ địa, còn trẻ như vậy, cư nhiên là có thể mạnh như vậy. Sau cùng lão Howard minh bạch cái này cái là không có cách nào khác đánh nữa, chợt lắc đầu, lại là cảm thán, lại là phức tạp nói rằng. Nếu là hắn sớm biết rằng sẽ là loại kết quả này, Trần Phi cư nhiên mạnh như vậy, sợ rằng thế nào cũng sẽ không nhảy ra tùy tiện loạn xuất đầu. Mặt mũi. Thực lực cũng đủ cường, đó mới gọi mặt mũi. Nói cách khác hắn hiện tại loại này hình dạng, một bên vai tiên huyết nhễ nhại, đau rát. Cái này gọi là mặt mũi sao? Hiện tại các hạ người cũng sẽ không còn muốn giúp bọn hắn ra mặt đi. Trần Phi nhưng thật ra không nghĩ có cái gì tự đắc, chỉ là ngôn ngữ có chút cường thế. Nếu là còn muốn, cứ tiếp tục đánh đi. Nghe vậy lão Howard khẽ nhíu mày, nói ta thừa nhận các hạ thực lực của ngươi rất mạnh, có thể, cái này dù sao cũng là chúng ta người phương Tây địa bàn. Ngươi nếu còn muốn giống như trước như vậy tùy tiện động thủ, có đúng hay không có chút không lớn hợp. Phải biết rằng đây chính là bọn họ lớp Strickland gia tộc hang ổ, cũng không phải chỉ có hắn lão Howard một người. Ta không biết cái gì là hợp, cái gì là không thích hợp. Ta chỉ biết là nếu là có người nhàn rỗi không chuyện gì mà tới trước chọc ta, ta đây nhất định là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu là các hạ ngươi không quen nhìn, hoặc là cảm giác mặt mũi không qua được. Như vậy tùy các ngươi liền đi. Trần Phi bình thản thanh âm quanh quẩn trong không khí, lại khiến lão Howard trong nháy mắt có dũng khí phía sau lưng tâm bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm ảo giác cảm. Nhãn thần không hiểu hoảng hốt. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện nay chính là luyện khí ngũ trọng đỉnh tu vi. Lại thêm nội tình hùng hậu, nếu thật động khởi tay đến, chỉ sợ cũng xem như là SSS cộng đỉnh hay là cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cũng phải có nguy hiểm tánh mạng. Hắn lão Howard tuy rằng thực lực cũng không tệ lắm, có thể dù sao nói cho cùng cũng chính là cái huyết tộc thân vương, mà thôi tương đương với SSS hoặc cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ, chưa du ngoạn sơn thủy đỉnh. Mà loại trình độ này, lại sao có thể không bị Trần Phi khí thế áp chế ni? Hy vọng các hạ ngươi có thể nhớ kỹ ngươi những lời này. Hiển nhiên lão Howard cũng minh bạch đạo lý này, lần thứ hai nhãn thần ở chỗ sâu trong thật sâu nhìn Trần Phi liếc mắt, liền lưu lại một câu, phanh một tiếng tạo ra cánh bay lên trời không, ly khai. Hanh! Nghe vậy Trần Phi không khỏi hừ lạnh một tiếng, có điểm nghe không quen lão con rơi thái độ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn không nói cái gì nữa, chủ yếu là lười phiền toái nữa đi. Dù sao hắn lần này tới Anh Quốc mục tiêu cùng mục đích đều rất rõ ràng, chính là vì cuối cùng nhất kiện ngọc khí. Vì vậy ở chưa đạt được trước, còn là hơi chút khiêm tốn một chút đi, nếu không nếu phương diện này làm ra loạn gì, hắn cũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt, cũng chân thực không cái loại này cần phải. Sau đó chỉ thấy Kỳ tâm thái bình thản xuống tới, khí tức thu liễm. Sau đó cũng gặp Kỳ, siêu, một tiếng từ thung lũng chỗ cao ly khai. Kỳ thân ảnh từ từ biến mất ở trong trẻo nhưng lạnh lùng, vắng vẻ trong bóng đêm. Ước nửa giờ sau, Trần Phi cùng lớp Strickland gia tộc thành dưới đất bảo nội Oviedo công tước, Brisbane đám người hội hợp. Trần tiên sinh, ngài đã tới. Hôm nay vô luận là Brisbane, hay là Oviedo công tước, đều đúng Trần Phi thái độ so với dĩ vãng còn cung kính rất nhiều. Không có biện pháp. Ở Trần Phi đem Dumbledore đại ma truyền cùng với hai đại S cộng cấp thánh kỵ sĩ đánh bại dễ dàng sau, trong lòng bọn họ mặt cũng đã rất rõ ràng, cường giả như vậy tuyệt đối là đầu sỏ vậy đại nhân vật, coi như là bọn họ Brett gia tộc, cũng quyết không thể nhẹ đãi. Ừ, đồ vật đều lấy được sao? Nghe vậy Trần Phi gật đầu, lại cười hỏi. Đương nhiên đã lấy được, liên Dumbledore đại ma truyền còn có hai đại S cộng cấp đỉnh thánh kỵ sĩ liên thủ, đều bị Trần tiên sinh người đánh bại dễ dàng. Bọn họ nào còn dám có cái gì cái khác tâm tư. Hơn nữa Trần tiên sinh, ta phỏng chừng ba tần gia tộc là thật bị ngươi làm sợ, rõ ràng trước đâu có là 1.200.000 mai ma pháp kim tệ, nhưng bây giờ.
Nghe được Trần Phi hỏi thăm, Brisbane có chút hưng phấn mà nói rằng. Lúc nào giống như ba tần gia tộc cái loại này trình tự cùng đẳng cấp quang minh ma pháp gia tộc, sẽ tại bọn hắn huyết tộc trước mặt thấp như vậy đâu. Vì vậy loại cảm giác này đối với hắn như vậy huyết tộc mà nói, chân thực quá sung sướng. Nhưng bây giờ cái gì? Gặp Brisbane lời rõ ràng trong có chuyện, Trần Phi không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Có thể bọn hắn bây giờ tựa hồ lại không biết từ đâu mượn tới 3.000 ma pháp kim tệ, gộp đủ 1.000.000 đưa đến. Không chỉ có như vậy, còn có một chút cái khác tài nguyên cũng theo được đưa tới. Nghe Trần Phi hỏi, Brisbane đương nhiên không dám lại thừa nước đục thả câu, lập tức nói. Mà đang nghe cái này, Oviedo công tước cũng tiếp lời, nói Trần tiên sinh, vài thứ kia hiện tại đều ở bên trong kho hàng. Ngài có cần tới hay không nhìn? Thương khố, quên đi, ta hay là không đi nhìn, vài thứ kia các ngươi cầm đi. Nhưng Trần Phi lại nói như vậy. Chúng ta cầm, như vậy sao được? Oviedo công tước nghe vậy tuy rằng phản xạ có điều kiện vui vẻ, có thể theo sát mà còn là vội vàng lắc đầu. Nói đùa, cái này rõ ràng là ba tần gia tộc thường cho Trần tiên sinh gì đó, hắn coi như là lại đỏ mắt, như thế nào dám muốn. Vì sao không được, lẽ nào Oviedo công tước người đã quên, ta không phải là các ngươi phương Tây tu luyện giả, các ngươi nghĩ là bảo bối gì đó với ta mà nói rất khả năng một điểm dùng cũng không có. Trần Phi nói như vậy. Lại cười nói nếu như các ngươi chân thực giác được không có ý tứ, sẽ thấy giúp ta nhiều chuẩn bị một ít ma pháp kim tệ đi. Để ngừa vạn nhất, đối với cuối cùng nhất kiện ngọc khí, hắn tình thế bắt buộc, cho nên mới phải nói như vậy. Vậy được rồi, vậy một ít tài nguyên chúng ta Brett gia tộc tự dày mặt dưới tay. Bất quá ma pháp kim tệ chuyện này ngài yên tâm, nói chung tuyệt không sẽ đấu giá lại thời gian cho ngài cản trở. Nghe vậy Oviedo công tước sửng sốt nửa ngày, sau cùng lại là kích động. Lại là nghiêm túc bảo chứng lên, nói. Sau đó mọi người liền tại đây tòa thành nội nghỉ ngơi một ngày, cho đến ngày thứ hai buổi tối đấu giá hội đã tới. Khi màn đêm như lạnh lẽo hoa hòe dần dần thấm nhuộm ở ngọn đèn dầu huy hoàng Percy đại hạp khốc thành dưới đất bảo nội, từng hàng người mặc áo bành tô lớp Strickland gia tộc người hầu cung kính phân loại ở một tòa tháp cao lối vào tả hữu hai bên, thảm đỏ từ đại môn kia nội dọc theo người ra ngoài, cho đến bên ngoài rất xa khu vực. Đêm nay đấu giá hội ở nơi này tòa thành khu nhà nội trung ương nhất khu vực, được xưng là Hoa Ân Tháp Cao, địa phương cử hành. Hoa Ân Lớp Strickland, chính là Lớp Strickland gia tộc đã từng người sáng lập, cũng là cần gia tộc tối cường đại nhất tiền bối, thủy tổ, từng chỉ huy gia tộc bọn họ thiếu chút nữa tự quân lệnh toàn bộ Âu Châu. Tuy rằng càng về sau thất bại, có thể cái loại này công huân cùng huy hoàng lại vô luận như thế nào cũng không thể đủ ma diệt. Vì vậy để tế điện vị này vĩ đại nhất tiền bối. Lớp Strickland gia tộc về sau người xây dựng chỗ ngồi này, Hoa Ân Tháp Cao. Chỉ có đi đến nhất định tầng thứ khách nhân, mới có tư cách tiến vào trong đó. Trần tiên sinh, phía trước chính là Hoa Ân Tháp Cao. Đêm nay đấu giá hội tựu ở trong đó cử hành. Trong đám người, Trần Phi còn có Oviedo công tước đám người cũng đến nơi này. Người sau nhẹ giọng nói rằng, có Oviedo loại này công tước cấp bậc cường giả ở. Brisbane loại này tiểu bối tự nhiên chỉ có thể đứng dựa bên. Nhất là Trần Phi ngày hôm qua còn hiển lộ ra như vậy thực lực đáng sợ, bọn họ Brett gia tộc liền lại không dám chỉ nhượng một cái Brisbane bồi ở Trần Phi bên cạnh, sợ đối phương nghĩ lầm đây là khinh thị. Chúng ta đây đi vào. Nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói muốn đi vào, lại đột nhiên trong miệng nói dừng ở trong miệng, nhãn thần theo về phía sau phương nhìn lại. U long. Giống, giống. Chỉ nghe được một trận mất trật tự, ầm ĩ tiếng hò hét, mặt đất đều tốt giống như theo động đất vậy, từ viễn phương kéo dài và gần, còn có quỷ dị chói tai thú tiếng huýt gió đang lúc mọi người mạnh vang lên, cái này khiến ở đây không ít người một chút đều sắc mặt thay đổi, theo gạt ra, nháo lui về phía sau, nguyên bản còn có chút chen chúc khu vực hầu như trong nháy mắt vô ích một khối đi ra, hình thành một cái lối đi. Kinh người nhất vâng, trong lúc mơ hồ. Từ lối đi kia bên ngoài lại có như là dòng nước lạnh vậy đồ vật tràn đầy tiến đến. Khiến trong không khí nhiệt độ đều thấp xuống rất nhiều. Cũng mọi người trong tầm nhìn hình như nhiều hơn vài đầu xanh thẳm khổng lồ quái thú thân ảnh, cực kỳ dữ tợn. Chỉ thấy trống ra thông đạo bên ngoài, lại có 7-8 người cưỡi như là lang vậy màu lam đậm dữ tợn quái thú hướng bên trong tới gần tiến đến. Từng cổ một to lớn lực áp bách kèm theo không hiểu lạnh lẽo khí lưu tự quái vật kia đội ngũ nội tiên phát tiết đi ra. Giống như là coi như không người vậy đi về phía trước,
hướng về phía chu vi đều nguyên bản nhường ra một con đường, mọi người cũng không nhịn được mạnh cả người run run, thần sắc hoảng sợ lại lui về phía sau. Sương lang, đó là sương lang, cũng có người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm xanh thẳm dữ tợn quái thú, run rẩy nói. Thật giống như thật gặp được kinh người gì loài, cùng chuyện này. Sương lang, nghe được, có chút mới mẻ, danh từ, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người cũng rơi vào xanh thẳm dữ tợn quái thú trên người, sau đó ánh mắt liền nổi lên vô cùng kinh ngạc cùng tò mò màu sắc. Theo chỉ thấy kỳ hướng sau lưng Oviedo công tước thấp giọng hỏi Oviedo công tước, đó là cái gì? Là ma thú, Oviedo công tước nói rằng. Ma thú, Trần Phi nao nao. Đúng vậy, ma thú. Oviedo công tước ở trong đầu sửa sang lại mình ngôn ngữ, sau đó giải thích, nói Trần tiên sinh ngươi phải có xem qua chúng ta phương Tây ma huyễn điện ảnh đi. Kỳ thực trong không ít siêu tự nhiên quái vật loài, đều là lấy những ma thú này làm bản gốc. Hơn nữa ta nhớ kỹ ở các người Đông Phương, hình như cũng có tương tự loài. Ừ, quả thật có. Vừa nghe Oviedo công tước giải thích như vậy, Trần Phi thoáng cái liền hiểu, còn không miễn bị lời của đối phương dẫn tới nhớ tới thúy hổ đáy con đại xà. Thật nếu nói, đồ chơi kia có thể sánh bằng cái này cái gì xương lang lợi hại hơn. Phỏng chừng một cái đều có thể đánh 100 chỉ, ừ. Mà đang lúc bọn hắn thấp như vậy thanh nói chuyện với nhau gian, xương lang đội ngũ lại cự ly hoa ân tháp cao càng gần, vì vậy liền có người chú ý tới, cưỡi ở hàng trước nhất. Khí tức cường đại nhất xương lang trên lưng, rõ ràng là một vị người mặc ám kim sắc lễ phục nam tử trẻ tuổi, mặc dù toàn thân tràn ngập có thể tản ra khí tức cường đại, nhưng trên mặt hắn ngạo mạn, lãnh ngạo vẻ, lại quả thực làm người ta chán ghét. Nhưng từ trên người hắn tản ra cường đại huyết tinh khí hơi thở quả thực thật lợi hại, khiến không ít người đều cảm giác có chút kinh hồn táng đảm, sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng là đạt tới huyết tộc công tước cảnh giới, tương đương với S cấp. Chính là Trần Phi lại có thể cảm giác được, tên kia nhiều nhất hình như cũng chính là vừa mới đột phá đến, xa không có Oviedo loại này nhãn hiệu lâu đời huyết tộc công tước đỉnh lợi hại. Nhưng dù vậy, đối với người trẻ tuổi kia niên kỳ kỳ mà nói, có thể có hiện tại như vậy thành tựu, cũng quả thật có chút kinh người. Cái này chỉ sợ cũng là hắn có thể trên mặt như vậy ngạo mạn cùng tự phụ bằng vào đi. Mà tự sau đó một khắc, bọn họ xương lang đội ngũ thẳng tắp hướng về hoa ân tháp cao phóng đi. Ven đường đông đảo mọi người sắc mặt khó coi đẩy ra. Có thể vừa vặn, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đám người cũng chính là ở cái tuyến kia trên đường. Ngăn cản ở phía trước làm gì? Lan, mà những người đó ở nhìn thấy Trần Phi đám người lại ngăn cản tại bọn hắn đi trước trên đường, không lùi, nhất thời liền có người khí thế hung hăng quát lạnh. Trong lời nói tràn đầy khinh miệt cùng vô tình, thật giống như lúc này ngăn cản ở trước mặt bọn họ Trần Phi đám người là con kiến vậy, tránh ra. Liền trực tiếp giết chết, giày xéo đi qua. Muốn chết? Oviedo đây chính là Brett gia tộc huyết tộc công tước đỉnh cấp khác nguyên lão. Ngoại trừ ở Trần Phi loại quái vật này trước mặt chỉ có thể thu liễm một ít, bình thường đều là tương đương bá đạo. Huống chi những tên kia trong mắt hắn ngoại trừ người cầm đầu huyết tộc công tước cảnh giới thanh niên nhân, những thứ khác, liền một cái có thể bị hắn con mắt nhìn cũng không có, hiện tại lại lớn lối như vậy, để cho bọn họ lăn. Điều này làm cho hắn Oviedo làm sao nuốt trôi khẩu khí này. Nhất thời đều muốn động thủ. Thế mà liên hắn đều nuốt không trôi khẩu khí này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu càng làm sao có thể nuốt xuống. Chỉ thấy kỳ hai mắt lạnh lẽo, ánh mắt hung ác lệ, lau một cái nóng linh lực liền từ ngón tay hắn trước bưng bạo bắn ra, như xích hồng sắc laser vậy, đem gọi bọn hắn lăn người trước ngực trực tiếp nổ ra một máu rầm rề lổ lớn. Trong nháy mắt không có mệnh. Giống. Mà người nọ dưới háng xương lang cũng tốt tự bị nghiêm trọng kinh hách vậy, loạn hướng loạn đụng lên. Hiện trường một mảnh ồ lên cùng. Đáng chết. Chính mình huyết tộc công tước cảnh giới cùng thực lực sắc mặt ngạo mạn nam tử thấy tình cảnh này, sắc mặt mạnh đổi, trở nên cực kỳ âm trầm cùng xấu xí. Sau đó chỉ thấy kỳ đưa tay phải năm ngón tay hóa thành kinh khủng móng vuốt đúng không khống chế được xương lang một móng vuốt xé rách đi qua. Nhất thời mọi người trong ánh mắt thật giống như trong nháy mắt có năm đạo tia máu cắt giữa không trung, hung hăng đánh vào không khống chế được xương lang trên. Nhất thời đầu kia xương lang liền như là mạnh cứng lại rồi vậy, sau đó kỳ thân hình khổng lồ dần dần hướng một cái hướng khác nghiêng ngã xuống, phanh một tiếng, nhấc lên một mảnh bụi mù. Lại nhìn kỹ, xương đầu sói trên bất ngờ có năm đạo sâu thấy tới xương giấu móng tay, là bị một kích bị mất mạng.
Các ngươi, thật to gan. Mà nhưng vào lúc này, chính mình huyết tộc công tước thực lực, vẻ mặt ngạo mạn nam tử trẻ tuổi rốt cục nhãn thần lạnh như băng rơi xuống Trần Phi, giống như là đang nhìn người chết vậy, tràn đầy làm cho sát ý. Không chỉ có như vậy, kỳ toàn thân còn tràn ngập ra làm người sợ hãi máu tanh năng lượng, khiến ở đây mọi người đều biến sắc, có chút trắng bệch lên. Ta lá gan luôn luôn đều rất lớn, thế nào, nếu không ngươi cũng cùng hắn cùng nhau thử xem. Trần Phi đồng dạng nhãn thần lạnh như băng quét người nọ, trong lòng nắm lấy có muốn hay không trực tiếp động thủ đem làm thịt quên đi. Chính là một cái huyết tộc công tước, có ở trước mặt hắn nhảy nhót tư cách. Tốt, tốt, ta đặt mìn đức thật lâu đều không như ngươi vậy, thú vị, người. Vẻ mặt ngạo mạn công tước huyết tộc hướng về phía Trần Phi lộ ra hai hàng lạnh lẽo hàm răng, thật giống như đang nhìn người chết vậy. Sau đó chỉ thấy kỳ ánh mắt dừng lại ở một bên Oviedo trên người, hơi biến sắc, nói ngươi là. Thì ra là thế, nguyên lai là có Brett người của gia tộc cho ngươi làm chỗ dựa vững chắc, cho nên mới dám ở ta đặt mìn đức trước mặt lớn lối như vậy sao? Oviedo công tước, ta nghĩ ngươi hẳn là nhớ kỹ ta đi. Nghe vậy Oviedo công tước không nói chuyện. Chỉ là sắc mặt đã có một ít phức tạp cùng ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn tựa hồ nhận thức cái này tự xưng vi đặt mìn đức ngạo mạn thanh niên nhân, là ai? Mà nhưng vào lúc này, mọi người tại đây đang nghe đặt mìn đức tự giới thiệu, đều sắc mặt thay đổi. Không ít người trong mắt chảy ra rung động cùng hoảng loạn. Này, các ngươi nghe không? Hắn nói hắn là Brett, chẳng lẽ là cái kia đặt mìn đức? Hẳn là có lẽ là đi, bất quá muốn thực sự là hắn. Vậy coi như là Brett gia tộc, lần này cũng phiền phức lớn. Cái này đặt mìn đức, thế nhưng, Hắc Long, Nemesis tôn tử. Phi thường thụ kỳ sủng ái cùng quán nịch, đắc tội hắn, không phải là muốn chết là cái gì. Hắc Long Nemesis đây chính là chúng ta Âu Châu Hắc Ám thế giới cường đại nhất mấy người kia một trong, có người nói đều đã tiếp cận trong truyền thuyết thân vương cảnh giới. Thua ở trên tay hắn SS cộng cường giả, ít nhất, có ba. Hư. Nhỏ giọng một chút, Hắc Long Nemesis là cường đại, nhưng Brett gia tộc cũng không phải ngồi không, chớ nói lung tung nói. Hiển nhiên mọi người tại đây đều bị đặt mìn đức tự giới thiệu cho lại càng hoảng sợ. Nguyên lai like cái này vẻ mặt ngạo mạn nam tử trẻ tuổi, dĩ nhiên là lớp Strickland gia tộc, Hắc Long Nemesis tôn tử, trách không được dám lớn lối như vậy. Hắc Long Nemesis tôn tử, Trần Phi trong con ngươi chậm rãi có chút vậy ánh sáng màu. Ngược lại không phải là hắn sợ tên kia, lấy hắn hiện thực lực hôm nay, 10 người cái gọi là Hắc Long, Nemesis tới cũng phải thành thật nghỉ đồ ăn. Chỉ là hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm cuối cùng nhất kiện ngọc khí là vẫn còn trong tay đối phương, vẫn bị lấy ra nữa bán. Ở không có được cuối cùng nhất kiện ngọc khí trước, hắn có chút không muốn phức tạp. Nhưng bây giờ cũng hắn có nghĩ là vấn đề, mà là tiểu con rơi có chút quá tự cho là đúng, quá kiêu ngạo. Oviedo công tước. Chuyện này cùng các người Brett gia tộc không quan hệ, đem người Đông Phương giao cho ta. Nếu không, người nên biết ra ra ta là cái gì tính tình. Tự sau đó một khắc đặt mìn đức cư nhiên trực tiếp uy hiếp Oviedo, muốn tìm hắn yếu nhân. Tiểu tạp chủng, người có đúng hay không đang nằm mơ? Oviedo công tước đang nghe Brett nói, ngay tức khắc sắc mặt phát lạnh, mắt lộ ra hàn quang khiển trách. Nói đùa, nhượng hắn đem Trần Phi Trần Tiên Sinh giao ra. Trước không nói hắn Oviedo không lá gan đó, liền nói hắn cho dù có, hắn cũng tuyệt không khả năng giống như vậy đi làm. Lúc nào lớp Strickland gia tộc một tiểu bối cũng có tư cách hướng bọn họ Brett gia tộc hét năm uống sáu, uy hiếp ra lệnh. Cái này nếu là truyền đi, bọn họ Brett thể diện gia tộc muốn để nơi nào, đã qua chưa để xuống. Tốt, tốt, xem ra chỉ là cùng các ngươi nói, là vô dụng. Đặt mìn đức hiển nhiên không nghĩ tới Oviedo phản ứng lại sẽ như vậy kịch liệt, mắng hắn là nhỏ tạp chủng, nhượng hắn lăn. Sau đó ngay tức khắc chỉ thấy thứ nhất đôi mắt lạnh lẽo đến không nhan sắc tựa như, một rất nặng mùi máu tanh tùy theo phun phát ra ngoài, muốn hướng Trần Phi áp đi, trực tiếp động thủ. Hiển nhiên hắn là không muốn lại đem Brett gia tộc lão già kia để ở trong lòng. Lấy thân phận của hắn, ra ra là Hắc Long Nemesis, hắn không tin hắn thật muốn xoát thủ bắt người. Đối phương chẳng lẽ còn dám ngăn sao? Đây chính là bọn họ lớp Strickland gia tộc địa bàn. Dừng tay, đặt mìn đức, người có đúng hay không đã quên hôm nay là ngày mấy? Đừng ở chỗ này nháo sự, có thể nhưng vào lúc này một già nua thanh từ hoa ân tháp cao nội truyền đến. Thanh âm kia rất là khàn giọng. Vạn tư nguyên lão,
nhất thời đang chuẩn bị xuất thủ bắt người đặt mìn đức động tác đem ở phía xa, sắc mặt sau đó thay đổi vài thay đổi, cuối cùng vẫn bỏ qua, như là rất kiêng kỵ khàn giọng già nua thanh chủ nhân vậy. Hung hăng thu tay lại, còn người chết nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh nhạt nói, coi như ngươi vận khí tốt, nhượng vạn tư trưởng lão đều tự mình lên tiếng, ta đây sẽ thấy cho ngươi sống lâu mấy ngày. Chờ ngươi ly khai chúng ta lớp Strickland gia tộc, lại muốn mạng của ngươi. Phải, ta đây là tốt rồi tốt chờ xem. Bất quá, đến lúc đó chết sẽ phải là ngươi. Trần Phi không thể đưa không cười cười, nhìn đặt mìn đức ánh mắt thật giống như đang nhìn người chết. Tựa hồ hắn hôm qua bị thương nặng Dumbledore cùng hai đại thánh kỵ sĩ chuyện mà, bởi vì các loại nguyên nhân, cũng không có chảy truyền tới quá nhanh. Đều không vài người đem hắn nhận ra. Bất quá như vậy cũng tốt. Nếu đều đem hắn nhận ra, còn có ý gì? Tiểu con rơi còn dám ở trước mặt hắn như vậy nói dọa, cuồng sao? Hanh, chúng ta đây sẽ chờ xem đi. Đạt mìn đức sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn hử lạnh một tiếng, mặt lạnh ly khai. Chỉ là từ trong cơ thể hắn thấu đi ra ngoài mùi máu tanh lại cực kỳ băng lãnh, thật giống như lộ ra vô cùng tận sát ý. Thấy tình cảnh này, Trần Phi híp mắt không nói chuyện. Trần Phi vừa rồi ở Hoa Ân Tháp cao ngoại cùng đặt mìn đức xảy ra xung đột, tuy rằng bị mọi người nhất trí có chút không quá chăm sóc, có thể bởi vì có Brett gia tộc Oviedo công tước người như vậy ở, mọi người cũng không dám quá phận khinh thị hắn. Lớp Strickland người của gia tộc tự nhiên cũng là như vậy, vì vậy rất nhanh, Trần Phi đám người đã bị nhân viên tiếp đãi mời vào phòng đấu giá phòng khách quý. Không phải là Oviedo công tước cá nhân cũng đã là huyết tộc công tước đỉnh cường giả. Liền nói phía sau hắn đích thực Brett gia tộc. Tự tất nhiên có tư cách tiến vào cao cấp nhất phòng khách quý, cùng với bị lớp Strickland gia tộc phái chuyên gia tiếp đãi tư cách. Thùng thùng đông, Oviedo các hạ, là ta, Barbidi, ta có thể vào không? Làm Trần Phi đám người tiến nhập phòng khách quý sau không lâu sau, có người ở bên ngoài gõ cửa, thanh âm truyền vào. Barbidi, Oviedo nghe ngoài cửa phòng truyền tới thanh âm, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lập tức đưa ánh mắt về phía đã ở bên trong phòng ngồi xuống Trần Phi, một bên giải thích, một bên xin chỉ thị Trần tiên sinh, bên ngoài người nọ ta nhận thức là lớp Strickland gia tộc nguyên lão Barbidi lớp Strickland. Người xem, mà hắn động tác này tác trực tiếp đem bên trong gian phòng lớp Strickland gia tộc nhân viên phục vụ cho lại càng hoảng sợ, sau đó sắc mặt ngay tức khắc kinh dị lên. Không có biện pháp, dù sao có tư cách giống như bọn họ như vậy tiến nhập phòng khách quý. Phục vụ đến từ thế giới các nơi quý khách, lại làm sao có thể không biết Brett gia tộc Oviedo công tước, là ai? Vị kia thế nhưng đường đường chính chính, chân chân chính chính huyết tộc công tước đỉnh cường giả. Mà cường giả như vậy, đừng nói là tại nơi Brett gia tộc, coi như là bắt được bọn họ lớp Strickland gia tộc đến, cũng tuyệt đối cũng coi là nói một không hai, nhất ngôn cửu đỉnh, trong cả gia tộc đầu sỏ vậy siêu cấp lớn nhân vật. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ lớp Strickland gia tộc Barbidi nguyên lão trước tới bái phỏng, cái này Oviedo công tước lại còn muốn xin chỉ thị Đông Phương thanh niên nhân. Cái này chân thực có chút làm người ta khó có thể tin. Vậy hãy để cho hắn vào đi. Mà nhưng vào lúc này Trần Phi đã giọng nói bình thản trả lời Oviedo. Liên tiếp vài lần đều cùng cái này lớp Strickland người của gia tộc động tới tay, từng có xung đột, trong lòng của hắn tự nhiên rất khó lại đúng gia tộc này những người khác có hảo cảm gì. Thái độ tự nhiên trên cũng liền lạnh lùng rất nhiều. Barbidi công tước, vào đi. Mà đang nghe Trần Phi, cho phép, Oviedo công tước lúc này mới hướng về ngoài cửa phòng chậm rãi nói. Chi nha. Hiện đầy 5 tháng hơi thở cũ kỹ cửa gỗ phát ra chi nha chiêu tai thanh âm, sau đó chỉ thấy cửa phòng bị người triệt để đẩy ra, một chuyến khí thế bất phàm người lãnh khốc nghiêm mặt, ngay ngắn có tự đi đến. Mà vậy được người cầm đầu rõ ràng là một vị nóng tóc quan lão nhân. Còn mang theo mũ, chính diện nhìn sang con ngươi dị thường máu tanh cùng màu đỏ tươi. Lão nhân kia vừa đi vào đến liền tựa đầu trên đeo mũ hái xuống, đặt ở ngực, nhíu chồng chất già nua khuôn mặt trên hiện ra nhàn nhạt mỉm cười, hướng về Oviedo công tước nói Oviedo công tước các hạ, thực sự là tốt không thấy. Rất vinh hạnh có thể ở cái này Hoa Ân Tháp cao nội nhìn thấy ngươi. Ta cũng là, Barbidi công tước, rất vinh hạnh tại đây nhìn thấy ngươi. Bất quá. Không biết ngươi có chuyện gì mà sao? Bởi vì có Trần Phi ở, Oviedo công tước thoáng hàn huyên câu, tự đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dù sao theo lý thuyết lấy quan hệ giữa bọn họ, tựa hồ còn không có mật thiết đến có thể tự mình quá tới bái phỏng loại trình độ này đi. Oviedo công tước ngươi thật đúng là nóng ruột a.
Babidi công tước nghe vậy cười cười, lập tức ánh mắt hơi khác thường rơi xuống cách đó không xa Trần Phi gò má trên quan sát chỉ chốc lát, lại thu hồi lại, lại nhìn phía Oviedo công tước cười nói lên, nói vừa nghe người bên ngoài đang nói, người trẻ tuổi này tựa hồ cùng Đạt Mìn Đức xảy ra chút gì không thoải mái. Đạt Mìn Đức cũng coi là chúng ta lớp Strickland gia tộc những năm gần đây, kiệt xuất nhất huyết tộc thiên tài. Tuổi còn trẻ cũng đã đột phá trở thành huyết tộc công tước, theo ta lão gia hỏa này là giống nhau cảnh giới, dĩ nhiên, cái này còn chưa phải là tối trọng yếu là hắn vẫn Nemesis nguyên lão tôn tử. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, giọng nói dơ dơ lên nói Oviedo công tước ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta lớp Strickland gia tộc Nemesis nguyên lão là tính cách gì đi. Cực kỳ bao che khuyết điểm, hơn nữa không giảng đạo lý. Cái này cũng dẫn đến Đạt Mìn Đức tiểu tử kia lòng dạ càng ngày càng chật hẹp lên. Vì vậy ta lần này tới mục đích, là muốn đại thế vạn tư nguyên lão mời người các mấy vị ở lần đấu giá này sẽ sau khi kết thúc, lưu lại ngồi một chút, làm sâu sắc chúng ta cảm tình giữa nhau. Hơn nữa chỉ cần các vị ở lại vạn tư nguyên lão cái này, coi như là Đạt Mìn Đức thật đem ra ra hắn mời được đi ra, cũng tuyệt không khả năng làm cho vạn tư trưởng lão tìm các ngươi phiền phức. Lại sau, chúng ta chỉ cần tùy tiện tìm một cơ hội, là có thể đem chư vị bình yên vô sự tống suốt cái này Percy đại hạp gốc. Oviedo công tước, người nghĩ, thế nào, Babidi công tước nói như vậy, sau cùng nhãn thần còn là rơi xuống Oviedo trên người. Hiển nhiên, hắn căn bản không muốn quá, ngoại trừ Oviedo công tước ngoại, ai còn có thể làm người chủ sự. Có thể hắn lần này lại xác xác thật thật nhìn lầm. Trần Phi, Oviedo công tước đoàn người này, tuy rằng nhìn như người sau vô luận là thân phận bối cảnh hay là tu vi thực lực cực mạnh, tối cao, nhưng trên thực tế ni. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mới là chân chân chính chính ẩn giấu đại bo SS. Vì vậy sau đó chỉ thấy Oviedo công tước đem nhãn thần nhìn về phía Trần Phi, rất cung kính xin chỉ thị Trần Tiên Sinh, chuyện này người xem. Hiển nhiên, coi như là cũng có trước Trần Phi đánh bại Dumbledore cùng với hai đại thánh kỵ sĩ chuyện mà làm chăn đệm, nhưng ở trong lòng hắn mặt hay là đối với Hắc Long, Nemesis kiêng kỵ Mạc Thâm, nếu không, lấy thân phận của hắn, không đến mức sẽ hỏi ra lời như vậy. Bởi vì, này loại nói quả thực cùng cúi đầu nhận sợ hãi không một điểm khác nhau. Vì vậy Oviedo công tước tuy rằng túng, trong lòng chân thực kiêng kỵ vậy không giảng đạo lý Nemesis, đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu làm sao có thể sẽ sợ hãi. Cuối cùng chỉ thấy kỳ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nghiêng đầu bắn tới, lãnh lãnh đạm đạm nói xin thay chúng ta hướng vị kia vạn tư trưởng lão biểu thị lòng biết ơn, đa tạ hảo ý của hắn. Bất quá chuyện này ta còn là tự mình xử lý đi, cảm ơn nhiều. Làm Trần Phi nói xong câu đó sau, Babidi công tước nhìn không được vẻ mặt kinh dị cùng sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phi, hiển nhiên hắn là trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên có thể từ Trần Phi như vậy thanh niên nhân trong miệng nghe được nói như vậy. Chính hắn đến xử lý Nemesis nguyên lão, tiểu tử này đến cùng có biết hay không hắn hiện tại đang nói cái gì à? Lẽ nào hắn không biết bọn họ lớp Strickland gia tộc, Hắc Long, Nemesis nguyên lão, đến tột cùng là ai, là kinh khủng bực nào? Cường đại tồn tại. Nghĩ đến đây hắn liền chân thực nhìn không được đem bản thân có chút hoang đường nhãn thần nhìn về phía một bên Oviedo công tước. Thế mà người sau lại đối với hắn báo dĩ như vậy trả lời Babidi công tước, chỉ ngươi thay ta các hướng vạn tư nguyên lão biểu đạt cảm ơn cùng áy náy. Ngày mai ta sẽ đích thân đi vào bái phỏng hắn, chỉ là đấu giá hội sau, chúng ta vẫn không lưu lai đi. Sau cùng, Oviedo công tước hay là đang Trần Phi Trần Tiên Sinh. Cùng, Hắc Long, Nemesis đạo này tuyển trạch đề trong lựa chọn người trước. Dù sao cũng là từng đem Dumbledore đại ma truyền còn có hai đại S cộng cấp thánh kỵ sĩ dễ dàng đánh bại người, luận thực lực sợ rằng đều đã đi đến SS cộng, vì vậy ngược lại cũng không đến mức sợ Nemesis. Đã như vậy, đó chính là chúng ta quấy rầy. Cáo từ, nghe vậy Babidi công tước lại nhãn thần kinh dị nhìn lướt qua Oviedo cùng Trần Phi, sau cùng đầy đầu nghi ngờ từ phòng khách quý nội ly khai. Chủ yếu là trước Trần Phi dễ dàng đánh bại Hy Lạp Ba Tần gia tộc người mạnh nhất, Quang Minh Đại Ma truyền Dumbledore còn có hai đại S cộng cấp đỉnh thánh kỵ sĩ chuyện tình, không biết vì sao, lại hình như bị người nào cùng thế lực tư để hạ đè xuống. Nếu không nếu là hắn biết chuyện này, khẳng định cũng sẽ không giống như bây giờ biểu hiện như vậy nghi ngờ. Mà ở đợi được Babidi công tước ly khai phòng khách quý sau, Trần Phi lúc này mới có chút nhịn không được nghi hoặc, nói Oviedo công tước. Cái gì vạn tư cùng Nemesis không đều là lớp Strickland người của gia tộc sao?
Vì sao hiện tại chúng ta đều cùng đặt mìn nước vỡ lở ra, vạn tư còn muốn mượn hơi chúng ta? Hiển nhiên, hắn lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra được cái gọi là vạn tư nguyên lão cử động này, là cái này mượn hơi bọn họ. Trần tiên sinh, các người Hoa Hạ kịch truyền hình bên trong có câu, là có người địa phương tự có ân oán thì có giang hồ. Cái này lớp Strickland gia tộc sạp quá, không có khả năng trên dưới nhất tâm, Nemesis còn có vạn tư bây giờ quan hệ chính là như vậy. Riêng phần mình thống lĩnh lớp Strickland bên trong gia tộc hai đại phe phái, không ai phục ai. Nói đến đây Oviedo hơi dừng lại một chút, lại nói tuy rằng chúng ta Brett gia tộc chỉnh thể thực lực không bằng lớp Strickland gia tộc, nhưng nếu là vạn tư có thể đem chúng ta mượn hơi, cũng vẫn có thể đủ đúng Nemesis phe phái tạo thành áp lực rất lớn. Vì vậy hắn lần này mới phải làm như vậy, là muốn mượn hơi chúng ta đi. Nguyên lai là như vậy, Trần Phi cũng không phải ngu ngốc. Tự nhiên một điểm tự thông, bất quá hắn nhưng cũng đối với loại này lớp Strickland bên trong gia tộc phe phái tranh chấp, không chút nào hứng thú, chỉ cần một ít người đừng không có mắt ngốc đến trêu chọc hắn được rồi. Sau đó chỉ thấy Kỳ đem chuyện này ném sau ót, lặng lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. Bá! Ước tiểu nửa giờ sau, phòng khách quý mặt hướng phòng đấu giá bên này thật lớn rơi ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một đạo vang dội cây đèn bị mở ra thanh âm, sau đó liền có một đạo nói mờ mịt. Ám sắc pha quang trụ đan vào, đan sen theo ảnh xạ ở tại trung ương nhất trên đài đấu giá. Đánh vào thị giác lực thập phần bắt người nhãn cầu. Không chỉ có như vậy, nguyên bản không có một bóng người trên đài đấu giá, còn bất ngờ đã nhiều hơn một vị người mặc ám kim sắc lễ phục lão giả. Một tia cường đại mùi máu tanh từ trong cơ thể hắn tản ra, làm cho lòng người quý. Là lớp Bưu công, không, không đúng, hiện tại chúng ta hẳn là gọi hắn là lớp Bưu đại công tước đi. Ai, cái này lớp Strickland gia tộc chỉ sợ lại muốn so với dĩ vãng cường đại mấy phần. Cái này có biện pháp nào? Đây chính là huyết tộc đại công tước A. Hơi nhược điểm mafia gia tộc sợ rằng toàn tộc trên dưới đều cũng chỉ có như vậy một cái, có thể bọn họ đâu. Điều này cũng không biết là người thứ mấy. Từng đợt xì xào bàn tán còn có cảm thán thanh, chậm rãi vang lên. Không có biện pháp, đây chính là đường đường huyết tộc đại công tước A. Cũng tương đương với SS cấp đầu sỏ vậy tồn tại, hiện tại lại cư nhiên như thế hạ mình hàng đắt đi ra làm cái bán đấu giá sư. Sợ rằng hiện đang lúc mọi người chỉ cần không ngốc, tự đều có thể biết, cái này là nhân gia làm ra cho bọn họ. Bọn họ lớp Strickland gia tộc, lại nhiều hơn một vị SS cấp đầu sỏ vậy tồn tại. Lớp Bưu đại công tước lại là đi ra, làm cho xem, tự nhiên Kỳ trong cơ thể đáng sợ kia uy áp chút nào thu liễm ý tứ cũng không có, cứ như vậy lạnh như băng. Lạnh lẽo phát ra, bao phủ ở ngọn đèn mờ tối u tĩnh bên trong phòng đấu giá, bằng thêm mấy phần áp lực cùng hít thở không thông cảm. Khụ khụ, khụ khụ, khụ, sau đó chỉ thấy lớp Bưu đại công tước nhẹ giọng ho khan, già nua thân thể run run, ngẩng đầu, lạnh lẽo, đỏ thắm con ngươi nhìn chung quanh hiện trường một vòng. Đầu tiên, còn là đa tạ chư vị có thể nể mặt đến ta lớp Strickland gia tộc tụ họp một chút. Lớp Bưu đại công tước phảng phất là đi lại tập tễnh vậy. Hướng bán đấu giá đài tối tiền đoan đi đến, tựa hồ phi thường cật lực, vì vậy đi được rất chậm, nhưng bây giờ mọi người lại tuyệt đại đa số đều không dám khinh thường thoạt nhìn như là nhanh muốn chết lão gia này. Tất cả mọi người mím môi, lặng lặng chờ lớp Bưu đại công tước đi tới bán đấu giá đài tối tiền đoan. Theo, hắn lại lên tiếng. Ta lão gia hỏa này cũng không dùng tự giới thiệu mình đi. Kỳ thực lúc đầu ta là không chuẩn bị tự mình đi ra ngoài, thế nhưng... Chúng ta lớp Strickland gia tộc lần này cái này buổi đấu giá lại ngoài dự đoán mọi người nhận được 2-3 món giá trị xa xỉ gì đó. Nếu là muốn phổ thông bán đấu giá sư đến, sợ rằng có chút thiếu thân phận, vì vậy thẳng thắn để ta tự mình lên đây. Mọi người sẽ không có ý tứ đi. Thanh âm hắn rất thong thả, nhưng cũng rất quát cái lỗ tai, nói. Giá trị xa xỉ gì đó. Ở đây tuyệt đại đa số người cũng không nhịn được mạnh sửng sốt, sau đó nhãn thần chợt một sáng lên. Có thể để cho đường đường đại công tước đều cho rằng là giá trị xa xỉ gì đó, sẽ là gì chứ? Không ai phản đối ta đây cứ tiếp tục chủ trì đấu giá. Vì để cho chư vị trong lòng có chút tính, ta lớp Bưu lúc này liền làm một lần người tốt, sớm cho các ngươi tiết lộ tiết lộ. Tùy theo lớp Bưu đại công tước thanh âm lạnh lẽo chậm rãi vang vọng ở bên trong phòng đấu giá, ở đây tuyệt đại đa số mọi người trong lòng một chút bị nhéo lên, sau đó ánh mắt cấp tốc hội tụ tại nơi bán đấu giá đài trên đài cao. Đôi mắt trong quang bạo thiểm. Sau đó chỉ thấy lớp Bưu đại công tước cư nhiên thực sự nói,
nói lúc này đây đấu giá hội sở bán đấu giá đồ vật, ngoại trừ này nhất bàn bàn, cái khác cũng chỉ có 3 món chỉ dùng để đến trấn tràng tử hạch tâm vật. Tuy rằng số lượng nghe rất ít, nhưng lại so với những năm gần đây ở bên ngoài truyền lưu gì đó muốn trân quý hơn. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói kiện thứ nhất, là từ phía trên di rơi xuống cực phẩm tài liệu. Mà kiện thứ hai còn lại là chừng lớn chừng quả đấm máu tổ tinh đá. Cuối cùng nhất kiện, là trước một vị SS cường giả tử vong sau, tự nguyện để lại dị năng bảo tinh, hỏa thuộc tính, phẩm cấp cao tới S cộng cấp. Cái gì, cái này? T. Nhất thời hiện trường đột nhiên vang lên khó có thể tin tiếng kinh hô cùng cũng hút lương khí, hầu như không dám tin tưởng lỗ tai mình trong nghe được nói. Sau đó, toàn bộ u ám bên trong phòng đấu giá thoáng cái lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Từ phía trên di rơi xuống cực phẩm tài liệu, cũng không biết là cái gì, còn chưa tính, có thể máu tổ tinh đá cùng với S cộng cấp dị năng bảo tinh, đó là hạng vô giá bảo vật. Nhất là người trước đây chính là liên huyết tộc đại công tước cấp bậc cường giả cũng không thể không động tâm a. Có thể bọn hắn bây giờ lại nghe được cái gì, lớp Strickland gia tộc, lại muốn xuất ra tới quay bán. Hầu như mọi người, nhất là này huyết tộc gia tộc đều thoáng cái, phanh, động. Không khí hiện trường cũng thoáng cái trở nên cực kỳ ngưng trọng dị thường. Mặt trên, duy có chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đang nghe ba món vật phẩm bán đấu giá thời gian. Chỉ là trong con ngươi mặt ánh mắt hơi khác thường lóe lóe, S cộng cấp hỏa hệ dị năng bảo tinh có thể như vậy được hoan nghênh, trong tay hắn vẫn nhàn rỗi vô dụng S cấp hắc ám hệ dị năng bảo tinh tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng cũng còn là giá trị ít tiền, mà cái gọi máu tổ tinh đá, vừa nghe cũng biết là bọn họ người phương Tây thuyết pháp, vì vậy hắn hiện tại cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Có thể một, khác món, mặt trên để lại cực phẩm tài liệu. Chẳng lẽ, Oviedo công tước, người kia trong miệng mặt trên, chỉ là cái gì? Sau đó chỉ thấy kỳ đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này, có thể nghe nói, Oviedo công tước lại cư nhiên trên mặt hiện ra vẻ do dự lên. Thế nào, không thể nói. Trần Phi nhíu mày một cái, thanh âm có chút lạnh nhạt nói. Cũng không phải không thể nói, chỉ là, ai, quên đi, đây coi như là bí mật gì đi. Trần Tiên Sinh, lớp bưu đại công tước trong miệng mặt trên, là thần ma thế giới. Cảm thụ được Trần Phi ngôn ngữ trong tiếng một chút lãnh ý, Oviedo công tước thân thể hơi run một chút chiến, tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, cười khổ nói ra. Đây là thuộc về bọn họ phương Tây thế giới bí mật, vốn là không nên hướng Trần Phi loại này người Đông Phương nói, chỉ là, sớm hơn 10 hơn trăm năm bọn họ phương Tây thế giới tiền bối lại không đem bí mật này bảo vệ cho. Dẫn đến không ít Đông Phương đỉnh cấp cường giả kỳ thực đều biết, vì vậy hắn bây giờ nói không nói ra, đều không có gì. Thần ma thế giới, mà đang nghe Oviedo nói, Trần Phi tự nhiên nhìn không được sửng sốt một cái. Sau đó chỉ thấy hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người xẹt qua nồng nặc tia sáng kỳ dị. Hắn hình như nghĩ tới điều gì. Mà nhưng vào lúc này, phòng khách quý ngoại phòng đấu giá trên đài cao, lớp bưu đại công tước đã bắt đầu rồi kiện thứ nhất bán đấu giá vật bán đấu giá. Được rồi, bắt đầu đi, để không cho chư vị cảm giác buồn bã như vậy. Kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá tự từ S cộng cấp bậc hỏa hệ dị năng bảo tinh bắt đầu đi. Thứ này chỗ ích lợi gì cũng không cần ta lão gia hỏa này lại nói nhảm nhiều đi. Giá khởi đầu 5.000 ma pháp kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500, bắt đầu đi. Theo lớp bưu đại công tước một tiếng dứt lời, đêm nay đấu giá hội liền chính là bắt đầu rồi. Chỉ thấy kỳ những lời này sau khi nói xong. Phía sau hắn liền có lớp Strickland gia tộc người hầu thận trọng đem dương ra trên đài cửa hàng vải đỏ, sau đó đưa ra một tứ tứ phương phương hộp, mở nắp hộp, chỉ thấy trong đó thịnh phóng theo một khối giúp lớn chừng quả đấm hỏa hồng vật thể, vật kia thể mặt trên tràn ngập rất nặng hỏa diễm ma pháp năng lượng, một tia một luồng như xà vậy dãy giụa, toát ra, hình như có sống mệnh. S cộng cấp dị năng bảo tinh, thực sự là S cộng cấp dị năng bảo tinh, nếu là vận khí tốt. Dùng thứ này là có thể trực tiếp làm ra tới một người S cộng cấp đỉnh hỏa hệ dị năng giả. Tất cả mọi người xôi trào. Bởi vì không có biện pháp, nói 1.000 nói 1 vạn, chỉ có thực lực mới là chân chính thuộc về mình, cũng chỉ có thực lực, mới là bọn hắn vô luận đông tây phương thế giới đều giống nhau, quả đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý. Mà cái này S cộng cấp bậc hỏa hệ dị năng bảo tinh mặc dù là cái đụng vận khí đổ vật, có thể tuyệt đại đa số người sanh ra được chính là nhất người đổ đồ. Không ai sẽ nguyện ý thừa nhận bản thân vận khí kém.
Vì vậy cái này S cộng cấp bậc hỏa hệ dị năng bảo tinh thế nhưng có khả năng có thể trực tiếp tạo ra được một vị S cộng cấp đỉnh cường giả. Ở đây người nào, cái gì thế lực, có thể không động tâm. Coi như là Oviedo công tước loại này đường đường Red gia tộc huyết tộc công tước đỉnh cường giả, ở nhìn thấy bán đấu giá vật S cộng cấp bậc hỏa hệ dị năng bảo tinh lúc, cũng không khỏi thoáng hô hấp thay đổi nặng mấy phần, suy tư về có muốn hay không đem thứ này lấy xuống. Tuy rằng hắn cũng không tin lắm loại này đổ vận khí đổ vật, có thể coi là trực tiếp tạo nên thành một vị S cộng cấp hỏa hệ dị năng giả không quá khả năng, nhưng S cấp bậc cũng còn là có khả năng khá lớn đi. Bằng lương tâm nói, cái này S cấp bậc hỏa hệ dị năng giả, tại bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới nội, thật chưa tính là người yếu. 6.000 ma pháp kim tệ, nhưng ngay khi hắn do dự, S cộng cấp bậc hỏa hệ dị năng bảo tinh đấu giá đã tăng vọt lên. Loại bảo vật này, hiển nhiên cũng không phải một mình hắn muốn. 6.500 ma pháp kim tệ, lập tức có người theo kêu giá. 7.000, thế mà trước giá cả kia cũng còn chưa duy trì một giây, tự lại có mới giá bị hô lên. 8.000, nhưng sau đó có người trực tiếp đem giá thêm đến rồi 8.000. 1.000.000, có người lợi hại hơn, lại trực tiếp tăng giá bỏ thêm 3.000 ma pháp kim tệ. Đêm này còn muốn đụng vận khí, nhặt tiện nghi người thoáng cái cho, làm tỉnh lại. Đến loại trình độ này, nếu không phải chân tránh kẻ có tiền, hoặc đại gia tộc, thế lực lớn, làm sao có thể tranh quá. Bất quá chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng thật ra không tham dự vào thứ này cạnh tranh trong đi. Thứ nhất là hắn chí không ở chỗ này, sợ trong tay ma pháp kim tệ thiếu, thứ hai là bởi vì lấy hắn hiện nay tu vi cùng thực lực, đừng nói là chính là một cái S cấp bậc, coi như là S cộng cấp bậc cũng đều rất khó lại nhập pháp nhãn của hắn. Huống chi ngoại trừ loại phương pháp này ở ngoài, hắn cũng không phải là không có những biện pháp khác có thể tạo ra được có thể so với S cộng cấp bậc dị năng giả cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả. Vì vậy loại vật này với hắn mà nói, trừ phi là vội vã muốn, nếu không quả thực không nhiều lắm lực hấp dẫn. 1.800.000 ma pháp kim tệ. 1.900.000. 2.000.000. S cộng cấp bậc hỏa hệ dị năng bảo tinh đấu giá giới vẫn còn kéo lên, nhưng rõ ràng không có trước thế như vậy mạnh. Cái này cũng không khó lý giải, dù sao ngay cả ba tần gia tộc loại cấp bậc đó thế lực, hốt hoảng dưới đều chỉ có thể góp ra 1.500.000 ma pháp kim tệ, cho Trần Phi bồi tội. Phòng đấu giá này nội cố nhiên có so với ba tần gia tộc cường đại hơn, phong phú hơn có gia tộc thế lực, nhưng này có thể có bao nhiêu ni? Luôn không khả năng không cái hạn độ đi. Sau đó chỉ thấy S cộng cấp bậc hỏa hệ dị năng bảo tinh đấu giá giới càng dài vượt mãn, nhưng sau cùng, còn là như ngừng lại 2.300.000 ma pháp kim tệ giá trên trời mặt trên. Xem như là thành công đốt đêm nay cái này buổi đấu giá kích động mở màn. Bất quá tiếp bán đấu giá vật tự nhiên không có khả năng giống như trước món đó S cộng cấp dị năng bảo tinh như vậy chân quý, nhưng coi như vậy, đương chi sau từng món một vật đấu giá bị bố trí trên bán đấu giá đài bắt đầu bán đấu giá lúc, bầu không khí cũng còn là dị thường nhiệt liệt cùng kịch liệt. Theo liên tiếp kêu giá thanh, từng món một bị đấu giá đi ra, giá đấu giá cách cũng khiến ở đây tuyệt đại đa số mọi người đỏ mắt. Chỉ là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng vẫn kiềm chế theo không xuất thủ. Không phải là hắn cao lãnh, mà là xác xác thật thật tựa như trước nói như vậy, những này phương Tây tu luyện giả trong mắt bảo vật, trong mắt hắn hãy cùng rác dưới vậy, không khác nhau chút nào. Vì vậy hắn hiện tại cũng chỉ có thể thành thật chờ cuối cùng nhất kiện ngọc khí xem có hay không xảy ra chàng. Tiếp muốn bán đấu giá là máu tổ tinh đá, tin tưởng ở đây bằng hữu, nhất là chúng ta huyết tộc, hẳn là đều đúng tên của hắn không xa lạ gì đi. Không sai. Đây chính là trong truyền thuyết từ chúng ta huyết tộc cường đại tổ tiên, trong cơ thể cường đại nhất lấy máu có thể sở xâm nhiễm tảng đá. Nó tác dụng lớn nhất đó là có thể đủ làm chúng ta huyết tộc trong cơ thể huyết năng đạt được tinh lọc, do đó đạt được lực lượng cường đại hơn. Lớp Bưu đại công tước vẫn còn trầm bồng du dương nói. Có thể nhưng vào lúc này, phía sau hắn lớp Strickland gia tộc người hầu đem một khối lớn chừng quả đấm ám hồng sắc tảng đá dùng vải trắng đang cầm ôm lúc tới. Trần Phi trong con ngươi ánh mắt trong lúc lơ đảng quét phía trên tảng đá, liền nhất thời con ngươi đều rụt co rụt lại. Đó không phải là huyết nguyệt đá, hắn trực tiếp từ chỗ ngồi siêu một chút đứng thẳng lên, đôi mắt ở chỗ sâu trong nổ bắn ra tia sáng kỳ dị vẻ. Trần Phi cũng không biết máu này bô giát tại bọn hắn phương Tây thế giới là thế nào truyền thuyết, có thể tại bọn hắn Đông Phương, thậm chí vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa xuống trong trí nhớ, cũng không có một. Không.
chỉ rõ còn đây là một đê giai đỉnh cấp tài liệu luyện khí. Chân quý dị thường, mà loại này tài liệu luyện khí đặc điểm lớn nhất chính là bao dung tính cùng lột xác tính, nếu là có thể đem dung nhập bất luận cái gì nhất kiện thượng phẩm pháp khí trình tự dưới bảo vật, liền có rất lớn tỷ lệ khiến kỳ đẳng cấp trực tiếp bay lên nhất cấp. Thay lời khác nói cách khác, nếu là hắn có thể có được khối này lớn chừng quả đấm huyết nguyệt đá nói, vậy hắn liền rất có thể đem trong tay hạ phẩm pháp khí huyền thạch kính lột xác thành trung phẩm. Mà đến lúc đó, dựa vào trung phẩm pháp khí lệ, lấy hắn hiện nay tu vi cùng thực lực chỉ sợ cũng xem như là chính diện chống lại này nửa bước luyện khí thất trọng, cũng đều không uổng. Còn nếu là hắn có thể tu vi thực lực tiến thêm một bước, đi đến luyện khí thất trọng, chỉ sợ cũng coi là chân chánh luyện khí thất trọng, hắn còn không sợ. Nghĩ đến đây Trần Phi chỉ cảm giác mình môi có chút phát khô, trong con người hiện lên tia sáng kỳ dị, sau đó nhấc lên kiệt nhưng mà độ cung. Máu này bô rát, hắn tình thế bắt buộc. Trần tiên sinh, ngài, chỉ là Oviedo công tước gặp Trần Phi loại phản ứng này, không khỏi một chút ngẩn người, Trần chờ nói. Thứ này ta muốn, Trần Phi cũng không giải thích cái gì, chỉ là có cần hay không nghi vấn cùng cự tuyệt giọng nói nghiêm túc nói. Hắn biết đối phương chỉ sợ cũng đối với cái huyết nguyệt đá có ý tưởng, vì vậy hắn hiện tại phải đem đối phương ý niệm này bỏ đi rơi. Ngài, ta đây đã biết, quả nhiên, Oviedo công tước nghe vậy sửng sốt tốt nửa ngày, hiển nhiên không rõ vì sao Trần Phi đột nhiên đối với bọn họ huyết tộc chí bảo máu tổ tinh đá như vậy cảm thấy hứng thú. Chỉ là, nếu đối phương đều dùng cái loại này không cho cự tuyệt giọng nói, lại thêm nghĩ đến Trần Phi thực lực khủng bố, cuối cùng vẫn tuyển trạch bỏ qua. Dù sao máu này tổ tinh đá tuy rằng vô giá, có thể đối với bọn hắn Brett gia tộc mà nói, nhưng cũng không phải là cái loại này không phải phải dốc hết toàn tộc lực đến cạnh tranh bảo vật. Hơn nữa, coi như là bọn họ Brett gia tộc có ý nghĩ này, nhưng bây giờ lúc này ở phòng đấu giá này nội, lại không chỉ có cả nhà bọn họ. 20000 ma pháp kim tệ. Vì vậy tự sau đó một khắc, trên đài đấu giá lớp Bưu đại công tước cũng còn không kêu lên máu này tổ tinh đá đấu giá giá cùng giá quy định. Lại tự có một đạo thanh âm vội vàng không thêm che giấu vang lên. Mang theo nồng nặc trương dương cùng cuồng ngạo, thậm chí nhỏ hơn tâm địa đi thể hội nói, còn có thể cảm nhận được trong đó uy hiếp. Hiển nhiên ý tứ là hết sức rõ ràng. Máu này tổ tinh đá là của ta, các ngươi ai cũng chớ cùng ta tranh. Nhất thời bên trong phòng đấu giá có chút an tĩnh quỷ dị lên, cũng không phải là bọn họ bị dọa, mà là bọn hắn đang suy nghĩ, đến tột cùng là ai cư nhiên dám lớn lối như vậy. Hơn nữa thanh âm kia, nghe còn giống như có chút tuổi còn trẻ. Đương nhiên thì có người không phục. 20000 ma pháp kim tệ không dậy nổi sao? Ta bố Kenny Dior thúc thúc, chúng ta trên tay đại khái còn có bao nhiêu ma pháp kim tệ? Đây chính là máu tổ tinh đá a, tuyệt không thể buông tha. Một cái phòng khách quý nội nam tử sắc mặt tối tăm cùng cấp thiết hướng về bên cạnh người mở miệng. Ta bố Kenny Dior là gia tộc bọn họ đại quản gia, lần này cũng tự mình cùng hắn tới. Thiếu gia, hay là thôi đi, có thể bị hắn xưng là A bố Kenny Dior lão quản gia lại mâu quang khàn khàn khuyên can nói. Quên đi, vì sao, nam tử kia không rõ. Chúng ta lần này tới, tổng cộng mang theo ma pháp kim tệ cũng chỉ có 24000 mai, coi như hiện tại đi mượn, cũng phỏng chừng tối đa hơn bất quá 30000. Hiện tại khối này máu tổ tinh đá vừa lên đến đã bị gọi vào 20000 ma pháp kim tệ giá trên trời. Trong tay chúng ta mặt như là như thế này 30000 nói, cũng không đủ. Được xưng là A bố Kenny Dior lão quản gia nhàn nhạt phân tích nói. Có thể đó cũng không phải là không có cơ hội a. Thế mà nam tử kia lại tựa hồ như cũng không muốn buông tha, lại rồi hãy nói. Là có khả năng còn có chút cơ hội, có thể, thiếu gia ngươi lẽ nào không nghe được báo giá người, là ai chăng? Có thể theo sát mà được xưng là A bố Kenny Dior lão quản gia lại trầm mặt nói ra nói như vậy. Báo giá người, là ai? Nghe vậy nam tử kia ngẩn người. Lớp Strickland gia tộc đặt mình Đức, Hắc Long Nemesis tôn tử. Lão quản gia kia chậm rãi nói. Cái gì? Nhất thời nam tử kia muốn kiên thủ kiên trì giống như là bị một chậu nước đá tưới xuống vậy, thoáng cái trong lòng dục vọng tự nghiền M không sai biệt lắm. Lớp Strickland gia tộc đặt mình Đức. Hắc Long Nemesis tôn tử, hắn sao có thể không biết tên kia là ai. Hơn nữa hắn còn quả thực không dám chọc a. Cũng trong lúc đó, cùng cái này đồng dạng đối thoại ở cái khác không ít phòng khách quý nội cũng diễn ra. Không có biện pháp, đặt mình Đức hung danh, còn có Hắc Long Nemesis bao che khuyết điểm,
đúng là bọn họ vòng tròn nội bị truyền đi quá nghiêm trọng, quá nghiêm trọng. Vì vậy dẫn đến hiện tại không ai dám đi rủi ro. Ha ha, mà ở thấy tình cảnh này, ta phòng khách quý nội hô lên 20.000 ma pháp kim tệ giá trên trời đặt mìn đức không gì sánh được tự ngạo a cười cười, thật giống như mình lúc này cực kỳ có mặt mũi vậy, không người nào dám cùng hắn đối nghịch. Không ai dám không để cho hắn đặt mìn đức mặt mũi. Mà đây cũng chính là hắn đặt mìn đức lớp Strickland thân phận. Năng lượng, lực chấn nhiếp. Về phần tại sao vật này là bọn họ lớp Strickland gia tộc lấy ra nữa bán, hiện tại hắn cái này lớp Strickland gia tộc đệ nhất thiên tài lại chạy tới mua, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ này cũng không phải bọn họ lớp Strickland gia tộc, mà là có người mượn cơ hội này ủy thác bọn họ lớp Strickland gia tộc giúp đỡ bán. Nhưng ngay khi Brett vẻ mặt ngạo nghễ, đã đem trên đài đấu giá máu tổ tinh đá coi là dễ như chơi lúc, một đạo nhàn nhạt đấu giá thanh, ở không ít người khác thường trong sắc mặt rõ ràng vang lên thêm 1.000. 20.000. Xôn xao. Không phải đâu, lại có người dám cùng đặt mìn đức cướp đồ vật, thiệt hay giả? Cái này có cái gì? Chúng ta không dám, không có nghĩa là ở đây tất cả mọi người không dám. Đặt mìn đức ra ra quả thực lợi hại, có thể cũng không phải tất cả mọi người sợ hắn a. Điều này cũng đúng, bất quá đặt mìn đức hiện tại khẳng định sinh khí đi. Phỏng chừng vừa rồi một hồi, hắn khẳng định đều cho rằng đắc thủ. Hiện trường nhất thời hơi có chút ồ lên. Ai, có đúng hay không không nghe được ta đặt mìn đức thanh âm, lại dám cùng ta cướp đồ vật. Mà ở thấy tình cảnh này, ta phòng khách quý nội đặt mìn đức lớp Strickland sắc mặt lại một lần từ âm trầm xuống, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ hướng vừa rồi truyền ra thanh âm phòng khách quý nhìn lại. Nhưng rất hiển nhiên hắn cũng không có khả năng thấy rõ ràng là ai. 22.000 mai ma pháp kim tệ, giữa lúc đặt mìn đức sắc mặt không gì sánh được xấu xí lúc, lại có người đấu giá. Tựa hồ là một cái nổi danh cường đại huyết tộc gia tộc đại biểu. 22.500 mai ma pháp kim tệ, lại có người đấu giá. 30.000, bất quá nhưng vào lúc này, nhàn nhạt đấu giá thanh cư nhiên vang lên lần nữa, thoáng cái tựu tăng giá 7 đại hơn 7.000 ma pháp kim tệ. Khiến ở đây tất cả mọi người đều có một ít ngây ngẩn cả người. Tràng diện cũng một chút lại yên tĩnh lại. Mà bàn tay này bút đấu giá người không là người khác, chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Đối với huyết nguyệt đá cái loại này siêu cấp lớn mê hoặc phía trước, hắn đương nhiên không có khả năng còn ngốc đến tiết kiệm ma pháp gì kim tệ. Dù thế nào hắn hiện ở trong tay mặt thêm lớp Strickland gia tộc chuẩn bị cho hắn, cùng sở hữu 45.000 mai ma pháp kim tệ, có thể đấu giá được đương nhiên tốt nhất. Nếu toàn bộ hô xong, cũng còn đấu giá bất quá. Chỉ sợ hắn phải chọn dùng một ít cái khác thủ đoạn gì. Tỷ như, cướp. Nói chung liền cùng cuối cùng nhất kiện ngọc khí vậy, máu này bô rát, hắn là không muốn, cũng không có khả năng buông tha. Phu, CK, mà ở thấy tình cảnh này, đặt mìn đức tự nhiên trong nháy mắt sắc mặt âm trầm xấu xí tới cực điểm. Máu này tổ tinh đá tuy rằng chân quý, có thể 30.000 ma pháp kim tệ. Cái này hoàn toàn đã là thiên giới. 30.000 mai ma pháp kim tệ. Có thể nhưng vào lúc này, lại có một đạo xa lạ nữ tiếng vang lên. Hắn trước hình như cũng không có tham dự qua cạnh tranh. Bất quá đang nghe giọng nữ kia, đặt mìn đức lại mạnh trước mắt một sáng lên. Nguyên lai Vivian tiểu thư, thực sự là đã lâu không gặp, đối với người Mỹ lệ ta đặt mìn đức thế nhưng vạn phần tưởng niệm a. Vivian tiểu thư ngươi cũng cần khối này máu tổ tinh đá sao? Vậy nếu không nhưng mà để ta tặng cho ngươi. Tốt biểu thị một chút trong lòng ta đối với ngươi tưởng niệm đã lâu tâm tư. Xin cho ta đặt mìn đức cơ hội này, được không? Sau đó chỉ thấy kỳ khóe miệng buộc vòng quanh cười, nói trong lúc bất chợt trở nên rất yêu nhã nói. Xôn xao? Cái gì, Vivian tiểu thư, chẳng lẽ là Vân Duy Nhã gia tộc Vivian? Ta nhớ kỹ hắn tổ mẫu là Vân Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu đi. Vâng Duy Nhã gia tộc chính là hiện nay Âu Châu 11 đại mafia gia tộc trên mặt nổi cực mạnh, chỉ có trong truyền thuyết SSS cường giả hoặc là huyết tộc thân vương, mới có tư cách trở thành cần gia tộc đầu sỏ. Không phải là nàng là ai? Không nghĩ tới lần này liên hắn cũng đích thân tới. Bất quá cái này đặt mìn đức thật đúng là bỏ được, giá trị hơn 30.000 ma pháp kim tệ máu tổ tinh đá, nói đưa cho hắn sẽ đưa. Ngươi biết cái gì? Cái này Brett không biết bao nhiêu năm trước cũng đã bắt đầu truy cầu Vivian. Nếu là hai người này có thể tiến tới với nhau, không nói khác, tối thiểu lớp Strickland gia tộc vạn tư trưởng lão phái nào, khẳng định cũng sẽ bị muốn đè xuống.
Vậy nếu là chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta Âu Châu hắc ám thế giới chẳng phải là muốn thời tiết thay đổi. Nhất thời hiện trường có chút một mảnh ồ lên, thật giống như có một tảng đá lớn bị đầu nhập vào bình tĩnh đến trong hồ vậy, khiến rất nhiều người trong lòng đều nhấc lên vạn trượng ba động. Vâng Duy Nhã gia tộc, chính là hiện nay Âu Châu 11 đại mafia gia tộc trên mặt nổi cực mạnh gia tộc, cùng cái này giấu giếm thực lực lớp Strickland gia tộc thật nói không tốt ai mạnh ai yếu. Mà bây giờ, Vâng Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu một vị duy nhất tôn nữ, Vivian Vâng Duy Nhã tiểu thư, dĩ nhiên cũng đúng máu này tinh đá có hứng thú. Xem ra vật này là khẳng định không ai dám tiếp tục tranh nữa xuống phía dưới. Không nói Vivian tiểu thư tổ mẫu, đường đường Vâng Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu. Liền nói vậy bây giờ lúc này đã cho thấy, thái độ, đặt mìn đức, thì có ai dám ở vào thời điểm này xúc hắn chân mày. Đó không phải là muốn chết sao? Người đã đều nói như vậy, vậy được rồi. Sau đó giọng nữ kia lại vang lên lần nữa, lại tiếp nhận rồi đặt mìn đức đề nghị. Bất quá cái này cũng không khó lý giải, dù sao đây chính là hơn 3 vạn ma pháp kim tệ, có thể tiết kiệm đương nhiên là tốt nhất lạc. Mà đặt mìn đức đang nghe đối phương nói như vậy, nhất thời cả người đều tốt giống như bị đánh máu gà vậy, vô cùng kích động, vội vã lại đang hô lên đấu giá giới ta đặt mìn đức ra giá, 3.1500 mai ma pháp kim tệ. Hắn những lời này tận lực nói rất chậm, làm cho nghe được thanh thanh sở sở, cũng để cho người nghe rõ trong đó uy hiếp. Ai dám sẽ cùng hắn tranh? Nhất thời hiện trường tất cả mọi người trầm mặc. Ở trải qua so sánh sau, coi như là vài đại uy danh hiển hách huyết tộc gia tộc, cũng vẫn không nguyện liền vì một khối máu tổ tinh đá mà đồng thời đắc tội lớp Strickland gia tộc đặt mìn đức, cùng với Vâng Duy Nhã gia tộc Vivian. Chân thực có chút quá không đáng. Vì vậy bọn họ cũng liền tất cả câm miệng không lại tiếp tục đấu giá. Ha ha, mà ở thấy tình cảnh này, đặt mìn đức tựa hồ lại tìm được rồi ban đầu. Lúc ban đầu cái loại này rất có mặt mũi cảm giác. Ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo mạn cùng tự phụ, thật giống như bản thân rất nghiu ép vậy. Ta ra 3.2000 mai ma pháp kim tệ. Có thể tiếp lại một nói nhàn nhạt đấu giá thanh không hề bận tâm vang lên, lại khiến đặt mìn đức trên mặt thần sắc trực tiếp cứng lại rồi. Sau trở nên không gì sánh được không gì sánh được không gì sánh được không gì sánh được xấu xí. Hắng giọng, âm trầm tới cực điểm. Hắn. Đặt mìn đức lớp Strickland, từ nhỏ liền sinh trưởng tại đây Âu Châu đại lục xưa nhất, cũng từng nhất huy hoàng lớp Strickland bên trong gia tộc. Gia gia là huyết tộc đại công tước đỉnh cường giả. Hắn mình bây giờ cũng bằng vào thiên phú của mình cùng nỗ lực, trở thành bên trong gia tộc trẻ tuổi nhất huyết tộc công tước, ai dám không tôn kính hắn, không để cho hắn đặt mìn đức mặt mũi. Lúc đầu cho rằng lấy thân phận của hắn, địa vị, tu vi, thực lực, bắt máu này tổ tinh đá tuyệt đối là dễ dàng. Chuyện dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ tới bây giờ đã có người dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, không nhìn hắn đặt mìn đức trước nói những ngôn ngữ kia cùng thái độ, muốn cùng hắn đặt mìn đức cướp đồ vật. Hắn đặt mìn đức lớp Strickland làm sao từng ăn xong bực này biết. Hơn nữa hiện tại để cho hắn khó có thể chịu được là, hắn nhưng bây giờ thế nhưng ở vẫn ra sức đeo đuổi Vivian trước mặt như vậy mất mặt. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Phu. CK, cũng dám trước mặt mọi người như thế không để cho ta đặt mìn đức mặt mũi, cũng đừng làm cho ta biết ngươi là ai, nếu không, ta nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Hối hận sanh ra ở trên đời này, sau đó chỉ thấy đặt mìn đức trong mắt lộ ra một tia ánh mắt oán độc, mạnh lại kêu giá. Ta ra 3.3000 mai ma pháp kim tệ. Đã có thể sau đó một khắc, Trần Phi bình thản đấu giá thanh lại tiếp tục vang lên ta ra 3.4000 mai ma pháp kim tệ. Ai, người có đúng hay không muốn tìm cái chết? Đạt mìn đức trong nháy mắt nổi giận, lại hét lớn. Mà đạt mìn đức chắc lần này nộ, cũng để cho bên trong phòng đấu giá trong nháy mắt bầu không khí tựu trở nên có chút ngưng trọng cùng quỷ dị. Không ít người trên mặt thần sắc đều là lạ, thậm chí nhãn thần ở chỗ sâu trong mang theo khó có thể tin cùng giật mình. Không nghĩ tới thì có người thật dám như thế không để cho đạt mìn đức mặt mũi, như vậy khiêu khích hắn. Hơn nữa. Lúc này nhưng vẫn là có khác cái Vâng Duy Nhã gia tộc Vivian A. Này, các ngươi nghe được đấu giá người là ai không? Lại dám thật như vậy không để cho đặt mìn đức mặt mũi. Đúng vậy, không nghe được Brett nói, hắn máu này tổ tinh đá đấu giá xuống tới có thể là vì đưa cho Vivian tiểu thư. Lẽ nào người nọ liên Vivian tiểu thư cũng dám đắc tội? Dám đồng thời đắc tội lớp Strickland gia tộc đặt mìn đức,
còn có Vâng Duy Nhã gia tộc Vivian. Cũng không biết người nọ là ngu xuẩn ni, còn là gan lớn. Hiện trường cũng nhất thời một mảnh ồ lên. Bất quá tiếp phát sinh tất cả, càng để cho bọn họ ồ lên. Không có tiền tự cút sang một bên, bớt ở cái này mất mặt xấu hổ. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tựa hồ cũng có chút không nhịn được, lại theo sát mà nói như vậy. Nhất thời toàn bộ bên trong phòng đấu giá trở nên do như yên tĩnh như chết. Vô luận là các đại gia tộc đại biểu, thế lực khắp nơi lớp người già, tiểu bối, thậm chí ngay cả bị chỉ mặt gọi tên mắng cút sang một bên đặt mìn đức, đều vẻ mặt không dám tin nhìn Trần Phi chỗ ở cái kia phòng khách quý. Bọn họ thế nào cũng không thể nào tin nổi cái lỗ tai vừa mới nghe được tất cả. Ở Âu Châu, tại đây Percy Đại Hạp Gốc, thậm chí tại đây lớp Strickland gia tộc Hang Ổ, cư nhiên thật có người dám như thế trực tiếp, phiến, đặt mìn đức lỗ tai, nhượng hắn lăn, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, đây quả thực đây quả thực. Ngay cả Oviedo công tước lúc này cũng có chút bị Trần Phi loại thái độ này sợ ngây người. Sau đó chỉ thấy Kỳ do dự dự, trần chờ nói Trần tiên sinh, ngươi, ta. Hiển nhiên, coi như là bọn họ đặt mìn đức gia tộc, ở đồng thời đối mặt lớp Strickland gia tộc đặt mìn đức, cùng với Vâng Duy Nhã gia tộc Vivian lúc, cũng còn là cố kỵ nhiều lắm, cần suy nghĩ dưới. Không có biện pháp, nếu đơn thuần chỉ là đặt mìn đức, Vivian, bọn họ đến không có vấn đề, cũng sẽ không kiêng kỵ, nhưng vấn đề là hai người bọn họ sau lưng bối cảnh nhưng có chút quá kinh khủng. Một là, Hắc Long, Nemesis đồ đệ, một cái càng Vâng Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu một vị chắt gái. Loại trình độ đó, coi như là bọn họ đặt mìn đức gia tộc cũng thật không dám chọc a. Vì vậy nếu không có chân thực cần phải, bọn họ là thật không nguyện cùng đối phương phát sinh loại này trực tiếp, ngay mặt xung đột. Oviedo công tước, các người Brett gia tộc nếu tin tưởng ta, tự ngồi ở đây đừng nói chuyện. Nếu không ngươi nếu sợ liên lụy nói, hiện tại từ nơi này đi ra ngoài cũng có thể. Có thể ngay sau đó Trần Phi sở lạnh lùng nói ra, lại khiến Oviedo công tước sắc mặt lại thay đổi nữa. Không phải là, Trần tiên sinh ta không phải là ý đó. Chỉ là, Trần tiên sinh, đặt mìn đức phía sau là lớp Strickland gia tộc, Hắc Long, Nemesis, chúng ta huyết tộc thân vương cảnh giới dưới, không ai là đối thủ của hắn. Còn có Vivian, càng Vâng Duy Nhã gia tộc nhiều á bà cháu gái, đây chính là một vị chân chân chính chính vĩ đại thân vương, vì vậy, để một khối máu tổ tinh đá, thật đáng giá không? Oviedo công tước nói xong lời cuối cùng cũng thẳng thắn thả, giản đơn trắng ra nhíu mày nói. Không có biện pháp, một huyết tộc đại công tước đỉnh vô địch, một vị khác thẳng thắn trực tiếp hơn là trong truyền thuyết huyết tộc thân vương, có hai người này bối cảnh, liền vì một khối máu tổ tinh đá, thật đáng giá như vậy cùng tóc sinh xung đột sao? Đương nhiên đáng giá. Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy lại cười, theo sát mà hơi híp mắt, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái lạnh lẽo độ cung, nói ta hiện tại thế nhưng vẫn còn cầm tiền ở theo chân bọn họ mua, nhưng nếu là những tên kia thật như vậy không biết thú, vậy cũng chớ trách ta cũng không tuân quy củ. Thân vương, hai người bọn họ nếu nghĩ ra đầu, vậy đi thử một chút. Nghe thế, Oviedo công tước trên mặt nhất thời nổi lên thần sắc bất khả tư nghị, sau đó ánh mắt không gì sánh được kinh dị cùng kinh động mạnh tập trung ở Trần Phi trên người, có chút run, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Trần Phi lời này có ý tứ, chẳng lẽ, tốt, tốt, đừng làm cho ta đặt mìn đức biết ngươi là ai, nếu không, ta tuyệt đối là hối hận sanh ra ở trên thế giới này. Ta ra 3.500.000 mai ma pháp kim tệ. Đặt mìn đức lúc này đây rất hiển nhiên tức giận rồi, một bên mặt âm trầm lại báo ra giá, một bên hướng sau lưng lớp Strickland gia tộc người hầu vẫy vẫy tay, giọng nói lạnh như băng nói đi tra cho ta một chút, món đó quý khách bên trong phòng là ai. Ta cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy, dám theo ta đặt mìn đức làm như vậy đúng. Vâng, người nọ ngay tức khắc đi thăm dò. Đi tìm đặt mìn đức người hỏi thăm một chút, đến tột cùng là ai lại dám hỏng ta Vivian thật là tốt chuyện. Cùng lúc đó, một gian khác quý khách bên trong phòng, một vị ăn mặc khả ái thẻ hoa y công chúa trang, trải xong đuôi ngựa tông phát nữ tử, mặt lạnh hướng người bên cạnh nói rằng. Lúc nói chuyện, từ trong cơ thể nàng còn có hắn cặp kia cùng thường nhân không quá vậy mắt, hầu như đồng thời hiện ra giống như là hỏa diễm vậy, màu đen đồ vật, có thể dùng toàn bộ phòng khách quý đều chợt ấm lên. Vâng, vâng, Vivian tiểu thư, ta ngay tức khắc đi làm. Người bên cạnh nơm nớp lo sợ ứng tiếng, sau đó vội vội vàng vàng ly khai phòng khách quý. Hắn biết,
Mỗi khi Vivian tiểu thư không khống chế được trong cơ thể địa ngục hỏa lúc, vậy liền ý nghĩa hắn động sát cơ. Căn phòng kia không phải là Oviedo, hắn có phải điên rồi hay không? Dung túng người Đông Phương đắc tội đặt mình đức còn chưa tính, bây giờ còn dám đem Vivian nguy hiểm nữ nhân cũng thêm vào. Lẽ nào hắn không biết điều này tạo thành hậu quả gì? Coi như là bọn họ Brett gia tộc, cũng sẽ không ngu xuẩn đến đồng thời trêu chọc Nemesis còn có nhiều á bà đi đồng dạng. Bên trong phòng đấu giá lớp Strickland gia tộc Barbie đi công tước tựa hồ nghe ra tới Trần Phi thanh âm, nhíu khó có thể tin nói. Hiện tại chuyện này phát triển, đã hoàn toàn có chút nhượng hắn khó có thể hiểu. Trần Phi tự nhiên sẽ không đi quan tâm mình bây giờ loại này cử động đến tột cùng đưa tới bao nhiêu oanh động, cùng với bây giờ nhìn lại, tựa hồ đặt mình đức còn có Vivian đều đã đúng trong lòng của hắn nổi lên sát khí. Có thể coi là hắn đã biết, thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu còn có thể sợ? Điều này hiển nhiên là tuyệt không khả năng. Sau đó chỉ thấy kỳ lại đấu giá nói 3.6 vạn. Vẫn là câu nói kia, máu này bô rát, vô luận dùng phương pháp gì, hắn tình thế bắt buộc. 3.7 vạn, đặt mìn nước lại ra giá, khớp hàm cắn thật chặt. 3.8 vạn, Trần Phi còn là như trước giọng nói bình thản. 3.9 vạn, đặt mìn nước như cắn người khác như dã thú lạnh lẽo giống ra, bởi vì này giá đã đi đến hắn cực hạn. 4 vạn. Rốt cục chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng có chút náo loạn, nguyên bản bình an đang nói, cũng vào lúc này có vẻ có chút lạnh lẽo. Dù sao phải biết rằng, máu này bô rát cũng chỉ là hắn đêm nay vui mừng ngoài ý muốn, mà hắn lúc đầu mục đích, là vì cuối cùng nhất kiện ngọc khí tới. Vì vậy nếu hiện vào lúc này đem ma pháp kim tệ đều dùng hết rồi, vậy hắn như thế này còn lấy cái gì đấu giá? Bất quá 4 vạn ma pháp kim tệ đến cũng xác xác thật thật đã là thiên giới. Giá tiền này nếu là lại thêm một chút, đều có thể trực tiếp mua được 2 cái S cộng cấp bậc dị năng bảo tinh, nếu là vận khí tốt một điểm, thậm chí đều có thể trực tiếp tạo ra được 2 vị S cộng cấp đỉnh phong dị năng giả cường giả. Mà bây giờ ngày như vậy giới lại bị dùng để đấu giá một khối máu tổ tinh đá. Tuy rằng máu này tổ tinh đá quả thực chân quý, nhưng lại cũng thật không giá trị 4 vạn ma pháp kim tệ nhiều như vậy a. Ta, đặt mìn nước mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được vặn vẹo. Dữ tợn, cũng dị thường xấu xí. Thậm chí sau đó đều có thể nhìn thấy 2 tay hắn nắm chặt thành quyền đầu, 2 mắt hầu như muốn phun ra lửa. Nhưng lại vẫn không thể nào tiếp tục hô lên giới, 3.9 vạn thật đã là hắn cực hạn. Mà nhưng vào lúc này, hắn phái đi ra người lại đột nhiên quay trở về hắn căn này quý khách gian. Đặt mìn đức thiếu ra, ta đã điều tra rõ ràng, gian phòng khách quý khách nhân ký tên là Brett gia tộc Oviedo công tước. Trước cùng người từng có xung đột người Đông Phương, hình như đã ở phòng khách quý nội. Hắn báo cáo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người nói là bọn họ, nghe vậy đặt mìn đức cả người run lên, theo sát mà trên mặt tựu nổi lên ngoài ý muốn cùng vẻ kinh dị, không nghĩ tới cái này gan lớn đến dám cùng hắn đặt mìn đức đối nghịch lại là trước không biết trời cao đất rộng người Đông Phương, sau đó chỉ thấy trên mặt hắn thần sắc. Cấp tốc bị nồng nặc dữ tợn cùng tàn nhẫn cười nhạt thay thế, lau một cái lành lạnh lập tức tự bừng lên muốn nói như vậy vậy hoàn hảo. Lại dám theo ta đặt mìn đức cướp đồ vật, cũng không sợ có mệnh cầm mất mạng dùng. Đặt mìn đức thiếu ra, ta vừa rồi nghe được một việc mà. Bất quá hắn phái đi ra người lại nhìn không được mở miệng nói. Chuyện gì? Chính là, hình như vạn tư nguyên lão bên kia có mượn hơi những người đó ý tứ. Theo trước khi nói Barbie đi công cụ từng lén cùng những người đó thấy. Bị hắn phái ra đi điều tra người ngay tức khắc đưa hắn biết đến lại nói ra. Thiếu gia, chuyện này sợ rằng được thận trọng suy tính một chút. Oviedo phía sau tất lại còn có cái Brett gia tộc, coi như kỳ thực lực theo chúng ta lớp Strickland gia tộc không so được, nhưng là tuyệt không có thể bỏ qua. Vạn nhất động Oviedo mà dẫn đến toàn bộ Brett gia tộc đều theo chúng ta quan hệ ác liệt lên, thậm chí kéo lại cự ly. Bị mượn hơi đến vạn tư nguyên lão bên kia đi, thì phiền toái. Phòng khách quý nội, một cả người khí tức mạnh mẽ lão giả cũng chậm rãi mở miệng nói. Còn đây là một vị huyết tộc công tước đỉnh thực lực cường giả. Xưng là Brett Gia Gia, Hắc Long Nemesis cái này nhất phái hệ kiện tướng đắc lực một trong. Đỗ mã người thúc thúc người quá cẩn thận, đặt mìn nước bên trong gia tộc lại không phải chân tránh bền chắc như thép. Rồi hãy nói ta đây lần cũng chỉ là dọn dẹp một chút vậy không biết nói trời cao đất rộng người Đông Phương mà thôi, Oviedo, nhiều lắm cũng chính là cho hắn một bài học, có thể có vấn đề gì.
Rồi hãy nói lần này người Đông Phương thế nhưng liên Vivian đều đắc tội, Oviedo coi như là lại ngu xuẩn, cũng không có khả năng đồng thời dám đắc tội ta cùng Vivian đi. Đạt Minh Đức lúc nói lời này tràn đầy tự phụ. Sau đó chỉ thấy Kỳ hơi dừng lại một chút, trên mặt hiện ra lau một cái khinh miệt cùng cười lạnh nói đến mức Vạn Tư Nguyên lão, hanh. Chờ ra ra ta thành công đột phá đến chúng ta huyết tộc trong truyền thuyết thân vương cảnh giới, hắn còn có thể tính gì chứ? Nghe thế hơi thở kia mạnh mẽ lão giả không nói. Đúng vậy, Oviedo coi như là lại ngu xuẩn, cũng tuyệt không khả năng đồng thời đắc tội Đạt Minh Đức còn có Vâng Duy Nhã gia tộc Vivian. Coi như hắn thật có loại này lá gan, phía sau hắn Brett gia tộc cũng không có khả năng vì hắn xuất đầu đi. Dù sao bọn họ lớp Strickland gia tộc Hắc Long Nemesis Nguyên Lão, cùng với Vâng Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu hơn Á bà, đây cũng không phải là đùa giỡn. Một cái trong truyền thuyết thân vương cảnh giới dưới vô địch, một cái càng trong truyền thuyết chân chính huyết tộc thân vương cường giả. Ai có to gan như vậy dám tùy tiện trêu chọc. Ngươi, đi cho ta đem Brett gia tộc gian phòng khách quý vững vàng nhìn chằm chằm, chỉ cần người Đông Phương vừa ra tới, tự ngay tức khắc cho ta biết. Còn có lại tìm cá nhân đi Vivian phòng khách quý một chuyến, cho nàng nói một tiếng, đấu giá người theo ta Đạt Minh Đức có cửu oán, vì vậy ta sẽ đích thân giết hắn. Sau đó sẽ đem khối kia máu tổ tinh đá thu hồi lại đưa cho hắn. Mặt khác sẽ cùng hắn nói lại Vạn Tư Nguyên lão bên kia động tác. Sau đó chỉ thấy Đạt Minh Đức vung tay lên, khuôn mặt khinh miệt lại hạ lệnh. Tại đây Âu Châu, ngoại trừ số ít vài người, cái khác dám không để cho hắn Đạt Minh Đức mặt mũi, thậm chí cùng hắn Đạt Minh Đức đối nghịch người, không là chết, chính là còn không có sinh ra. Vì vậy lần này hắn cũng thật muốn nhìn một chút. Vậy không biết nói trời cao đất rộng người Đông Phương, có thể từ trong tay hắn mặt hắn rơi. Ha ha! Sau đó chỉ thấy Kỳ khóe miệng nổi lên châm chọc cùng lạnh lẽo độ cung. Vẻ mặt cười nhạt. Mà đang ở Đạt Minh Đức chỗ phòng khách quý nội chính tiến hành lần này đối thoại lúc, phòng khách quý ngoại bên trong phòng đấu giá, lớp bưu đại công tước trong tay cây búa đã hạ xuống, tuyên bố máu tổ tinh đá huyết nguyệt đá từ XXX đấu giá đạt được. Nhất thời hiện tại hơi có chút xôn xao. Không phải đâu, Đạt Minh Đức cư nhiên không có lại tiếp tục tranh đi xuống. Hắn không phải nói muốn đem khối này máu tổ tinh đá chụp được đến, đưa cho Vâng Duy Nhã gia tộc Vivian. Cái này, không nghĩ tới Đạt Minh Đức tên kia lại còn có ngày hôm nay, nhận túng. Hắn đến mức dưới khẩu khí này sao? Nghẹn không dưới có thể thế nào? Hiện tại khối kia máu tổ tinh đá đấu giá giới đều đã đi đến 4 vạn ma pháp kim tệ giá trên trời, coi như là hắn Đạt Minh Đức. Sợ rằng trong tay cũng không có nhiều hơn đi. Nếu không hắn làm sao có thể sẽ buông tha. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, ta cảm thấy lấy hắn Đạt Minh Đức tính cách, tuyệt không khả năng như thế tùy tùy tiện tiện tựu đơn giản quên đi. Ta xem người nọ là có mệnh mua, mất mạng dùng a. Ý của ngươi là, không thể nào, cái này nếu truyền đi, về sau ai còn dám theo chân bọn họ lớp Strickland gia tộc giao tiếp. Không tin, không tin đến lúc đó ngươi tựu hãy chờ xem. Nhất thời hiện trường đều vang lên mọi việc như thế ầm ĩ thấp giọng nghị luận. Có mấy lời cực kỳ chói tai. Xem ra hiển nhiên bọn họ còn là rất hiểu rõ Đạt Minh Đức, minh bạch lấy hắn cái loại này tính cách, tì vết nào tất báo, lòng dạ chật hẹp, hôm nay bị người trước mặt mọi người đoạt đồ vật, còn đã đánh mất mặt mũi, làm sao có thể tự tùy tiện như vậy quên đi. Chớ nói chi là hiện tại chuyện này còn liên lụy đến một vị khác đại nhân vật. Vâng Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu hơn Á bà chắt gái, Vivian. Đến tột cùng ai lá gan lớn như vậy, dám đồng thời cùng hai người bọn họ cùng nhau đối kháng. Hanh! Mà vào lúc này, gặp trên đài đấu giá lớp bưu đại công tước đem máu tổ tinh đá phái cho những người khác, ta phòng khách quý nội trải xong đuôi ngựa thẻ hoa y đầu hình, mắt to cực kỳ ngây ngô manh Vivian lại nhịn không được hừ lạnh một tiếng, mặt cười rất là âm trầm, hắng giọng. Không nghĩ tới máu tổ tinh đá vẫn bị những người khác cho chụp đi. Phải biết rằng nếu là hắn có thể đem khối kia máu tổ tinh đá cầm đến, chỉ sợ cũng xem như là lập tức bắt đầu trùng kích bọn họ huyết tộc công tước đỉnh cảnh giới, cũng. Ít nhất, có 8-9 thành trở lên bao vây, nhưng bây giờ đồ vật lại bị người khác cho chụp đi, có thể nào cao hứng lên. Dĩ nhiên, lúc đầu hắn là có thể bản thân tiếp tục đấu giá, nhưng 4 vạn ma pháp kim tệ loại giá này cách, lại xác xác thật thật quá cao. Coi như bọn họ Vâng Duy Nhã gia tộc gia đại nghiệp đại, có tiền, có thể cũng không phải như thế hoa a. Vì vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn buông tha.
Nhưng ngay hắn lúc này trong lòng thập phần căm tức, phòng khách quý ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Chính là Đạt Mìn Đức người tới rồi. Sau đó chỉ thấy Kỳ đem Đạt Mìn Đức nói chuyển cáo cho Vivian. Nghe được Đạt Mìn Đức phái người đến chuyển cáo nói, Vivian lúc này mới sắc mặt dễ nhìn mấy phần, chậm rãi gật đầu nói được rồi, ta đã biết. Chờ người Đông Phương từ Đạt Mìn Đức gia tộc phòng khách quý sau khi đi ra, cũng lập tức phái người cho ta biết một tiếng. Đạt Mìn Đức người ngay tức khắc gật đầu ẩn thân. Sau chỉ thấy Kỳ cung kính lui ra. Tiểu thư, cái này Brett gia tộc theo chúng ta Vâng Duy Nhã gia tộc đều là tam đại mafia đại một trong những gia tộc, tư để hạ Kỳ thực lực còn là rất lợi hại, để một khối máu tổ tinh đá, thật có cần phải. Người nọ đi rồi, có một nhìn lớn khái hơn 50 tuổi nữ tử đi tới Vivian bên người, thấp giọng nhắc nhở. Nữ nhân này toàn thân khí tức cũng rất đáng sợ, lại bất ngờ cùng A trên đài lớp Bill vậy, đạt tới huyết tộc đại công tước trình tự. Mai Lơ Sa bà, hiện tại rõ ràng là Brett gia tộc không cho chúng ta mặt mũi. Bọn họ biết rất rõ ràng là ta Vivian muốn khối kia máu tổ tinh đá, còn tiếp tục tranh cái gì. Hơn nữa, coi như Đạt Mìn Đức gia tộc theo chúng ta Vâng Duy Nhã gia tộc đặt song song làm cho này Âu Châu Tam Đại Mafia một trong những gia tộc, nhưng cho tới nay, bọn họ Brett gia tộc đều là thực lực chân chính yếu nhất một cái, vì vậy có gì phải sợ. Hanh, có thể Vivian nghe vậy lại tùy ý khoát tay áo, vẻ mặt khinh miệt nói. Hắn thấy, cái gì cái gọi là Brett gia tộc căn bản cũng không có tư cách cùng bọn chúng Vâng Duy Nhã gia tộc đặt chung một chỗ tương đối. Vì vậy lần này nếu là bọn họ biết điều, vậy hoàn hảo, nhưng nếu là không biết điều, vậy, ha ha. Mà nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng đã lấy được khối kia hắn chuyến này vui mừng ngoài ý muốn huyết nguyệt đá. Hơn nữa nói lớp Strickland gia tộc Babidi công tước tự mình cho đưa tới. Oviedo công tước, thanh niên nhân, chúc mừng các ngươi đấu giá được khối này máu tổ tinh đá. Babidi công tước vừa tiến đến liền hướng theo Oviedo chắp tay. Nhưng trên thực tế, mắt cùng với giọng nói cũng hướng phía Trần Phi bên kia đi. Bởi vì hắn đã hiểu, trước cùng Đạt Mìn Đức còn có Vivian đấu giá thanh âm của người, chính là Trần Phi. Mà đang nghe Babidi công tước chúc mừng, Trần Phi con người hơi lóe lóe, sau đó nghiêng người sang đến giơ tay lên khẽ cười nói đa tạ Babidi công tước, người chúc mừng. Trần Phi chuyến này, càng là hoàn toàn tọa thật, hắn chính là cùng Đạt Mìn Đức, Vivian đấu giá cạnh tranh người. Sau đó chỉ thấy Babidi công tước con người hơi lóe lên, trên mặt theo sát mà hiện ra lau một cái lo lắng nói thanh niên nhân, tuy rằng ngươi thành công đấu giá được khối này máu tổ tinh đá, đáng giá chúc mừng, nhưng có câu ta còn là muốn lén nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi vừa rồi như thế một lộng, sợ rằng đồng thời đem chúng ta lớp Strickland gia tộc Đạt Mìn Đức, còn có Vâng Duy Nhã gia tộc Vivian, đều đắc tội. Đây chính là nhất kiện rất nghiêm trọng, chuyện rất nguy hiểm, các ngươi phải sớm làm quyết định. Nói đến đây, hắn còn không từ đem nhãn thần lén nhìn về Oviedo. Hắn thấy, Brett gia tộc phải là người Đông Phương dựa, có thể, coi như là Brett gia tộc, lần này cũng sợ rằng có chút vô lực đi. Ha ha, đa tạ Babidi công tước ngài nhắc nhở cùng hảo ý. Bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta, nếu ta có lá gan cùng bọn họ tranh, tự nhiên cũng sẽ không sợ bọn họ. Nói chung dù thế nào bọn họ nếu thức thời hoàn hảo, không cảm thấy được. Vậy đến lúc đó thuận tiện cùng nhau thu thập đi. Nhưng sau đó chỉ thấy Trần Phi ha hả cười cười, lời nói ra trực tiếp khiến Babidi công tước trên mặt thần sắc cứng một chút. Thuận tiện cùng nhau thu thập đi. Hắn vốn là hảo tâm nhắc nhở, lại không nghĩ rằng từ Trần Phi trong miệng có thể nghe thế loại trả lời thuyết phục. Đem Đạt Mìn Đức còn có Vivian cùng nhau thu thập. Cái này, hắn không có há to mồm, nửa ngày đều nói không ra lời. Không có biện pháp. Cái này Đạt Mìn Đức còn có Vivian không chỉ có tự thân thực lực tựu đã đạt đến bọn họ huyết tộc công tước cảnh giới, hơn nữa bên cạnh cũng còn theo thực lực cường đại hơn người theo đuổi, huyết tộc công tước đỉnh thậm chí đại công tước. Đồng thời cái này đều còn chưa phải là trọng điểm là bọn hắn địa vị càng dọa người, một là bọn họ lớp Strickland gia tộc, Hắc Long, Nemesis nguyên lão, thân vương cảnh giới dưới vô địch. Một cái khác tắc càng Vâng Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu hơn Á bà. Trong truyền thuyết chân chính huyết tộc thân vương cường giả. Vì vậy tại bọn hắn Âu Châu, hầu như không ai dám đồng thời đắc tội Đạt Mìn Đức, Vivian hai người bọn họ, bởi vì bọn họ sau lưng chỗ dựa vững chắc cũng làm cho sợ, không thể trêu vào. Nhưng bây giờ, ở trước mặt hắn cái này Đông Phương tiểu tử lại nói gì đó.
lẽ nào hắn không biết đặt mình đức, Vivian chỗ dựa vững chắc là ai? Mà đang ở hắn ngây người, Trần Phi cũng đã không xen vào nữa hắn suy nghĩ gì, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói Barbie đi công tước, không biết máu tổ tinh đá ta lúc nào có thể bắt được. Đồ vật ta đã đưa tới, chỉ cần ma pháp kim tệ cũng đủ, tiện tay đều có thể. Barbie đi công tước cái này mới chậm rãi bừng tỉnh, vừa nói, một bên làm cho từ phía sau mang lên một hộp, mở nắp hộp, chính là khối kia lớn chừng quả đấm máu tổ tinh đá lẳng lặng nằm ở trong đó, trôi đi ra ngoài khí tức khiến Trần Phi mạnh trái tim đều hưng phấn đều nhảy giật mình. Hiển nhiên vật này là thật được, còn nếu là hắn đem cầm đến, chỉ sợ hắn trong tay huyền thạch kính là có thể thành công lột xác thành trung phẩm pháp khí. Oviedo công tước, làm phiền ngươi. Sau đó chỉ thấy Kỳ chậm rãi nói. Nghe vậy Oviedo công tước liền ngay tức khắc từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng về Barbie công tước nói rằng Barbie đi, ma pháp kim tệ ở các ngươi lớp Strickland gia tộc trong kho hàng mặt. Chúng ta bây giờ cùng đi xác nhận một chút. Tốt, không thành vấn đề. Barbie đi công tước nhìn thấy một màn này không khỏi nhãn thần ở chỗ sâu trong có chút kinh dị quét một vòng Trần Phi, lại quét một vòng Oviedo công tước, sau đó chỉ thấy Kỳ hướng phía sau bưng máu tổ tinh đá người hầu phất phất tay, nói đem đồ vật lưu lại đi. Tuy nói dựa theo phòng đấu giá quy củ, vậy đều là tiền trao cháo múc. Có thể bọn họ lớp Strickland gia tộc hàng đầu, hơn nữa những ma pháp kia kim tệ lại là tồn ở gia tộc bọn họ thương khố nội, vì vậy chẳng làm đẹp giờ tư thái quên đi. Sau đó chỉ thấy hắn dẫn Oviedo công tước đi ra. Chỉ bất quá khi hắn dẫn Oviedo công tước ly khai phòng khách quý sau, hắn rồi lại chân thực không nhẫn nại được nội tâm nghi hoặc, áp thấp giọng hỏi Oviedo công tước, người Đông Phương là ai? Ta thấy thế nào hắn? Hình như Liên Đạt Mìn Đức còn có Vivian đều hoàn toàn không để vào mắt. Dĩ nhiên, trong lòng của hắn còn có câu không nói ra, đó chính là hắn có cái này năng lực cùng tư cách sao? Ngươi nói Trần Tiên Sinh sao? Hắn, ai, nếu chỉ là Đạt Mìn Đức, Vivian, hắn cũng quả thật có tư cách không để vào mắt. Nghe vậy, kỳ thực Oviedo công tước lúc này trong lòng cũng có chút bất ổn, cũng liền đem trong lòng nói không nín được, nói ra. Người nói hắn có tư cách đem Đạt Mìn Đức, Vivian không coi vào đâu. Nghe vậy Barbie đi công tước không khỏi cả người chấn động, sau đó hướng phía sau những người đó ra giấu tay, ý bảo bọn họ dựa vào là xa một chút. Lúc này mới lại đè thấp thanh hướng Oviedo hỏi, Oviedo công tước, chúng ta coi như là nhiều năm như vậy bằng hữu, tương hỗ trong lúc đó cũng không mâu thuẫn gì cùng xung đột, vì vậy, không biết chuyện này ngươi có thể hay không lén cho ta tiết lộ, người Đông Phương, Trần Tiên Sinh. Đến tột cùng lai lịch gì, hắn có thực lực như vậy sao? Nghe thế, Oviedo do dự một chút, bởi vì hắn chân thực có chút không biết về Trần Phi chuyện tình, có nên hay không nói. Nhưng sau đó chỉ thấy hắn lắc đầu, chậm rãi nói ta nói những. Này, người tốt nhất tai trái đoa tiến, lỗ tai phải ra, cũng đừng nghĩ theo cùng phía sau ngươi vạn tư đại công tước hồi báo cái gì. Coi như nghe cái vui đùa nói đi. Oviedo công tước ngươi yên tâm, ta Barbie hiện tại tự lấy chúng ta huyết tộc tổ tiên danh nghĩa thề, tuyệt sẽ không cho bất luận kẻ nào tiết lộ lời ngươi nói. Barbie công tước lập tức nghiêm túc phát thệ nói. Đối với bọn hắn huyết tộc mà nói. Lấy huyết tộc tổ tiên thề, vậy tuyệt đối là không gì sánh được thần thánh. Ngươi hẳn còn nhớ chúng ta Italia có cái tổ chức sát thủ, gọi màu đỏ tươi răng đi. Nghe thế, Oviedo trực tiếp nói. Màu đỏ tươi răng, ta đương nhiên biết, ta nhớ kỹ thủ lĩnh của bọn họ chắc là một. Gọi là đao phong sách tên đi. Có người nói liên SS cấp dị năng giả đều bị hắn thành công ám sát quá, còn trộm ẩn vào nhập quá Vatican thần thánh giáo duyên giáo hội giết qua người. Rất mạnh, chỉ là gần nhất nghe nói bị người cho bị diệt. Là các người Đạt Mìn Đức gia tộc làm. Barbie đi công tước nghe vậy ngẩn người, nói. Không, không phải chúng ta. Có thể nghe nói, Oviedo công tước lại lắc đầu. Không phải là các ngươi, vân vân chờ đã. Chẳng lẽ là, Barbie đi công tước đầu tiên là sửng sốt, mà đứng mã giật mình đến. Như là nghĩ tới điều gì, cước bộ chợt trệ ở tại chỗ. Không sai. Màu đỏ tươi răng là bị Trần Tiên Sinh thân thủ, một người bị diệt. Oviedo công tước rốt cục nói ra khẳng định đáp án. Hắn dừng một chút, hắn còn lại tiếp tục nói hơn nữa không chỉ có như vậy, lần này các ngươi lớp Strickland mời Hy Lạp ba tần người của gia tộc đi. Liên Dumbledore đại ma truyền còn có hắn hai cái S cộng đỉnh cấp khác người theo đuổi cũng đích thân tới, bọn hắn bây giờ đều đi nơi nào. Bọn họ sáng nay tạm thời nói gia tộc xảy ra chuyện trọng yếu gì.
không có khả năng đình lại, tự rời đi trước. Thế nào, cái này có vấn đề gì không? Babidi công tước không rõ Oviedo công tước nói ý tứ của những lời này, nhảy liếm môi, nói. Không biết vì sao, hắn tổng cảm giác mình tiếp nghe được sợ rằng sẽ rất kinh người. Đương nhiên có vấn đề, cái gì chuyện trọng đại mà cần bọn họ toàn bộ tất cả mọi người tự mình chạy về đi. Vậy thật muốn nghiêm trọng như vậy, bọn họ ngay từ đầu còn tất cả đi ra làm gì? Nghe vậy Oviedo công tước bĩu môi nói. Oviedo công tước, người mau nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Lẽ nào bọn họ ly khai, còn cùng Trần Tiên Sinh có quan hệ? Babidi hiện tại tựa hồ cũng không dám khinh suất từ gọi Trần Phi vì sao người Đông Phương, mà là học cùng Oviedo vậy. Đương nhiên là có quan hệ. Quên đi, ta nói thẳng đi, trước chúng ta tới thời gian, Dumbledore đại ma chuyển cháu trai cùng Trần Tiên Sinh xảy ra xung đột, bị đánh thành trọng thương, Dumbledore chạy tới xuất đầu, kết quả kể cả hắn hai cái thánh kỵ sĩ người theo đuổi, ba người bọn họ, đều bị hù được tự đoạn một tay. Oviedo đem trước sự kiện kia mà cũng nói ra. T. Nhất thời dù là Babidi tại đây lớp Strickland gia tộc, thậm chí tại đây Âu Châu hắc ám thế giới, coi như là một vị nhân vật, nghe nói như thế còn là ứa ra hàn khí, tứ chi băng lãnh. Lấy thực lực của hắn còn có nhãn giới, đương nhiên minh bạch có thể đem truyền kỳ sát thủ đao phong sách làm thịt người, còn nghĩ Dumbledore đại ma truyền cùng với hắn hai cái thánh kỵ sĩ người theo đuổi, ba người tất cả đều hù được tự đoạn một tay, cái này ý vị như thế nào? Sợ rằng cái này tối thiểu, cũng muốn SS cộng đỉnh cường giả mới có tư cách làm được loại trình độ đó đi. Đông Phương, Trần Tiên Sinh, thoạt nhìn bằng chừng ấy tuổi, lẽ nào hắn thật đúng là một vị SS cộng cấp đỉnh cường giả? Nghĩ đến đây, dù là hắn Babidi cũng không nhịn được trong lòng có chút chip bông. Đến bây giờ, hắn cuối cùng cũng biết, vì sao người Đông Phương dám đồng thời đắc tội đặt mìn Đức còn có Vivian. Là hắn Babidi chính mình thực lực như vậy, khẳng định cũng không sợ a. Mà đang lúc bọn hắn ở phòng khách quý ngoại tiến hành như vậy đối thoại lúc, phòng khách quý nội Trần Phi lại mạnh nữa nhưng mà thân thể một băng bó, thần sắc chợt hưng phấn. Bởi vì trên đài đấu giá lớp bưu đại công tước rốt cục làm người ta bưng lên một khối cẩm khăn tô đậm được mâm nhỏ, mặt trên thịnh phóng theo một khối như hoàn toàn là từ ngọc thạch chế tạo ngọc la bàn, tản ra nhàn nhạt linh khí ba động. Hơn nữa hắn còn chú ý tới, ngọc la bàn chính diện rõ ràng là thái cực lưỡng dạng dáng dấp, phân nửa bên trái ngọc thạch ánh sáng màu phải sâu một điểm, phân nửa bên phải ngọc thạch ánh sáng màu tắc muốn cạn một ít, đồng thời ở chúng nó hai khu vực trung gian, còn cắt có một ao hãm đi xuống đồ án. Nhìn kỹ chính hình như là trước hắn lấy được ngọc bấm ngón tay còn có ngọc mặt dây chuyền hình dạng, giống nhau như đúc. Đây là chúng ta lớp Strickland gia tộc Nemesis nguyên lão ngẫu nhiên lấy được, nhất kiện rất thần kỳ ngọc khí, chắc là từ Đông Phương bên kia chảy chuyện tới đi. Căn cứ chúng ta trước trắc nghiệm, bảo này tác dụng lớn nhất đó là có thể đủ làm chúng ta huyết tộc trong cơ thể huyết năng sản sinh thoái hóa, trở nên càng mạnh. Bất quá thứ này tin tức tốt cũng chỉ đúng công tước cảnh giới dưới huyết tộc có băng trợ. Công tước cảnh giới đã ngoài cũng có chút không nhiều lắm dùng. Lớp bưu đại công tước ở phòng đấu giá trên đều đâu vào đấy giới thiệu, sau tùy tiện nói ra một cái đấu giá 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 khởi đầu 1.000 mai ma pháp kim tệ, mỗi lần giá không dưới 100 mai. Ta ra 1.100 mai ma pháp kim tệ. 1.300 mai. 1.500. Tuy rằng ngọc này khí đúng công tước cảnh giới trở lên huyết tộc, có thể đưa đến bang chợ, đã là vi hồ kỳ vi. Nhưng bảo này có thể bang trợ bọn họ huyết tộc lột xác trong cơ thể huyết năng, cho trở nên cường đại hơn đặc tính, cũng còn là bị ở đây không ít thực lực cảnh giới hơi yếu huyết tộc, hoặc là các đại gia tộc, thế lực ưu ái. Rất nhanh, giá cũng liền chậm rãi tăng đi tới, đi đến 2.400 mai ma pháp kim tệ. Cái này đã đến 2.400 mai ma pháp kim tệ a. Cũng không biết trong kho hàng mặt còn dư lại 5.000 mai ma pháp kim tệ, đến tột cùng có đủ hay không dùng. Phòng khách quý nội, Trần Phi một bên xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sát đất, con người thật sâu nhìn bán đấu giá đài ngọc la bàn, một bên lấy tay đập sofa tay dựa địa phương, trong lòng đã có ý tưởng cùng dự định. Cuối cùng này nhất kiện ngọc khí hắn không có khả năng buông tha. Vì vậy nếu có người thật muốn cùng hắn tranh qua 5.000 mai ma pháp kim tệ hạn mức cao nhất, vậy cũng chỉ có thể. Ngượng ngùng. 3.000 ma pháp kim tệ. Sau đó chỉ thấy kỳ trực tiếp ra giá. Mà hiện trường cũng bởi vì hắn ra giá hơi tính một chút. Này, các ngươi nghe rõ không? Thanh âm này vâng. Hình như không sai, là hắn.
chính là trước cùng đặt mìn nước tranh đoạt máu tổ tinh đá cái tên kia. Hắn cũng coi trọng cái này thần kỳ ngọc la bàn. Nếu hắn coi trọng vậy ta còn buông tha đi. Người này ngoại trừ máu tổ tinh đá ngoại, cái khác căn bản là không có xuất thủ qua, hiện tại lại đột nhiên kêu giá, nhất định là thực sự muốn. Chưa tranh quá. Này, các ngươi nói đặt mìn nước sẽ làm hắn tùy tiện như vậy đấu giá được. Tư để hạ ầm ý tiếng nghị luận đều còn chưa nói hết, mọi người bên tai tựu bỗng nhiên vang lên một đạo lạnh lùng, mang theo khinh miệt châm chọc nói thế nào, người muốn đồ chơi này. Cũng đúng, cái này hình như chính là các ngươi người Đông Phương gì đó đi, trách không được ngươi xảy ra giới. Chỉ là ngươi bây giờ trong tay còn có nhiều như vậy ma pháp kim tệ sao? Sẽ không đã không tiền sao? Mới 3.000 ma pháp kim tệ, ta ra 4.000. Nhất thời phòng khách quý nội Trần Phi nhãn thần mạnh trầm xuống, lau một cái ngoan lệ từ ánh mắt của hắn trong chợt lóe lên. Cái này con rơi trách là thật muốn tìm cái chết. Trần Phi hiện ở trong tay mặt tựu còn chỉ còn lại có 5.000 ma pháp kim tệ, có thể đặt mìn nước lại một lần tử đã đem đấu giá giới thét lên 4.000. 5.000. Ngồi ở phòng khách quý nội Trần Phi chau mày, lau một cái lạnh lẽo hàn ý từ ánh mắt của hắn trong chợt lóe lên. Hanh, 5.000, ta ra 6.000, đặt mìn nước hiện tại thật vất vả chộp được khiến Trần Phi, mất mặt, không thể tránh được, thở hổn hển cơ hội, lại sao có thể buông tha. Vì vậy lại ngữ điệu giễu cợt đấu giá lên. Hắn như vậy ra giá, dĩ nhiên không phải thực sự để ngọc la bàn, mà thuần túy chỉ là muốn nhượng gan dám đắc tội hắn đặt mìn nước. Đáng ghét chí cực người Đông Phương khó xử. Khiến kỳ không chiếm được mong muốn đồ vật, hoặc là coi như chiếm được, cũng phải nỗ lực rất nhiều lần đại giới, dùng nhiều rất nhiều lần tiền tiêu uổng phí mới được. Đây mới là hắn đặt mìn nước mục đích thực sự. Có thể làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chuyện tình vâng, ngay hắn cái này thanh, 5.000 ma pháp kim tệ, đấu giá gọi sau khi ra ngoài, vậy đáng chết, ghê tởm người Đông Phương phòng khách quý chỉ một cái không có tiếng. Nhất thời không chỉ là hắn, lúc này bên trong phòng đấu giá tuyệt đại đa số mọi người ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ, tên kia chỉ là nhất thời hưng khởi? 5.000 mai ma pháp kim tệ, hiện tại có người ra giá ra được 5.000 mai ma pháp kim tệ. Còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Phòng đấu giá trên, lớp bưu đại công tước một tay giơ chùy, một bên ánh mắt nhìn đặt mìn nước chỗ ở phòng khách quý, cặp kia khàn khàn hai tròng mắt lấp lánh khác thường vẻ trào phúng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm theo sát mà truyền khắp hiện trường. Ở lớp Strickland bên trong gia tộc, hắn nhưng thật ra là vạn tư nguyên lão cái này nhất phái hệ người, vì vậy cũng không phải rất thấy quán đặt mìn nước tiểu tử kia. Thật không có đầu óc. Làm lớp bưu đại công tước ánh mắt nhìn đặt mìn nước chỗ ở cái kia phòng khách quý lúc, phòng đấu giá những người khác cũng đều hướng nhìn. Phu, CK. Tuy rằng từ bên ngoài kỳ thực nhìn không thấy phòng khách quý bên trong, có thể đặt mìn nước đi qua thật lớn cửa sổ sát đất nhìn thấy bốn phương tám hướng tụ đến, gờ giáp đâm ánh mắt, nhất thời nhìn không được thoáng cái sắc mặt đỏ lên. Thật giống như từ những ánh mắt kia trong có thể nhìn thấy từng cái mang theo cơ tiếu mặt, và lại còn đang không chút kiêng kỵ trào phúng theo hắn. Hoa 5.000 ma pháp kim tệ đi mua cái đối với mình không nhiều lắm dùng ngọc la bàn, chỉ sợ cũng chỉ có hắn đặt mìn nước làm được chuyện ngu xuẩn như thế mà. Tư để hạ, rất ít người đều không nhẫn nại được cười ra tiếng. Đặt mìn nước sắc mặt càng phát khó xem, trên trán dần dần nhô ra một chút mồ hôi hột. Không phải là bởi vì 5.000 ma pháp kim tệ, mà là nghĩ hắn hiện vào thời khắc này có chút thật mất thể diện. Các ngươi cái này có tương đối tư nhân gian phòng sao? Muốn lớn một chút, tương đối an tĩnh một chút, mà nhưng vào lúc này Trần Phi đã từ phòng khách quý nội đi ra, sắc mặt thoạt nhìn có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặt không biểu tình, hướng chờ ở phòng khách quý ngoại lớp Strickland gia tộc người hầu hỏi. Tư nhân gian phòng, có, khách nhân ngài đi theo ta. Lớp Strickland gia tộc người hầu ngay tức khắc nói rằng, sau đó chỉ thấy người hầu kia dẫn Trần Phi từ phòng đấu giá phòng khách quý đi ra. Cùng lúc đó, cái khác phòng khách quý nội đặt mìn nước còn có Vivian đều nhận được tin tức. Vì vậy, người hầu kia dẫn Trần Phi từ phòng đấu giá đi ra ngoài không bao lâu, đều còn chưa đi ra hoa ân tháp cao phạm vi, chỉ thấy một trải song đuôi ngựa. Ăn mặc thẻ hoa y công chúa trang tông phát nữ tử của mọi người nhiều người theo dưới, bước nhanh từ phía sau hắn đuổi theo, hơn nữa trong miệng còn lạnh lùng mắng vân vân chờ đã, đứng lại cho ta. Vivian tiểu thư, người hầu kia tựa hồ nhận thức người, nhất thời biến sắc, run rẩy nói. Thấy thế Trần Phi cũng liền đơn giản dừng bước, ánh mắt nghiêng đầu trở lại bình thản nhìn lướt qua Vivian,
sau lại bị phía sau nàng năm ấy kỳ tương đối lớn nữ tử hấp dẫn đi lực chú ý. Huyết tộc đại công tước, hắn như có điều suy nghĩ trong lòng đích thì thầm một tiếng, cũng có chút giật mình ở cái này Vân Duy Nhã gia tộc nội tình. Chính là ngươi, thật to gan, mà nhưng vào lúc này Vivian Vân Duy Nhã lại trực tiếp, đăng đăng đăng, đi tới Trần Phi trước mặt, cặp kia tịnh lệ rồi lại đỏ thắm con ngươi chăm chú nhìn kỹ ở trên người hắn, ngôn ngữ xích giao Trần mang theo vấn trách vậy ý tứ hàm xúc nói rằng. Thật lớn mật, ta sao, Trần Phi ánh mắt sốt cục lại rơi xuống trên người nàng, mâu quang hơi lóe lên. Chẳng lẽ không đúng ngươi? Ngươi có biết hay không máu tổ tinh đá là Brett chụp được đến muốn tặng cho đồ của ta, có thể ngươi lại dám tranh đoạt đấu giá? Cái này chẳng lẽ không đúng ngươi gan lớn? Vivian vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Phi nói rằng, cái loại này ngôn ngữ nói ra, lại hình như hoàn toàn là đương nhiên. Hắn Vivian mong muốn đồ vật, ngươi lại còn dám tranh đoạt đấu giá, còn dám cướp, muốn chết. Nghe thế Trần Phi sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không nói. Chỉ là mâu chỉ có một ít trong trẻo nhưng lạnh lùng đã quên Vivian liếc mắt. Nữ nhân này tựa hồ quen cao cao tại thượng đi, một bức người khác phải phục tòng giọng nói của nàng. Người điếc còn là ách, tại sao không nói chuyện? Vivian gặp Trần Phi dĩ nhiên không nói, trong lời nói càng cường thế lên, hùng hổ dọa người. Có ý tứ, cái này Vivian bởi vì có kỳ tổ mẫu, Vân Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu hơn á bà sủng ái cùng nịch quán. Từ lâu dưỡng thành loại này không coi ai ra gì, ngạo mạn vô cùng tính cách quen. Hiện tại người Đông Phương lại dám không để cho hắn mặt mũi, cướp đồ của nàng, hắn loại này tính tình không tức giận mới là lạ. Rất nhiều người cũng sớm nhận được tin tức, từ bên trong phòng đấu giá đuổi theo ra đến xem náo nhiệt, nhìn thấy một màn này nhất thời không khỏi trong lòng ám đạo. Cũng không nói cái này Vivian mình chính là cái tuyệt thế huyết tộc thiên tài, niên kỷ như vậy nhẹ nhàng. Cũng đã sắp đi đến huyết tộc công tước đỉnh cảnh giới, liền nói phía sau nàng truyền thuyết kia trong huyết tộc thân vương cảnh giới tổ mẫu, đường đường Vân Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu, liền ai dám chọc, ai dám không để cho kỳ mặt mũi. Đến mức người Đông Phương tuy rằng quả thực gan lớn, vừa tựa hồ cùng Italia Brett gia tộc có chút quan hệ cùng liên quan, có thể, vậy thì thế nào? Coi như là Brett gia tộc, cũng không có khả năng đồng thời nguyện ý đắc tội đặt mình đức cùng Vivian đi. Bọn họ sở dĩ phải loại nghĩ gì này hoàn toàn là bởi vì Vân Duy Nhã gia tộc cùng với lớp Strickland gia tộc đều cường đại dị thường, đứng hàng Âu Châu Tam Đại Mafia Đại gia tộc 2, thậm chí kỳ tư để hạ thực lực liên Brett gia tộc vật khổng lồ như vậy đều so ra kém, có chút chênh lệch. Vì vậy đây hết thảy giống như trăng trở nên hợp tình lý lên. Bởi vì yếu thế mới là tuyệt không có quyền lựa chọn. Vivi, có ý tứ, mà lúc này đặt mình Đức cũng mang người đi ra. Chỉ là ở nhìn thấy một màn này sau không khỏi khóe miệng toát ra lau một cái rõ ràng ngoạn vị thú sắc. Lúc đầu hắn là chuẩn bị hướng Trần Phi xuất thủ, nhưng bây giờ Vivian lại tựa hồ như suốt không nhìn được trước, cái này không thú vị sao. Hiện tại hắn cũng muốn nhìn một chút, Vivian đều tự mình ra mặt, hơn nữa hắn Brett. Brett người của gia tộc còn có gan tử dính vào chuyện này, cấp cho người Đông Phương xuất đầu sao. Ha ha, sợ rằng lượng bọn họ cũng không lá gan này đi. Đặt mình Đức ở trong lòng cười lạnh, vẻ mặt châm chọc. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt nhàn nhạt nhìn Vivian, người sau trên mặt nhất thời hiện ra một loại không ai bì nổi vẻ ngạo mạn, tựa hồ là thói quen vênh mặt hất hàm sai khiến. Người như thế hãy cùng kịch truyền hình trong được công chúa bệnh người vậy, bởi vì xuất thân, căn bản tốt, đi đến chỗ nào đều bị chúng tinh phùng nguyệt, cho nên hắn tự đương nhiên cho rằng không có mấy người có thể không cho nàng mặt mũi. Không có khả năng cùng hắn cướp đồ vật, càng phải dựa theo ý của nàng hành sự. Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là cái loại này, quán, ngươi người sao? Chớ suy nghĩ quá nhiều được không? Ta không điếc cũng không ách, ngươi gọi ta lại, có chuyện gì không? Sau đó chỉ thấy Trần Phi nhìn Vivian, trong miệng lạnh lùng nói rằng. Ừ, nhân quần nghe được Trần Phi loại giọng nói này, lời như vậy sau nhất thời nhìn không được con ngươi hơi co rút lại dưới. Cái này người Đông Phương có đúng hay không có chút lá gan quá? Đều đến loại thời điểm này, lại còn dám như thế mạnh miệng. Ngươi, nhất thời Vivian màu đỏ tươi, ánh mắt xâm lạnh trong cũng có một ít ba động, lập tức thanh âm có chút lạnh như băng chất vấn ngươi, thực sự là thật to gan. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi là ai? Trần Phi khóe miệng có chút vẽ bề ngoài khởi độ cung cười lạnh cười, sau đó khuôn mặt trên liền hiện ra lau một cái tự tiếu phi tiếu. Nói đừng nói ta không biết,
coi như biết, thì thế nào? Oanh, nhất thời này cách đó không xa xem náo nhiệt nghe được Trần Phi lời này, đều có chút không dám tin tưởng, một trận ồ lên. Làm càn. Vivian bên cạnh một tóc vàng anh tuấn nam tử nhất thời nổ quát một tiếng, dưới chân bước chân mang ra, sau đó một cường liệt mà lại làm cho khí tức cuồn cuộn bừng lên, hướng Trần Phi áp đi, con ngươi còn không gì sánh được lạnh như băng nhìn chằm chằm, quát lên ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ trên mặt đất hướng Vivian tiểu thư xin lỗi, tranh thủ sự tha thứ của nàng, nếu không ngày hôm nay ta sẽ nhường ngươi chết tại đây. Vivian thấy thế cũng không nói lời nào, chỉ là mặt cười lãnh giận, như là ngầm cho phép tóc vàng kia anh tuấn nam tử hành vi. Bởi vì nàng chân thực không nghĩ tới Trần Phi lại dám đối với nàng vô lễ như thế, như vậy buông tha. Vì vậy hiện tại tự nhiên hẳn là đã bị phải có nghiêm phạt mới đúng. Ha ha, nhường ta chết tại đây. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm lại đột nhiên đang lúc mọi người bên tai vang lên. Chỉ thấy kỳ hai tròng mắt bắn ra một đạo hàn mang, nhìn người nọ, con người bắn tóe ra lạnh lẽo, làm người ta rung động sát khí. Sau đó chỉ thấy kỳ như tùy ý vậy đem bản thân tay phải giơ lên, đầu ngón tay bất ngờ hiện ra diễm quang. Vân vân chờ đã, dừng tay. Nhất thời theo ở Vivian sau lưng huyết tộc đại công tước nữ người sắc mặt hơi đổi một chút, mở miệng muốn ngăn cản, cũng đã chậm. Viêm chỉ. Sẽ ở đó Trần Phi lạnh lùng ngôn ngữ trong tiếng, một đạo ẩn chứa khủng bố năng lượng xích hồng sắc quang trụ từ đầu ngón tay hắn xuyên thủng ra, xuyên thấu qua không khí. Cơ hồ là trong nháy mắt sẽ ở đó tóc vàng anh tuấn nam tử trước ngực xuyên thấu ra một cái máu rầm rề lỗ lớn. Người sau nhất thời hét thảm một tiếng nằm xuống đất, tuy rằng không chết, nhưng cũng trọng thương đến bỏ đều không bỏ dậy nổi. Cái này, nhất thời mọi người tại đây trên mặt thần sắc đều cứng đờ, không nghĩ tới người Đông Phương cư nhiên thật dám trực tiếp tự động thủ. Hơn nữa, khi bọn hắn ánh mắt lại nhìn phía lúc này chính trên mặt đất khóc giống kêu rên tóc vàng anh tuấn nam tử lúc, không khỏi phía sau lưng cũng hơi có chút lạnh mấy phần. Ngươi, ngươi, mà ở nhìn thấy một màn này Vivian, nhất thời sắc mặt tái xanh lên, không nghĩ tới Trần Phi không chỉ có không để cho hắn mặt mũi, cùng hắn cướp máu tổ tinh đá, bây giờ còn lại dám làm cho hắn Vivian mặt mà, trọng thương người của nàng. Đây là có cỡ nào coi thường hắn Vivian, muốn cho thể diện của nàng để nơi nào? Ngươi, thật thật to gan. Vì vậy Vivian lần thứ hai con ngươi chết nhìn chằm chằm Trần Phi, thanh âm rất băng lãnh. Phải. Trần Phi khóe miệng ngoéo. Một cái, nghiêng đầu, lại đưa mắt rơi xuống Vivian trên người, đen kịt trong con ngươi mang theo lau một cái lạnh ý, phun ra nói lăn xa một chút. Tê, nhất thời ở đây vang lên kinh hãi cũng hút lương khí thanh. Bọn họ nghe được Trần Phi lời này, đều là sắc mặt cứng đờ, lạnh lùng, cái này người Đông Phương. Vị Miễn cũng quá kiêu ngạo đi. Hắn cư nhiên như thế làm cho chúng con mắt nhìn chừng mặt mà, nhượng Vivian tiểu thư lăn xa một chút. Cái này hắn mà không phải là đang tìm chết, là cái gì? Niếp mặc ngươi, đi giết hắn. Vivian trực tiếp tức giận đến cả người run, điềm nhiên nói. Vâng, xinh đẹp Vivian tiểu thư. Vivian bên cạnh, một cả người khí tức cực kỳ mạnh mẽ tông phát nam tử đạp đi ra. Hắn tựa hồ cũng không phải huyết tộc. Có thể nhưng vẫn theo, thủ hộ ở Vivian tả hữu, hiện tại ở nhìn thấy tình huống như vậy, lại thêm Vivian hạ lệnh, vì vậy hắn liền không hề kiềm chế đi ra, đằng đằng sát khí. Người Đông Phương, ngươi lại dám đối với ta xinh đẹp Vivian tiểu thư nói như thế, xem ra hôm nay không giết ngươi, là không được. Tông phát nam tử trong miệng hộc ra lạnh lẽo hàn âm, nhất thời trên người bộc phát ra bôi đen ám quang mũi nhọn, không gì sánh được đáng sợ. T. Là Niếp Mặc ngươi, truyền thuyết hắn từ lúc nửa năm trước cũng đã thành công tấn chức trở thành S cấp dị năng cường giả. Nếu không phải là bởi vì gia cảnh hơi chút chênh lệch một ít, chỉ sợ hắn cũng sớm đã đạt được Vivian tiểu thư yêu ái. Có người nghiêng về một phía hút lương khí, vừa nói ra tông phát nam tử lai lịch thân phận. Điều này hiển nhiên lại là một cái nghe tiếng Âu Châu hắc ám thế giới thiên tài. Chính là một vị hắc ám hệ S cấp đỉnh dị năng cường giả. Đây không phải là Mai Lơ Sa đại công tước sao? Còn có Vivian tiểu thư, các người đây là đang làm gì? Trần tiên sinh có thể là chúng ta Brett gia tộc khách nhân. Các ngươi làm như vậy, có đúng hay không có chút quá phận? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng già nua thanh từ đàng xa truyền đến, cũng Oviedo trở về. Ở bên cạnh hắn còn theo lớp Strickland gia tộc Barbie đi công tước.
Nhất thời Niếp Mặc ngươi động tác trên tay cứng ở xa xa, không nghĩ tới Brett gia tộc Oviedo công tước, lại thật sẽ nhúng tay Vivian tiểu thư chuyện tình. Cái này, Oviedo, là ngươi, theo ở Vivian phía sau, huyết tộc đại công tước cấp nữ nhân khác sắc mặt có chút kinh ngạc nhìn người, chợt lạnh lùng nói rằng thế nào, Oviedo, lẽ nào các người Brett gia tộc, còn muốn nhúng tay chúng ta vâng duy nhã gia tộc sự tình sao? Ở nàng nhìn lại, Brett gia tộc bất quá là bọn họ Âu Châu tam đại mafia đại gia tộc trong, thực lực chân thật yếu nhất một cái, hữu khởi dám thật cùng bọn chúng vâng duy nhã gia tộc phát sinh xung đột, nhúng tay chuyện của bọn họ mà. Xin lỗi, Mai Lơ Sa đại công tước, Trần Tiên Sinh là chúng ta Brett gia tộc khách nhân, nếu các ngươi phải kiên trì như vậy nói, chúng ta đây Brett gia tộc, cũng chỉ có thể nhúng tay. Có thể theo sát mà, Oviedo công tước lại nói như vậy, khiến Mai Lơ Sa đại công tước con người co rụt lại, lập tức giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng nói Oviedo, ngươi là nghiêm túc. Ta đương nhiên là nghiêm túc, Mai Lơ Sa đại công tước. Oviedo không nhường chút nào chậm rãi mở miệng nói. Không chỉ có như vậy, liền đứng một bên lớp Strickland gia tộc Barbidi công tước cũng còn lên tiếng, nói Mai Lơ Sa đại công tước, Vivian tiểu thư, cái này Trần Tiên Sinh nếu là tới tham gia chúng ta lớp Strickland gia tộc chúc mừng sẽ khách nhân, tự còn thỉnh hai vị cho gia tộc bọn ta một cái mặt mũi. Có mâu thuẫn gì, có cái gì xung đột, chờ các ngươi sau khi rời đi lén giải quyết, có thể chứ? Nghe vậy Mai Lơ Sa đại công tước sắc mặt lại thay đổi nữa thay đổi, lạnh lùng nhìn Barbidi. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng nhúng tay giúp tiểu tử kia. Lẽ nào, Đông Phương tiểu tử còn có cái gì bọn họ không biết, lợi hại bối cảnh theo tới lịch sao? Nếu không Barbidi hiện đang tại sao muốn làm như vậy? Các ngươi có ý tứ, các ngươi có biết hay không hắn đúng ta nói gì đó? Vivian hiển nhiên không nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là vừa nghe thấy Oviedo cùng với Barbidi đều giúp Trần Phi nói, nhất thời nổi giận, biến sắc. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết, đã bị bên cạnh Mai Lơ Sa đại công tước lôi một chút, nói chuyện cắt đứt, sau lại bám vào bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu, lúc này mới lại để cho hắn minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra, sau đó thiếu trên mặt thần sắc một mảnh hắng giọng, chậm rãi nói nếu ngày hôm nay các người Brett gia tộc còn có Barbidi công tước đều phải vì hắn xuất đầu, ta đây Vivian tự xem ở mặt mũi của các ngươi trên, tạm thời trước để xuống hắn một lần. Chỉ là, hai vị như vậy che chở hắn. Tựa hồ cũng đối với các ngươi không có gì hay chỗ đi. Ngươi nói có đúng hay không, Brett? Hắn cuối cùng những lời này cũng đúng cách đó không xa Brett nói. Dù sao hiện tại Brett gia tộc còn có lớp Strickland gia tộc vạn tư nguyên lão phe phái Barbidi đều ra mặt, hắn bên này đơn độc nhất phương, cũng còn là cảm giác có chút áp lực. Cái này dĩ nhiên. Nghe vậy đặt mìn đức một bên cười lạnh đi tới, một bên hướng về Barbidi còn có Trần Phi nói Barbidi công tước. Tuy nói lần này là gia tộc bọn ta lớp Bill đại công tước chúc mừng sẽ, hẳn là cao hứng một chút, nhưng này loại tên, có tư cách đến gia tộc bọn ta vì lớp Bill đại công tước chúc mừng sao? Đừng làm cho người chê cười gia tộc bọn ta nhãn giới quá thấp, tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể là khách nhân. Hơn nữa, đặt mìn tiếng nước điều dương lên, lại ở lãnh mở miệng cười nói Vivian tiểu thư thân phận gì địa vị gì. Tiểu tử kia lại dám đắc tội, trong mắt của ta hắn hiện tại đã là cái người chết. Thế nào, Barbidi công tước, các người bên kia, vạn tư nguyên lão muốn mượn hơi hắn sao? Cũng không ngại uổng phí khí lực. Nhất thời Oviedo cùng với Barbidi đều sắc mặt đổi đổi, lần thứ hai nhìn phía Barbidi ánh mắt có chút rét run, hàn mang lóe lên. Người chết. Ngược lại thì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu có chút giận dữ mà cười, ánh mắt đầu tiên là tại nơi Vivian còn có Mai Lơ Sa đại công tước trên mặt quét một vòng, mà lại rơi xuống đặt mìn đức trên người. Lạnh lùng nói ta sẽ tại đây tòa thành nội ở một đêm, sáng mai ly khai. Ngươi nếu thật giống người giống như trên miệng nói lợi hại như vậy nói, sẽ không phương đến lúc đó ở bên ngoài chờ ta, chúng ta đến lúc đó xem ai chết, được không? Nói xong, hắn trực tiếp quay đầu hướng Oviedo còn có Barbidi nói rằng Oviedo công tước, Barbidi công tước, chúng ta đi thôi. Không cần thiết cùng những, này óc có vấn đề ngu ngốc không chấp nhận. Cái này... Lẽ nào hắn là thật không sợ Brett sao? Cứ như vậy tiết lộ mình sẽ ở thành này bảo nội ở một đêm, sáng mai ly khai, đến lúc đó đặt mìn đức thật dẫn người ở bên ngoài coi chừng, hắn nên làm cái gì bây giờ? Mọi người nhìn không được có chút ngây người, trong lòng cực kỳ rung động. Bởi vì Trần Phi lời này quả thực cho bọn hắn không hiểu được lực đánh vào. Cứ như vậy trắng ra nói cho người biết, ta sáng sớm ngày mai đi,
ngươi nếu là thật có bản lĩnh sẽ ở đó thời gian ở bên ngoài dẫn người coi chừng. Cái này hoặc là chính là người Đông Phương đang nói dối. Lừa dối bọn họ, hoặc là, chính là hắn hình như thực sự không sợ, cũng không cảm thấy Đạt Mìn Đức có thể dẫn người giết chết hắn. Nhất thời ở đây không ít người thông minh đều ánh mắt phức tạp nhìn Trần Bay lên. Mà Đạt Mìn Đức, hơi nghe vậy còn lại là nhìn không được tức giận nổi trận lôi đình. Sát khí hiện lên, quả thực nhìn không được hiện tại liền trực tiếp đem Trần Phi giết đi. Chỉ là bọn hắn hiện tại lại không có biện pháp. Dù sao hiện tại Trần Phi thân phận là lớp Strickland gia tộc khách nhân, nếu bọn họ động thủ thật, đó chính là xúc phạm lớp Strickland gia tộc điểm mấu chốt. Tới lúc đó, coi như là cận vi mặt mũi, bọn họ cũng sợ rằng chỉ có thể đứng ở Trần Phi bên kia. Chớ nói chi là đến lúc đó chọc cho lớp Strickland gia tộc cao tầng tức giận, ai tới gánh chịu. Thanh niên nhân, chúng ta với ngươi cũng không lớn như vậy thù, chỉ là máu tổ tinh đá đúng là nhà của chúng ta Vivian tiểu thư hiện tại cần. Nếu không như vậy đi, ngươi dùng 40000 ma pháp kim tệ đấu giá được khối này máu tổ tinh đá, chúng ta cho ngươi 40500, đem khối kia máu tổ tinh đá nhường cho bọn ta, thế nào? Có thể nhưng vào lúc này, Mai Lơ Sa đại công tước lại đột nhiên như vậy mở miệng nói rằng, khiến ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mai Lơ Sa bà, ngươi thế nào? Vivian càng sắc mặt khó coi kêu to lên. Bởi vì, này loại nói, cùng bọn họ cúi đầu tỏ ra yếu kém có cái gì khác nhau. Mà Đạt Mìn Đức bên kia tự nhiên càng lộ ra sắc mặt xấu xí, hơn nữa nhãn thần ở chỗ sâu trong vừa sợ vừa giận. Bởi vì hắn chân thực không rõ, lấy Mai Lơ Sa đường đường vâng duy nhã gia tộc huyết tộc đại công tước thân phận, đi tới chưa không phải là vô cùng tôn quý, không người dám mạo phạm. Nhưng bây giờ hắn lại hướng một ghê tởm người Đông Phương nói có cúi đầu tỏ ra yếu kém ý tứ, đây coi là cái gì? Vì sao biết như vậy? Thế mà, trên mặt mọi người kinh sắc cũng còn chưa tiêu tán xuống phía dưới, Trần Phi lạnh lùng tiếng trả lời cũng đã vang lên, thậm chí còn nhường sắc mặt của bọn họ càng quỷ dị hơn cùng dị dạng. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại nói như vậy đồ vật ở nơi này, muốn tự bản thân tới bắt. Hắn một bên đem máu tổ tinh đá huyết nguyệt đá lấy ra nữa lấy tay đã đánh mất ném, một bên không hề ý dừng lại, trực tiếp rời đi. Điều này làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt ngây người. Vâng duy nhã gia tộc Mai Lơ Sa đại công tước cũng như cái này buông tư thái, tiểu tử kia lại còn dám như vậy. Không có khả năng hắn đánh từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới giải hòa đi. Cái này, rất nhiều người đều khó mà tin được một màn này, thần sắc kinh dị. Mà Mai Lơ Sa đại công tước, tắc rõ ràng sắc mặt có chút khó coi, tùy theo hai mắt lộ ra hàn quang, chung quanh thân thể gói khởi nồng nặc sát khí. Chỉ là, Trần Phi đám người cũng đã đi xa. Trần tiên sinh, xin lỗi, ta nghĩ nói ngươi mới vừa rồi là không phải là hơi có chút mạo thất. Tuy rằng lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể không sợ Mai Lơ Sa, có thể phía sau nàng tất lại còn có cái vâng duy nhã gia tộc, vừa rồi ngươi làm như vậy. Bọn hắn bây giờ chắc chắn sẽ không lo lắng nữa cái gì giải hòa. Ly khai Hoa Ân tháp cao phạm vi, Babidi không khỏi lộ ra vẻ lo âu nói. Nghe vậy Trần Phi nao nao, nhìn lướt qua một bên sắc mặt có chút lúng túng Oviedo, chợt khẽ lắc đầu, nở nụ cười, nói lẽ nào ngươi nghĩ ta ngay từ đầu tự dự định giải hòa sao? Babidi công tước nghe vậy mạnh sửng sốt, sau đó sắc mặt có chút dị dạng nói có thể Trần tiên sinh ngươi biết không? Ta cũng là mới từ vạn tư nguyên lão lấy được tin tức. Vâng duy nhã gia tộc nhiều á bà, hắn hiện tại tựa hồ ngay chúng ta lớp Strickland gia tộc tòa thành nổi. Ngươi nói cái gì? Không đợi Trần Phi có phản ứng gì, Oviedo cũng đã bỗng nhiên biến sắc nói nhiều á bà. Hắn làm sao sẽ đột nhiên đến các ngươi lớp Strickland gia tộc đến? Làm vâng duy nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu, cũng là trong gia tộc thực lực phá vỡ người, theo lý thuyết, nhân vật như vậy. Chắc là sẽ không cũng không phải đơn giản đi đã qua cái khác mafia đại gia tộc đại bản doanh A. Nhưng bây giờ, còn có tối trọng yếu là, nhược hiện ở Trần Tiên Sinh cùng Đạt Mìn Đức, Vivian trong lúc đó mâu thuẫn thật làm lớn chuyện. Sau thành công đem phía sau bọn họ người mời tới, vậy cho dù Trần Tiên Sinh từng đem truyền kỳ sát thủ đao phong sách đều cho làm thịt, quang minh đại ma truyền Dumbledore cộng thêm hai đại S cộng đỉnh thánh kỵ sĩ đều bị kỳ dễ dàng đánh bại. Sợ đến tự đoạn một tay, cái này thì có ích lợi gì? Bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết chí cao vô thượng thân vương. Thật không vậy đùa giỡn. Nga, ở ngay đi. Nhưng Trần Phi phản ứng so với hắn bình tĩnh, bình thản nhiều lắm.
Sau đó chỉ thấy Kỳ căn bản không có nhận quá đề tài này cha mà, mặt khác nói rằng Barbie đi công tước, ta hiện tại cần một gian tư nhân gian phòng, nếu là có lớn một chút mật thất rất tốt. Không gian tốt nhất có thể hơi lớn một điểm, cũng đừng làm cho có thể quấy rối đến ta. Các ngươi cái này có loại địa phương này sao? Mật thất. Nghe vậy Barbie đi hơi sửng sờ, có chút lắp bắp nói, cái kia, có, chúng ta lớp Strickland gia tộc đương nhiên là có loại địa phương này. Hắn hiện tại mặc dù đang đáp trả Trần Phi nói, nhưng bây giờ có chút trạng thái du lịch. Bởi vì hắn chân thực khó mà tin được, đang nghe loại này, nguy hiểm, tin tức sau, Trần Phi lại còn có thể vững vàng như vậy, bình tĩnh. Lẽ nào hắn thật không biết cái gì gọi là sợ sao? Luôn không khả năng hắn cho là mình liên bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết thân vương cường giả, đều có thể đủ địch nổi đi. Nghĩ đến đây Barbie đi cả người lại nhìn không được đột nhiên run rẩy. Lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt nhiều hơn lau một cái kinh dị, cùng hoảng sợ. Không có khả năng thực sự. Chỉ là trong lòng của hắn lúc này bỗng nhiên nổi lên cái này không khoa học ý niệm điên cuồng, lại đã định trước không có khả năng hiện tại ở Trần Phi, được cái gì đáp án. Trần tiên sinh, đây là ngươi muốn mật thất, ngươi yên tâm, chỉ cần chính ngươi không được, trên cơ bản động tĩnh bên ngoài là rất khó khăn quấy nhiễu được ngươi. Sau đó không sai biệt lắm qua tiểu nửa giờ, Oviedo rời đi trước, Trần Phi thì bị Barbie đi dẫn tới bên trong cốc ta hẻo lánh mật thất trước. Đương nhiên đây hết thảy đều bị người theo dõi, đặt mìn đức người của bọn họ. Ừ, đa tạ, Barbie đi công tước, ta đây tự đi vào trước. Hướng Barbie đi công tước nói tiếng cảm ơn, Trần Phi liền một người thảnh thơi đi vào trong mật thất. Hắn vừa tiến vào sau, nhập khẩu đại môn liền bị nghiêm nghiêm thật thật xem ra. Nhìn đóng mật thất đại môn, Barbie đi lắc đầu, ánh mắt phức tạp dù gì nói hắn không có khả năng thật không sợ chúng ta huyết tộc vĩ đại thân vương đi. Còn là nói lẽ nào hắn muốn từ bên trong mật thất này thần không biết quỷ không hay chạy trốn. Cũng không có khả năng a, mật thất này hoàn toàn là bị phong kín. Ngoại trừ trong truyền thuyết không gian ma pháp sư, chỉ sợ cũng xem như là này tử linh, âm linh, cũng không thể từ nơi này vô thanh vô tức chạy trốn rơi đi. Quên đi, chờ ngày mai một đại đã sớm biết, hy vọng ngươi có thể sống từ chúng ta lớp Strickland gia tộc ly khai đi. Một bên nói như vậy, Barbie đi một bên lắc đầu ly khai. Hiển nhiên, hắn thật không cho là ngày mai Trần Phi có thể chuyện gì cũng không có, liền rời đi. Dù sao đặt mình đức, Vivian tuy rằng thực lực của bản thân so ra kém hắn, thế nhưng, bọn họ bối cảnh lại quá cường đại. Một là bọn họ lớp Strickland gia tộc nguyên lão, Hắc Long, Nemesis. Một cái khác càng vâng duy nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu hơn Á bà. Tại đây Âu Châu, thậm chí toàn cầu, có bao nhiêu người dám đồng thời đắc tội hai người bọn họ. Bên kia, Trần Phi tiến nhập mật thất sau, đầu tiên là đem bên trong mỗi một khu vực, mỗi khắp ngõ ngách đều nhận chân chân, tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Ở xác nhận không thành vấn đề sau, hắn lại đang cẩn thận ở trong mật thất bố trí xong một tòa trận pháp, lúc này mới đem mang theo người huyền thạch kính cùng với vừa đấu giá đắc thủ huyết nguyệt đá đem ra. Thật là huyết nguyệt đá a. Không nghĩ tới tại đây Âu Châu lại còn có thể có được thứ đồ tốt này, chờ ta đợi đem dung nhập huyền thạch kính, khẳng định là có thể trợ kỳ lột xác thành là trung phẩm pháp khí đi. Đến lúc đó, ha ha ha. Nghĩ đến đây, Trần Phi liền hưng phấn nở nụ cười. Hắn sở dĩ muốn căn này mật thất, tự nhiên là sốt ruột đem huyết nguyệt đá dung nhập huyền thạch kính. Một khi huyền thạch kính lột xác thành là trung phẩm pháp khí, thực lực của hắn tự có thể đủ bay lên một đoạn lớn. Huyết nguyệt đá đỏ sậm như sình sạch tiên huyết, quanh thân hiện lên như khói sợi vậy dương nanh múa vuốt con rắn nhỏ hư giống như, thoạt nhìn tự nhiên là cực kỳ kỳ dị, chớ nói chi là Trần Phi đem cầm trong tay vẫn có thể rõ ràng cảm giác bên trong ẩn chứa khổng lồ linh nguyên khí, có thể là dưới nền đất âm mạch khí tiết lộ mà nhuộm đẫm đi lên, cũng có khả năng đúng như lớp Bưu đại công tước theo như lời, là do bọn họ huyết tộc trong truyền thuyết tiền bối cường giả trong cơ thể cường đại nhất một giọt huyết năng sở nhuộm đi lên. Cho nên mới phải như vậy kỳ huyễn. Thậm chí Trần Phi đem khối kia huyết nguyệt đá vững vàng nắm trong tay lúc, còn hoảng hốt có dũng khí cảm giác, đó chính là nếu khối kia huyết nguyệt đá năng lượng trong đó thật toàn bộ phát tiết đi ra ngoài nói, chỉ sợ cũng coi là hắn hiện nay, luyện khí ngũ trọng đỉnh phong tu vi, cũng rất có thể bị phát tiết đi ra ngoài lực lượng cường đại cho trọng thương, vì vậy máu này bô rát cũng thực sự rất khủng bố. Vận khí của ta luôn luôn tốt, hy vọng lần này có thể thành công đi. Trần Phi hơi nỉ non một tiếng, đã đem huyết nguyệt đá tiện tay ném giữa không trung,
sau đó trong cơ thể màu trắng sữa linh khí bắt đầu khởi động ra, đem cố định ở cái vị trí kia, sau đó xì một tiếng, lau một cái nóng rực nóng, nhiệt độ cao đến kinh người tam dương chân hỏa kiếm khí liền hồng hộc phun phát ra rồi, đem huyết nguyệt đá cho bao lấy, trong nháy mắt quanh mình nhiệt độ tăng lên rất nhiều lần. Trên thực tế, coi như là tại nơi kỳ quái, các loại kỳ dị thủ đoạn đại phóng tia sáng kỳ dị tu chân giới, luyện khí chân chính chủ lưu thủ đoạn cũng còn là cần nhất định phẩm chất cao luyện khí lô đỉnh, cộng thêm đủ loại hình công cụ phụ trợ. Đây mới là một vị chính thống tu chân giới luyện khí sư cần luyện khí công cụ. Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rõ ràng chính là cái gà mờ nhập môn, Trương Nghiêm cần đến loại trình độ đó. Vì vậy hắn hiện tại loại này luyện khí thủ pháp nếu phóng tới tu chân giới này đại sư chân chánh trước mặt, vậy khẳng định là hoàn toàn bất nhập lưu, hạ cửu lưu luyện khí thủ pháp. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao hắn sở kế thừa truyền thừa ký ức vị kia tu chân giới cao nhân, trên thực tế cũng là đúng luyện khí một đạo không thế nào tinh thông, vì vậy hắn ở truyền thừa trong trí nhớ lưu lại về luyện khí một đạo nội dung, tự nhiên là ít lại càng ít, hầu như không có. Coi như là có, cũng là cực kỳ nông cạn cùng lộn xộn gì đó, vì vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bây giờ đối với ở luyện khí một đạo học tập cùng lý giải, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Bản thân vuốt tảng đá qua sông. Siêu. Phốc suy. Sau đó lại thấy hắn ngoắc tay, lớn chừng bàn tay, thổ hoàng sắc huyền thạch kính cũng từ ống tay áo của hắn trong bay ra. Nhất thời hừng hực thiêu đốt tam dương chân hỏa kiếm khí cho giỏi tự ngửi được mùi vị mèo vậy, hồng hộc một giây kế tiếp cũng đã vây trùm lên đi, đem huyền thạch kính bao phủ trong đó, phát ra ù ù thanh. Trần Phi có thể không nghe theo dựa vào luyện khí lô đỉnh vụt ở giữa không trung luyện khí, chỗ dựa lớn nhất đó là không gì sánh được ổn định, thành thạo linh khí khống chế. Cùng với cái này xa so với cùng giai tu sĩ tu luyện ra được phổ thông hỏa diễm lợi hại, tam dương chân hỏa kiếm khí diễn sanh tam dương chân hỏa. Lấy Trần Phi loại cảnh giới này nắm giữ tam dương chân hỏa lợi hại, đã hoàn toàn đủ để hòa tan huyền thạch kính còn có huyết nguyệt thạch. Mà cái khác cảnh giới này phổ thông hỏa diễm, lại làm không được, bởi vậy có thể thấy được đây là Trần Phi có thể so với cùng giai tu sĩ xa cường đại rất nhiều căn nguyên chỗ. Dù sao chỉ là liên tam dương chân hỏa đều lợi hại như vậy. Hoàn toàn là từ kỳ ngưng tụ tam dương chân hỏa kiếm khí ni. So với mạnh hơn tỏa vong kinh linh khí ni. Chỉ nghỉ muốn tự là đủ làm người ta sợ. Mà đang ở hai luồng tam dương chân hỏa đồng thời đem huyết nguyệt đá cùng với huyền thạch kính gói hòa tan lúc, một luồng sợi rất nặng, máu tanh khí tức từ từ mãn tràn ra tới, từ huyết nguyệt đá trong phát tiết ra, đem cả phòng tràn ngập. Sau đó lại có một đoàn xám xịt ám ngọn lửa màu đỏ từ từ ngưng tụ thành một lớn chừng ngón cái hắc sắc quái thú. Có ba con đầu, chân đạp hắc viêm, móng chỉ dữ tợn. Đây là, nhìn thấy màu đen kia tam đầu quái thú Trần Phi lúc này ngẩn người. Chính mình ba con đầu hắc sắc quái thú hư ảnh tuy nhỏ, có thể kỳ vừa xuất hiện, toàn bộ trong mật thất bởi vì tam dương chân hỏa cháy mà lóng lánh tia sáng, lại trong nháy mắt hơi có vài phần bị áp chế xuống. Sau đó một làm cho cảm giác đè nén hắc ám lực lượng liền tịch quyển đi ra, như trong địa ngục đáng sợ các sơ hỏa sơn vậy. Tùy thời đều biết bộc phát ra phá hủy hết thảy năng lượng. Cái này chẳng lẽ là phương Tây trong thần thoại cái gọi địa ngục tam đầu chó. Nhìn tản ra đáng sợ, kinh người hơi thở hắc sắc tam đầu hư ảnh quái thú, Trần Phi trong đầu chợt nhớ lại bản thân trước chơi qua này phương Tây kỳ huyễn bối cảnh internet trò chơi, hai mắt không khỏi mạnh sáng ngời. Đồ chơi này hình như thực sự là phương Tây trong thần thoại địa ngục tam đầu chó. Chẳng lẽ máu này bô rát chính là bị máu của nó xâm nhiễm? Nhất thời Trần Phi trên mặt liền hiện ra vừa mừng vừa sợ vẻ. Nhưng sau đó, cũng rất sắp có từng viên một mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn trên trán nhỏ giọt xuống, bởi vì lúc này phụ hà cùng áp lực đều từ từ có chút nặng. Trong đó có một bộ phận linh khí lấy được trấn áp địa ngục tam đầu chó một tia hư ảnh hình ảnh, nếu không sẽ xảy ra vấn đề. Nhất niệm đến nước này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, hai mắt tinh mang tăng vọt, trong tay liên tục cầm bắt pháp quyết. Trầm giọng quát lên cho ta đè xuống. Xì, xì, xì. Nhất thời rậm rạp chằng chịt đáng sợ tam dương chân hỏa kiếm khí hú gọi thanh liền ở bên trong mật thất này vang dội đến. Một thanh chuôi lớn chừng ngón cái tam dương chân hỏa kiếm khí trực tiếp nghiền hướng địa ngục tam đầu chó hư ảnh, cùng với ở giữa không trung đấu. Nhất thời, nóng, sắc bén kiếm khí cùng địa ngục tam đầu chó dưới chân hắc viêm tung hoành trong lúc, người tới ta đi. Đều nhanh thiếu chút nữa muốn đem mật thất này trực tiếp oanh sụp đổ.
có thể dù sao đất này ngục tam đầu chó hư ảnh vẻn vẹn chỉ là chân chính địa ngục tam đầu chó một giọt máu sở ngưng tụ, hơn nữa kỳ tồn tại ở huyết nguyệt đá trong lúc, còn không biết theo thời gian tiêu thất, chân chính lực lượng trở nên yếu đi bao nhiêu. Cho nên khi Trần Phi chân chính giống như giờ phút này vậy vận dụng toàn lực lúc, rất cấp tốc chỉ thấy địa ngục tam đầu chó hư ảnh đánh nát, chấn áp thôi. Sau đó địa ngục tam đầu chó hư ảnh bị đánh nát tán ở giữa không trung tinh thuần lực lượng, liền bị Trần Phi cấp tốc quả đấm bóp ấn, lấy pháp thuật lực lượng chậm rãi đem sáp nhập vào huyền thạch trong kính. Nhất thời oanh một tiếng, bao vây lấy huyền thạch kính một. Khác đoàn tam dương chân hỏa thật cao vọt lên, trong nháy mắt phảng phất là sắp đem mật thất trần nhà đều phá tan, đốt ra cái lỗ thủng vậy. Một khí tức kinh người từ ngọn lửa kia mang tất cả khu vực, chậm rãi tán phát ra rồi. Ta đây lần thật đúng là đi đại vận, không nghĩ tới máu này Bồ Tát lại không phải là thông thường huyết nguyệt đá, mà là lây dính trong truyền thuyết phương Tây thân phận địa ngục tam đầu chó máu, mà dị biến mà đến. Máu này Bồ Tát cùng địa ngục tam đầu chó một giọt máu tươi năng lượng nếu là có thể toàn bộ dung nhập huyền thạch trong kính, sợ rằng tấn chức trung phẩm pháp khí là tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí ngay cả phẩm cấp đi đến trung phẩm pháp khí đỉnh, cũng không phải là không thể được tính. Nhìn bị tam dương chân hỏa bao gồm khu vực, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tuy rằng lúc này đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, có thể trên mặt nhưng vẫn là lộ ra sáng loáng hưng phấn cùng vui mừng dáng tươi cười. Nói máu này Bồ Tát vốn chính là hắn chuyến này vui mừng ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng cái này kinh hỉ cư nhiên như thế to lớn. Phương Tây trong thần thoại địa ngục tam đầu chó, nếu là bản thể, chỉ sợ cũng xem như là cùng bên trong tu chân giới này siêu cường cao giai linh thú so sánh với rác, cũng không khoe khoang nhiều đi. Đây không phải là ngoài ý muốn cực lớn kinh hỉ, là cái gì? Như vậy một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Trần Phi cũng vẻ mặt hư nhược từ trong mật thất đi ra. Trần tiên sinh, ngươi, mặt của ngươi, mà ở nhìn thấy Trần Phi trên mặt vẻ mặt trắng bệch, cùng mấy vị mệt mỏi thần sắc, sớm chờ ở mật thất đại môn Oviedo, nhất thời sắc mặt cả kinh. Không có việc gì, Oviedo công tước, ngươi không cần lo lắng. Ta hiện tại tốt, chẳng bao giờ có tốt như vậy quá. Nhưng Trần Phi nói chuyện ngữ điệu lại hưng phấn dị thường. Không có biện pháp, trải qua cả đêm, khổ chiến, hắn có hạ phẩm pháp khí huyền thạch kính, bất ngờ đã thành công lột xác tới trung phẩm pháp khí trình tự. Coi như là tầm thường luyện khí 6 tầng tu sĩ đều không có biện pháp chống lại, càng đừng nói cái gì SSS cấp, hoặc huyết tộc thân vương, hoặc mới vào cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ. Như vậy hắn sao có thể không hưng phấn. Đường sơ nhan chân trong tay trung phẩm pháp khí cấp đông lạnh châu thế nhưng nhường hắn thấy thèm thật lâu, mà bây giờ hắn tự mình luyện chế ra cái này, mới, huyền thạch kính. Ít nhất, so với kia cấp đông lạnh châu lợi hại 2-3 thành. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn vẻ hưng phấn liền càng tăng lên. Trần tiên sinh, ngươi có thể rốt cục đi ra, bất quá ta bên này tối hôm qua nhận được một cái tin tức không tốt lắm. Mà nhưng vào lúc này, Babidi công tước cũng tới, mặt lộ vẻ lo âu nói. Nga, tin tức không tốt lắm, có ý tứ, Trần Phi nao nao, khóe miệng cong lại nói. Là như vậy. Babidi công tước trên mặt hiện ra lau một cái vẻ phức tạp. Cười khổ nói tối hôm qua đặt mình đức đi cầu ra ra hắn, tìm tới giúp một tay, đó chính là chúng ta lớp Strickland gia tộc lôi gam tát mỗ đại công tước. Oviedo công tước ngươi nên biết vị kia đi, hắn là chúng ta lớp Strickland bên trong gia tộc có đại công tước cường giả trong, sức chiến đấu tối thiểu có thể xếp hạng thứ 3, cũng là Nemesis nguyên lão bên kia, trừ hắn ra số 1 chiến tướng. Cái gì, đặt mình đức cư nhiên đem các ngươi gia tộc lôi gam tát mỗ đại công tước cho mời tới. Nghe vậy Oviedo sắc mặt mạnh thay đổi một chút, có chút bối rối cùng xấu xí. Hiển nhiên hắn ai biết lôi gam tát mỗ đại công tước lợi hại. Số 1 chiến tướng, nghe hình như rất lợi hại, có thể nghe nói Trần Phi lại cười cười, căn bản không để ý bất quá quản hắn, tới thì tới đi, ghê gớm đến lúc đó cùng nhau thu thập, dù thế nào cũng không kém hắn một cái. Oviedo công tước, chuẩn bị một chút chúng ta cũng nên ly khai. Babidi công nghe vậy ngẩn người. Không rõ Trần Phi cái này lớn như vậy tự tin đến tột cùng từ đâu mà đến, sao chân thực không nhịn được nói Trần tiên sinh, coi như lấy thực lực của ngươi không sợ lôi gam tát mỗ đại công tước, có thể vâng duy nhã gia tộc bên kia còn có cái mai lơ xa đại công tước a. Lấy hai địch một ngươi quá bị thua thiệt, chớ nói chi là trừ bọn họ ra hai vị ở ngoài, ngoài ra còn có mấy vị công tước cấp bậc cường giả, cái này đối với ngươi mà nói thì càng bất lợi.
Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng nữa, đem trong lòng của hắn chân chính muốn nói ra bằng không. Trần tiên sinh, ngươi cùng Oviedo công tước trước hết đi, chúng ta Vạn Tư Nguyên lão dừng lại vài mấy ngày. Tin tưởng có chúng ta Vạn Tư Nguyên lão mặt mũi đứng ở đó, đặt mình đức cùng với Vivian hay là không dám khinh cử vọng động. Trần Phi đều không nghĩ tới đều như vậy, tối thiểu từ trên mặt nổi xem đặt mình đức cùng Vivian liên hợp quả thực rất thế lớn, có thể Vạn Tư Nguyên lão lại vẫn nguyện ý vì hắn xuất đầu, không khỏi nghi ngờ nói ba bi đi công tước, thứ cho ta nói thẳng, phía sau ngươi vị kia Vạn Tư Nguyên lão, tựa hồ không cần thiết dính vào ta chuyện này, cật lực không được cảm ơn chuyện đi. Cái này, ba bi đi công tước hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi sẽ trực tiếp như vậy hỏi lên, nhất thời có chút lúng túng cười cười. Sau đó mới cắn, thẳng thắn nói kỳ thực, chúng ta Vạn Tư Nguyên lão là muốn đánh cuộc một lần. Đánh cuộc một lần, Trần Phi trên mặt nghi ngờ màu sắc càng nồng nặc mấy phần. Nếu là tối trước, hắn chỉ là đem đặt mình đức đắc tội, Vạn Tư Nguyên lão nguyện ý mượn hơi hắn còn không gì đáng trách. Nhưng bây giờ liên cái gì Vivian đều dính dáng tiến đến, nếu là cái này Vạn Tư Nguyên lão đang nhúng tay, không có một ít quá. Cùng cái được không bù đắp đủ cái mất sao. Dù sao cái gì Vivian phía sau thế nhưng Vân Duy Nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu, đường đường huyết tộc thân vương cường giả, khi hắn Trần Phi hiện nay căn bản là chưa bày ra bao nhiêu con bài chưa lật trước, có cần thiết này sao? Vân vân chờ đã, chẳng lẽ là, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong đầu đột nhiên muốn lấy một cái người. Đó chính là trước từng cùng hắn có ngắn giao phong lớp Strickland gia tộc thân vương, lão Howard. Nếu là lão gia hỏa kia tư để hạ tiết lộ chút vật gì đi ra không phải là không có khả năng. Vạn Tư Nguyên lão là nói như vậy, chỉ sợ hắn là cho rằng Vivian đã cùng đặt mình đức đi được rất gần, còn muốn mượn hơi, cũng không quá khả năng, nhưng Trần Tiên Sinh ngươi bên này lại còn có thể lại đánh cuộc một lần. Ở ngươi bây giờ loại này tuổi, lại cư nhiên có thể có được như vậy lực lượng cường đại, hơn nữa Brett gia tộc cũng đúng ngươi coi trọng như vậy, vì vậy hẳn là, phía sau ngươi bối cảnh cũng không đơn giản đi. Ba Bi Đi lại nói như vậy trắng ra, cái này khiến Trần Phi đều hơi sửng sờ. Sau đó chỉ thấy Kỳ khẽ mỉm cười nói nhận được các ngươi vị kia Vạn Tư Nguyên lão để mắt, bất quá lưu lại sẽ không tất lưu lai. Nếu ta ngày hôm qua dám nói lời kia, tự nhiên sẽ không sợ cái gì đặt mình đức cùng Vivian. Nếu bọn họ muốn tìm cái chết, sẽ không phương đi thử một chút. Nói hắn khóe mắt ở chỗ sâu trong liền hiện ra lấm tấm hàn quang, mang theo một chút vẻ trào phúng. Hắn là không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng vấn đề là hiện tại, đã có như vậy những người này chân thực không có mắt, vậy hắn cũng liền không có biện pháp. Coi như làm là, vì dân trừ hại đi. Cái này, vậy được rồi. Ba Bi Đi công tước sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn không có khuyên nữa. Quả thực, Trần Phi lại dám nói ra ngày hôm qua cái loại này nói, cũng chỉ có hai cái nguyên nhân. Hoặc là ngu xuẩn, hoặc là chính là chân chính có cái kia lo lắng không sợ. Mà đang ở Trần Phi từ trong mật thất đạp lúc đi ra, hầu như toàn bộ lớp Strickland gia tộc thành dưới đất bảo nội ánh mắt, đều vững vàng hội tụ tại nơi. Bọn họ tự nhiên là muốn nhìn một chút, can đảm đó chiến đồng thời vào chỗ chết đắc tội đặt mình đức cùng với Vivian người Đông Phương, đến tột cùng thật có dám hay không giống như hắn hôm qua ngay trước mặt mọi người, như vậy phách lối theo như lời, sáng sớm hôm nay sẽ rời đi cái này lớp Strickland gia tộc. Tất cả phảng phất đều phá lệ an tĩnh. Thế mà lại phảng phất là phong bạo đã tới trước sự yên lặng. Ánh mắt mọi người đều vững vàng nhìn chăm chú vào tòa thành nội, không hề chớp mắt. Sau đó, ước 9 giờ sáng, đoàn người từ lớp Strickland gia tộc thành dưới đất bảo chậm rãi đi ra, mọi người câu kinh. Bởi vì chính là Brett người của gia tộc, còn có Trần Phi. Hắn cư nhiên thật dám ra đây. Một ngày này, lớp Strickland gia tộc thành dưới đất bảo trước sau như một bị cánh đồng bát ngát phong cùng tịch liêu vùng quê bao trùm. Đặt mình đức cùng với Vivian người tựu canh giữ ở tòa thành ngoài cửa lớn, cái này là người ngoài muốn rời đi lối ra duy nhất. Mà cũng chính là ở một ngày này, cái này buổi sáng, đoàn người chậm rãi từ tòa thành nội đi ra. Không ít người đều hơi bị con ngươi co rụt lại, bởi vì chính là Trần Phi cùng với Brett gia tộc đám người. Là hắn. Can đảm đó dám đồng thời đắc tội đặt mình đức còn có Vivian người Đông Phương. Địch nhân cứ như vậy thủ ở bên ngoài, hắn cũng dám như thế ly khai, thật không sợ. Trong thời gian, hầu như tòa thành nội sở hữu người của các phe thế lực đều chú ý đoàn người. Brett gia tộc Oviedo đám người cũng thì thôi, đặt mình đức còn không dám giết, có thể vậy không biết nói trời cao đất rộng người Đông Phương.
đây không phải là muốn chết sao? Hắn thực sự muốn đi ra ngoài, ly khai cái này lớp Strickland gia tộc tòa thành. Đông đảo người nhìn thấy Trần Phi đoàn người sở hành đi phương hướng, trong lòng càng cảm giác phức tạp. Thậm chí có người thẳng thắn trực tiếp đi theo phía sau hắn, muốn nhìn một chút hắn có phải là thật hay không dám đạp ra lớp Strickland gia tộc tòa thành ngoài cửa lớn một bước. T, hắn thật đi ra, thế mà không bao lâu, đông đảo người trong lòng liền nhịn không được hơi run một chút một chút. Bởi vì bọn họ chân thực không nghĩ tới, Trần Phi, lại dám đi ra tòa thành. Siêu, siêu, siêu. Nhất thời, làm Trần Phi còn có Brett gia tộc Oviedo đám người đạp ra tòa thành một sát na kia, tất cả mọi người nhãn thần còn có lực chú ý đều phảng phất là hướng phía bên kia nhìn lại. Một khắc kia, Trần Phi, Oviedo cũng cảm giác được, có từng cổ một áp lực cường đại bắt đầu hướng bọn họ đè xuống, cực kỳ xích lóa cùng không kiêng nể gì cả, rất có ánh mắt mang theo châm chọc cùng cười nhạt, tràn đầy cuốn xa trong gió. Không phải không thừa nhận, người lá gan thực sự rất lớn. Một trận đỏ thắm phong nhấc lên, ăn mặc thẻ hoa y công chúa trang, trải xong đuôi ngựa đầu hình Vivian dẫn đầu xuất hiện, đi bước một đi tới, tràn đầy tia sáng kỳ dị trong con ngươi hiển hiện theo lạnh lẽo quang. Hầu như đồng thời lại có hơn 10 nói mạnh mẽ thân ảnh từ bốn phương tám hướng xông ra, đem Trần Phi còn có Brett gia tộc đội ngũ bao quanh vây quanh. Những thứ này đều là vâng duy nhã cao thủ của gia tộc, thực lực nhỏ yếu nhất đều ở đây bá tước trình tự đã ngoài. Ha ha! Mà ở những người đó phía sau, bất ngờ có âm trầm tiếng cười lạnh vang lên, tràn đầy sát ý. Rõ ràng là theo ở Vivian bên cạnh thân hai vị thực lực kinh người nhân vật, hắc ám hệ S cộng đỉnh dị năng giả Niếp Mặc Ngươi, cùng với vâng duy nhã gia tộc huyết tộc đại công tước Mai Lơ Sa. Vivian tiểu thư, Mai Lơ Sa đại công tước, các ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào tự chút nào không đem chúng ta Brett gia tộc để vào mắt? Tuy rằng từ lâu dự liệu được đây hết thảy. Có thể ở nhìn thấy Vivian người đem nhóm người mình cho bao vây lại, Oviedo trên mặt thần sắc cũng vẫn không từ một chút trở nên hết sức khó coi. Dĩ nhiên, khi hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong còn hiện lên một chút hốt hoảng. Tuy nói coi như là đặt mình đức cùng Vivian liên thủ, cũng không nhất định dám động hắn Oviedo, nhưng bây giờ loại tình huống này. Lại có ai biết? Oviedo, các người Brett gia tộc nếu không phải tùy tiện loạn nhúng tay chuyện này, vậy dĩ nhiên có thể hiện tại liền rời đi. Nếu không cái này chính là các người bản thân tìm, trách được ai? Đạt Mìn Đức cũng mang người đến rồi, mấy chục bá tước, hầu tước cấp bậc huyết tộc cao thủ phối hợp Vivian người, đem Trần Phi còn có Oviedo đám người bao quanh vây quanh. Sau đó chỉ thấy Đạt Mìn Đức lạnh như băng nói. Mà ở phía sau hắn, một vị người mặc ám hồng sắc trường bào tóc dài, diện mạo già nua lão nhân, càng hấp dẫn người chú mục. Lôi Gam Tát Mỗ đại công tước. Nhìn hắn. Oviedo công tước sắc mặt càng xấu xí cùng hoảng loạn, mặc dù đã trong lòng đã sớm biết tin tức cùng chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bây giờ. Mà thanh âm của hắn cũng để cho viễn phương trong lòng mọi người ngoan run lên một cái, sắc mặt tùy theo hoảng sợ lên. Bởi vì Lôi Gam Tát Mỗ đại công tước, tuyệt đối là lớp Strickland gia tộc tổ tông cấp bậc tồn tại, được khen là trong truyền thuyết thân vương dưới, Hắc Long Nemesis, vạn tư nguyên lão sau lưng đệ tam. Hắn dĩ nhiên thật đích thân đến. Brett người của gia tộc. Lôi Gam Tát Mỗ đại công tước màu đỏ tươi, lạnh lẽo con ngươi nhìn lướt qua Oviedo, tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng lại thái độ trên rõ ràng không coi vào đâu, lạnh lùng nói chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, đi thôi, đừng ở chỗ này vướng bận. Nói, hắn lại bàn tay vừa lột, hóa thành dữ tợn vô cùng con rơi lợi chảo, hướng về Trần Phi chộp tới. Lại trực tiếp muốn động thủ. Ngươi có đúng hay không quá không đem chúng ta Brett gia tộc để trong mắt. Lôi Gam Tát Mỗ, đại công tước, có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền ra, chỉ thấy không bầu trời xa xa trong, một đạo thân ảnh phía sau xì theo thật lớn giữ tợn huyết biên bước cánh chim mà đến, rõ ràng là Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, lão Brett. Làm người ta giật mình vâng, hắn cư nhiên cũng từ vốn có cảnh giới đột phá. Đi đến trở thành huyết tộc đại công tước cảnh. Mà sự xuất hiện của hắn cũng khiến ở đây tất cả mọi người biến sắc. Lão Brett, Lôi Gam Tát Mỗ đại công tước tuy rằng thanh âm như trước lạnh lùng, có thể nhãn thần ở chỗ sâu trong nhưng có chút thần sắc ngưng trọng. Hắn ngược lại không phải là sợ vừa đột phá trở thành huyết tộc đại công tước lão Brett, chỉ là thân phận của hắn. Lão Brett tộc trưởng, đây là ta Đạt Mìn Đức còn có Vivian chuyện, người thật muốn can thiệp. Đạt Mìn Đức mặc dù đang nhìn thấy lão Brett xuất hiện, sắc mặt đổi.
có thể dù sao còn trẻ hết sức lông bông, không bị ngăn trở, trong nháy mắt lại lạnh lùng nói. Hắn như vậy thái độ thật giống như lấy hắn đặt mình Đức, còn có Vâng Duy Nhã gia tộc Vivian, liền có tư cách chất vấn, uy hiếp Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, lão Brett vậy. Lôi gam tát mỗ đại công tước, các người lớp Strickland gia tộc lẽ nào tự không dạy qua hắn cái gì là tôn ti, cùng tự mình hiểu lấy sao. Nhất thời, lão Brett lạnh lẽo con người rơi xuống đặt mình Đức trên người, thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì, đặt mình Đức nhất thời trên mặt hiện ra lửa giận. Có thể ở bên người hắn lôi gam tát mỗ đại công tước lại trực tiếp đưa tay đưa hắn ngăn lại, con ngươi nhìn chằm chằm đặt mình Đức, chậm rãi nói lão Brett tộc trưởng, cái này người Đông Phương, với các người Brett gia tộc là quan hệ như thế nào? Nói, hắn đôi mắt còn không từ quét về tự thủy trí trung sắc mặt đều rất bình thản Trần Phi, ánh mắt ở chỗ sâu trong có một luồng vẻ kinh dị xẹt qua. Cái này Đông Phương tiểu tử, đến tột cùng là ai? Quan hệ thế nào? Trần tiên sinh là chúng ta Brett gia tộc chân quý nhất khách nhân. Hiểu không, nghe được lôi gam tát mỗ đại công tước nói, lão Brett chậm rãi nói rằng. Mà hắn lời này cũng khiến mọi người tại đây trái tim hung hăng đều đầu giật mình. Brett gia tộc chân quý nhất khách nhân. Tuy nói Brett gia tộc là Âu Châu tam đại mafia đại gia tộc trong yếu nhất, có thể dù sao đây chính là cùng Vâng Duy Nhã, lớp Strickland hai đại gia tộc cùng nổi danh quái vật lớn A, ai dám thật coi thường. Mà lão Brett lại là cần gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, thân phận rất không bình thường cùng mẫn cảm, nhưng bây giờ, nhưng vẫn là từ trong miệng hắn xuất hiện như vậy, kinh người, nói, há có thể không cho người giật mình cùng chấn động. Đã như vậy, để hắn giao ra khối kia máu tổ tinh đá, lại hướng Vivian nhận cái sai, chuyện này coi như qua. Người cảm thấy thế nào? Nhưng vào lúc này một đạo lạnh lùng giọng nữ đột ngột vang lên, cũng Vâng Duy Nhã gia tộc Mai Lơ Sa đại công tước lên tiếng. Chỉ thấy thứ nhất mặt lạnh nhưng mà nhìn Trần Phi, hiển nhiên là còn không có quên trước Trần Phi khinh miệt hắn sự kiện kia mà. Mọi người tại đây cũng không từ con ngươi rụt một cái. Đến bọn hắn bây giờ mới nhớ tới, hiện trường này không chỉ có lớp Strickland gia tộc đặt mình Đức, lôi gam tát mỗ đại công tước, còn có Vâng Duy Nhã gia tộc Vivian tiểu thư, Mai Lơ Sa đại công tước. Cùng trước hai người so với, bọn họ địa vị lớn hơn nữa. Tự nhiên cũng liền đúng lão Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm thân phận, ít mấy phần cố kỵ cùng sợ hãi.